Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 706, Hắc Lân Phát Huy. Đây là một cái mang theo không gian cấm chế chi lực pháp trận. Tiêu Phàm tỉnh táo nhìn xem hỗn độn đồ bị từng chùm tia sáng màu xanh biếc phá hủy, rốt cuộc xác định nói. Cái này pháp trận đối càn khôn đỉnh công kích, xa không chỉ như vậy một điểm uy lực, chỉ là đại bộ phận phân uy năng đều bị càn khôn đỉnh hấp thu không sai biệt lắm, cuối cùng mới biểu hiện phải dạng này ôn hòa. Có thể phá ha, Cơ khinh xa không khỏi có chút hưng phấn, xem ra chính mình chuyến này, thật đúng là không có uổng phí tới. Tại Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên Trần Dương bọn người vùi đầu khổ tu thời điểm, cơ khinh xa buông xuống tu luyện, viễn phó miêu cương, chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết nuôi cổ thần thuật. Đại tuyết sơn chỗ sâu, gió ngây thơ đã từng nói, bạo liệt trùng là Nam Dương một mạch đại sát khí, ngay cả lớn thiên vương kéo quấn lại bên trong đều phi thường coi trọng. Chỉ bất quá, lại phó Nam Dương tìm kiếm bạo liệt trùng chân chính bồi dưỡng chi pháp, cơ khinh xa cho rằng đã có chút thực tế không lớn. Trước mắt Nam Dương hàng đầu sư truyền thừa, Tô Nam Đại Quốc sư chỗ nạp cát phái, là nổi danh nhất, Tô Nam đối bạo liệt trùng nghiên cứu, thậm chí so đã vẫn lạc ma cưu Đại Quốc sư còn muốn xâm nhập. Có quan hệ bạo liệt trùng bồi dưỡng phương pháp, Tô Nam đã từ đầu chí cuối truyền thụ cho cơ khinh xa. Nam Dương chi địa, không có khả năng còn có cái khác hàng đầu sư so Tô Nam nuôi trùng trình độ cao hơn hết lần này tới lần khác Tô Nam truyền thụ cho bạo liệt trùng bồi dưỡng phương pháp, cơ khinh xa học không được. Nó một, nàng không có khả năng thật dùng người sống làm ký chủ đến bồi dưỡng bạo liệt trùng. Hai, phương pháp này tốn thời gian thực tế quá lâu, bồi dưỡng một con thành thục bạo liệt trùng, chỉ ít cần mười mấy năm. Đương nhiên, mười mấy năm tại tu chân giới, cũng không coi là bao nhiêu dài rằng giặc, mấu chốt là dùng loại phương pháp này bồi dưỡng được đến bạo liệt trùng, chỉ là phổ thông trên ý nghĩa thành thục thể, dùng tại bình thường hàng đầu sư ở giữa tranh đấu vẫn được. Dùng tới đối phó người tu chân, vậy liền còn thiếu rất nhiều nhìn. Lấy người sống làm ký chủ, tốn hao thời gian mười mấy năm bồi dưỡng ra một con bạo liệt trùng, kết quả uy lực yếu như vậy. Audio điện tử võ tấn bền Cơ khinh xa đương nhiên phải mở ra lối riêng mới được. Hiện tại xem ra, cái này trùng vương trong động thật đúng là hơi có chút chỗ cổ quái một cái hơn nghìn năm trước liền lưu lại hang động, lấy bổ sung không gian cấm chế pháp trận đến phòng hộ, có thể thấy được nó không phải bình thường. Tiêu phàm cười cười, nói thử nhìn một chút, chỉ là có chút lo lắng, pháp trận này có phải là cùng hộ trại hoa đào đại trận tương liên? Nếu thật là như thế, còn phải cẩn thận một chút mới được. Cơ khinh xa thoảng qua giật mình, nói, người nhìn không ra a. À. Tiêu phàm lắc đầu, nói, lụa mỏng, người đánh giá quá cao ta trận pháp tạo nghệ, tại ban đầu mặt pháp thế giới vô cực môn trưởng giáo chân nhân trận pháp tạo nghệ tự nhiên cực cao đương thời hãn hữu nó thớt nhưng đối mặt dạng này cổ đại pháp trận thậm chí còn bổ sung lấy không gian cấm chế vậy liền hoàn toàn không giống tiêu phàm cũng không cho rằng mình tại trên trận pháp tạo nghệ có thể vượt qua những cái kia tinh nhiên pháp trận cổ tu vậy làm sao bây giờ vạn nhất khiên động hoa đào đại trận coi như khá là phiền toái đám kia bạo ngựa còn tại nhìn chằm chằm đâu tận lực cẩn thận một chút cái này trong động muốn thật có cái gì bí mật có lẽ liền là đối phó đám kia bọ ngựa mấu chốt tiêu phàm nói cứ việc vừa rồi tại bên ngoài thời điểm hắn tế lên triệu lôi thuật tăng thêm có hắc lân tương trợ tựa hồ rất dễ dàng liền đánh tan đám kia bọ ngựa nhưng mà tiêu phàm cũng biết kia là đánh trở tay không kịp mà lại diệt sát bọ ngựa số lượng cũng không nhiều lắm chủ yếu vẫn là hoa đào đại trận cấm chế chi lực đang có tác dụng nếu thật là tại giã ngoại tao ngộ bọn này bọ ngựa một trận đại chiến xuống tới đến cùng hưu chết vào tay ai thật đúng là khó mà dự đoán không phải vạn bất đắc dĩ hay là không muốn nhẹ dịch như này mạo hiểm tốt trên bản chất tiêu phàm không phải một cái thích đầu cơ trục lợi người càng thích ổn đánh ổn đâm lụa mỏng xin mọi người đều rời khỏi nơi này tiêu phàm lập tức phân phó nói bài trừ dạng này thượng cổ pháp trận tiêu phàm mình cũng không có chút tự tin nào nếu thật là dẫn phát động tính quá lớn đến lúc đó tự lo còn không rảnh nơi nào có dư lực đến bảo hộ những người khác không bị thương tổn thật trừ cơ khinh xa bên ngoài những người khác rất tự giác rời khỏi rất xa tiêu phàm trước ngực càn khôn đỉnh lần nữa xoay tít xoay tròn trừ hào quang màu đỏ lấp lánh mà lên một cái hỗn độn đồ lại hiển hiện ra tiêu phàm tăng lớn pháp lực rót vào lần này hỗn độn đồ án nhìn qua vừa rồi muốn dày đặc rất nhiều uyển như thực thể ầm ầm âm, âm thanh âm vang lên, chính diện vách động tại gợn nước ba động bên trong, bỗng nhiên không thấy bóng dáng, hiển lộ tại tiêu phàm trước mặt, là một tầng uyển như sữa bò nồng vụ, sền sệt đến cơ hồ tan không ra. Nhưng là trong nháy mắt, lại lần nữa hóa thành vách núi, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy, vẻn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Trên vách núi đá cái kia điểm sáng màu xanh lục, lần nữa hiển hiện ra, lục mang bắt đầu ngưng tụ thành hình. Tiêu phàm sầm mặt lại, hít một hơi thật sâu, tay phải liên vẽ mấy vòng năm cái màu sắc khác nhau quang điểm nổi lên đoạt trước một bước hướng về kia nói chính tại ngưng tụ thành hình lục mang vào tới đứng tại một bên cơ khinh xa rõ ràng cảm nhận được một cỗ ngũ hành cấm chế chi lực gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc đây là tiêu phàm đang nghiên cứu định thân phù thời điểm tiện thể nghiên cứu ra được ngũ hành cấm chế pháp quyết mặc dù kém xa định thân phù bản thân thần diệu như vậy nhưng cũng có được một chút không gian cấm chế chi lực dùng tới đối phó cùng giai đối thủ tự nhiên không có quá lớn hiệu quả nhưng dùng tới đối phó đê giai tu sĩ lập tức liền trở nên thần diệu vạn phân có lẽ không cần đến sử dụng định thân phù vẻn vẹn chỉ là sử xuất ngũ hành này cấm chế liền có thể đem đối thủ bắt sống cùng Sarutobi sương một trận chiến được chứng kiến định thân phù uy lực về sau tiêu phàm sao có thể có thể tùy tiện tại cấp thấp tu sĩ trên thân lãng phí chân quý như thế phù lục coi như lấy hắn hiện tại chế phù tiêu chuẩn luyện chế định thân phù xác suất thành công cũng thực tế không cao, đa số thời điểm còn phải xem vận khí, coi là thật lãng phí không dậy nổi. Năm cái màu sắc khác nhau quang điểm lóe lên qua đi, liền chuẩn xác vô cùng bọc tại vừa mới bắt đầu ngưng tụ thành hình lục mang phía trên, không chút do so dự hướng ở giữa co lại một cái. Lục mang vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bắt đầu vặn vẹo, thật giống như một con rắn độc bị ngũ hành điểm ghim chặt bầy tất vị trí. Bất quá loại này vặn vẹo cũng chỉ là nháy mắt sự tình, sau một khắc lục mang liền khôi phục ổn định nhanh chóng lớn mạnh ngũ hành điểm áp chế không nổi lại bị một chút xíu nở lớn tật tiêu phàm tự nhiên sẽ không ngồi cùng lục mang đem ngũ hành điểm hoàn toàn nứt vỡ dương một tay lên sớm đã dày đặc dị thường trừ màu đỏ hỗn độn đồ xoay tròn lấy hướng về vách động chân áp tới suy trừ màu đỏ hỗn độn đồ hòa thượng chưa hoàn toàn thành hình lục mang đụng vào nhau lần này thắng bại số lượng nghịch chuyển lục mang gào thét một tiếng lập tức bắt đầu tán loạn trừ màu đỏ hỗn độn đồ độ dày cũng thay đổi mỏng mấy phân chấn áp lục mang chậm rãi đặt ở trên vách động lại là một trận gợn nước ba động vách động biến mất không thấy gì nữa sền sệt sữa bỏ sương mù hiển hiện ra trừ màu đỏ hỗn độn đồ áp sát vào nồng vụ ở giữa thật giống như màu ngà sữa sương mù ở giữa đánh lên một khối trừ màu đỏ miếng vá lóa mắt đến cực điểm hỗn độn đồ hào quang tỏa sáng bắt đầu một chút xíu nở lớn chỉ cần chống ra đến trình độ nhất định cái này pháp trận không nói đã bị công phá tối thiểu nhất tiêu phàm liền có thể thừa cơ tiến vào bên trong bất quá thượng cổ pháp trận hiển nhiên cũng không cam lòng cứ như vậy đầu hàng sau một khắc nồng vụ phảng phất đun sôi nước sôi kịch liệt quay cuồng lên khí thế hung hăng hướng về hỗn độn đồ vòng lại tới muốn đem cái này bỗng nhiên khảm vào dị vật triệt để bao dung thôn vệ hết cùng lúc đó vách động bốn phía cũng hiện ra từng đạo lục sắc từng chùm tia sáng màu xanh biếc như là từng đạo tia chớp màu xanh lục, lóng lánh hướng về hỗn độn đồ oanh kích mà tới. Đang cùng nồng vụ nhiều lần rằng có hỗn độn đồ, lập tức liền hồng mang chấp loạn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên mỏng manh, bị nhanh chóng áp xúc xuống dưới, nguyên bản hai thước vuông, bị ép tới chỉ còn lại có một thước không đến, đồng thời còn tại tiến một bước co lại tiểu. Tiêu phàm một tiếng buồn bực hư, hai tay ngay cả dương, liên tục mấy đạo mạnh mẽ pháp lực đánh vào càn khôn đỉnh, trừ màu đỏ hỗn độn đồ rốt cục ngừng lại xu hướng suy tàn, lại bắt đầu một chút xíu mà lớn mạnh ngưng dày, nhưng nồng vụ cùng từng chùm tia sáng màu xanh biết lực phản kích, cũng theo đó tăng cường. Tiêu phàm trên trán có chút chảy ra một chút xíu mồ hôi, toàn thân bảo quang lưu chuyển, cho thấy phải đã đem pháp lực thôi vận đến 8-9 thành tình trạng. Hỗn độn đồ cũng không có rõ ràng khởi sắc, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Cứ như vậy, liền đánh thành tiêu hao chiến, so đấu chính là song phương ai có thể kiên trì phải càng lâu chút, lấy lực lượng một người cùng toàn bộ pháp trận đối kháng, thực tế không thể lạc quan. Cũng may bao phủ tại toàn bộ hoa đào trại trên không phấn lồng ánh sáng màu đỏ, vẫn như cũ lóe sáng lóa mắt, vẫn chưa nhận bên này phá trận ảnh hưởng. Cơ khinh xa liếc qua chiếu lấp lánh hoa đào vòng bảo hộ, thân thể thoảng qua hướng phía trước một nghiêng, bản mệnh pháp khí lạc giáp từ đầy đặn ở giữa lấy ra ngoài, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm liền muốn trợ tiêu phàm một chút sức lực. Pháp trận này, mang theo 10 điểm nồng đậm một linh khí, rất rõ ràng là lấy một thuộc tính làm căn cơ đại trận. Cơ khinh xa cũng là một thổ thuộc tính song linh căn linh thể, lấy một thuộc tính làm chủ. Chắc hẳn từ nàng tương trợ, phá trận hẳn là lại sẽ nhiều một phân lực lượng. Không ngờ cơ khinh xa cách làm chưa hoàn tất, một mực nằm ở tiêu phàm trên vai hắc lân bỗng nhiên trở nên rất không kiên nhẫn, miệng bên trong meo ô một tiếng, cái cổ ở giữa đen vọng lông cây dựng thẳng lên, ở giữa chán kia một nắm ngân bộ lông màu trắng lập lè tỏa sáng, một đạo hào quang màu trắng bạc, Bỗng nhiên bắn ra, bỗng nhiên đánh vào đại lượng từng chùm tia sáng màu xanh biếc phía trên. Xì 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 một trận giòn vang, nguyên bản chính liều mạng áp chế hỗn độn đồ từng chùm tia sáng màu xanh biếc, phảng phất bỗng nhiên đụng phải một loại nào đó đòn công kích chí mạng, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, tại giòn vang âm thanh bên trong, điểm điểm vỡ vụn, hóa thành vô hình. Ngân cột sáng màu trắng giống như chính là cấm chế này pháp trận khắc tinh, nhất cử đánh tan từng chùm tia sáng màu xanh biếc về sau, không chút nào dừng lại lại nặng nặng đánh vào kia màu ngà sữa nồng vụ phía trên. Oanh, toàn bộ vách núi đều chấn động, nồng vụ gặp trọng kích, lăn lộn không thôi, tựa hồ lập tức trở nên cực kỳ không ổn định, đối hỗn độn đồ áp lực, lập tức giảm bớt không ít. Tật, mắt thấy cơ hội khó được, tiêu phàm hét lớn một tiếng, tay phải vừa nhấc, chống đỡ tại càn khôn đỉnh phía trên, bảo đỉnh lần nữa hào quang tỏa sáng, một đạo hồng mang bắn vào đến hỗn độn đồ bên trong, hỗn độn đồ rung động, cấp tốc phồng lớn, rất nhanh liền đem nồng vụ che đậy ở một bên, một cái cao tới hai trượng trừ màu đỏ hỗn độn đại môn, tại trước kia vách động vị trí, chậm rãi hiển hiện ra. chương 707, Trùng Vương Xong rồi, cơ khinh sa vui mừng quá đỗi. Loại này trừ màu đỏ hỗn độn đại môn, nàng không chỉ gặp một lần, đại tuyết sơn chỗ sâu cũng đã từng xuất hiện. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm một linh khí, từ hỗn độn trong cửa lớn bừng lên, cơ khinh sa hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt say mê. Tiêu phàm lại nhìn về phía Hắc Lân, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với Hắc Lân vừa rồi bày ra thần thông, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể xé rách không gian, trực tiếp bài trừ pháp trận này cấm chế. Hắc Lân lại ngóc lên đầu, mèo ô một tiếng, Mười điểm cao quý lãnh diễm dáng vẻ. Tiêu phàm không khỏi lắc đầu, từ khi Hắc Lân tiến dài về sau, thêm ra rất nhiều ngay cả hắn đều khó mà hiểu rõ quỷ dị thần thông bất quá mình bản mệnh linh sủng thần thông càng lớn tiêu phàm tự nhiên càng cao hứng lập tức nghiêng đầu đi thần niệm chi lực thả ra hướng hỗn độn trong cửa lớn nhanh chóng quét qua tựa hồ không có phát hiện cái gì đặc biệt nguy hiểm lúc này mới cất bước đi tiến vào hỗn độn đại môn hiện ra tại tiêu phàm trước mặt hay là từng đợt màu ngà sữa nồng vụ bất quá so sánh với lúc trước sữa bò sền sệt đương nhiên phải hiếm mỏng hơn nhiều lắm vận khởi thiên nhãn thần thông miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy ba năm trượng bên ngoài Cơ khinh xa đi theo đi vào trong động, thấp giọng nói, giống như pháp trận cũng không hề hoàn toàn phá mất. Lấy cơ khinh xa trận pháp tạo nghệ, cũng có thể nhìn ra được, cả tòa pháp trận vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là để tiêu phàm tại pháp trận một góc, ngạnh sinh sinh mở ra một cái thông đạo, lối đi này có thể kiên trì bao lâu, đây chính là ai cũng nói không chính xác sự tình. Tiêu phàm mỉm cười, nói, không sao, có thể chống ra như thế một cánh cửa liền đủ đủ rồi, không sao. Cái này pháp trận mặc dù bổ sung lấy không gian cấm chế, càn khôn đỉnh lại là mạnh mẽ không gian bảo vật. Cả hai không tại một cái cấp bậc phía trên, như là đã mở ra một lỗ hồng. Có hỗn độn quang môn chống đỡ, nhất thời bán hội. Đổ không được, càng đi vào trong, màu ngà sữa nồng vụ liền càng ngày càng phai mờ, bất quá hơn 10 trượng về sau, xương mù rốt cục trở nên cực kỳ mỏng manh, tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, thêm ra một khối màu ngà sữa nguyệt quang thạch. Ánh trăng này thạch, là hắn tại mạc tư bảo dưới mặt đất động đá vôi đỉnh mang tới, có thể phát ra ánh sáng dịu dịu, trong sơn động chiếu sáng. Không thành vấn đề, một cái không tính quá lớn động phủ, hiện ra tại tiêu phàm cùng cơ khinh xa trước mắt. Toàn bộ động phủ dìu đục vết tích cực kỳ rõ ràng. Dùng đao kiếm bố dìu loại pháp khí mở ra động phủ, quy mô tự nhiên sẽ không lớn đến không hợp thói thường. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa rất nhanh liền thấy rõ ràng động phủ đại khái tình hình, trừ cái kia bổ sung không gian cấm chế phòng hộ pháp trận, trong động phủ đã không còn cái khác cấm chế. Hai người cách đó không xa, chính là một cái bệ đá, trên bệ đá có một bộ hài cốt. Từ phục sức nhìn, thế mà cùng hoa đào trại các sơn dân rất tương tự. Bởi vì niên đại quá xa xưa, đã rất khó phân biệt ra được cỗ hài cốt này khi còn sống là nam hay là nữ. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa một cách tự nhiên hướng về cỗ hài cốt này có chút khom người một chút. Xem ra người này chính là tòa động phủ này chủ nhân. Cơ khinh xa thấp giọng nói, Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, quan sát tỉ mỉ lấy hài cốt. Chỉ thấy hài cốt trên cổ tay, mang theo một cái màu xanh biếc vòng ngọc, bên hông thì treo một cái đồng dạng màu xanh biếc ngọc điểm vật trang sức, nhìn qua so trên cổ tay mang theo màu xanh biếc vòng ngọc yếu lược lớn một chút. Tiêu phàm cơ hồ lập tức liền kết luận, đây là hài cốt khi còn sống chữ vật vòng tay cùng linh thú điểm, tại càn khôn đỉnh bên trong hắn mở cái kia tiểu tiểu không gian chữ vật bên trong. Còn cất giữ lấy từ Sarutobi y xương nơi đó đạt được hai thứ đồ này, Bất quá Sarutobi y xương chữ vật vòng tay cùng linh thú điểm đều là màu đen. Hai cốt một bên một cây cột đá bên trên, thì trưng bày một cái màu vàng nhạt làm bằng gỗ bình bát, nhìn qua rất phổ thông, không có có chỗ đặc biệt gì. Tiêu phàm lần nữa hướng hai cốt hạ thấp người làm lễ, nâng tay khẽ vẫy, hai cốt trên cổ tay màu xanh biết chữ vật vòng tay cùng bên hông màu xanh biết linh thú điểm, liền chậm chậm bay lên, rơi xuống trong tay của hắn. Tiêu phàm thần niệm đầu tiên là hướng linh thú điểm bên trong tìm tòi, xác định bên trong là trống không, cái này mới thoáng thở phào một cái. Nơi đây bị hoa đào trải các sơn dân phụng làm trùng vương động, lại có như thế cường hãn pháp trận phòng hộ, có thể thấy được cái này hài cốt khi còn sống thân phận cùng tu vi đều không phải bình thường, làm không tốt liền là năm đó trùng vương, tại trùng vương linh thú điểm bên trong, vạn nhất nếu là cất giấu cái gì lợi hại côn trùng, không cẩn thận tung ra ngoài, coi như phiền phức lớn. Bây giờ linh thú điểm là trống không, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tiêu phàm trong lòng tự nhiên cũng hơi hơi có chút thất vọng. Thần niệm chi lực tùy theo hướng chữ vật vòng tay bên trong tìm kiếm, sau đó, một mảnh màu vàng kim nhà thẻ che bay ra, tiêu phàm duỗi tay nắm lấy, thoảng qua giò xét một phen, xác định không có có dị thường về sau, liền đem thẻ che dán tại trên chán. Rất nhanh, cơ khinh sa liền tại tiêu phàm trên mặt nhìn thấy kinh ngạc biểu lộ. Sau một lát, tiêu phàm đem thẻ che từ trên chán rời, không nói một lời, đưa cho cơ khinh sa. Cơ khinh xa liền vội vàng đem thẻ che dán lên chán của mình, chốc lát, nhẹ a một tiếng, lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc tới. Vị tiền bối này thật là trùng vương, thật lâu, cơ khinh xa buông xuống thẻ che, nói, trên mặt thần sắc mừng rỡ vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tan biến. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, cái gọi là trùng vương, nhưng thật ra là một cái đặc hữu danh hiệu, là miêu cương linh trùng tông lịch đại tông chủ tôn sưng. Tiêu phàm bọn hắn trước mắt cỗ hài cốt này, tên gọi Đào Thiên Thu, chính là ngàn năm trước kia linh trùng tông tông chủ. Bất quá, Đào Thiên Thu tại thẻ tre bên trong cũng thừa nhận nói, cái gọi là linh trùng tông kỳ thật không thể xem như một cái tu chân tông phái, mà là cùng loại với gia tộc tu chân, mỗi một thời đại tuyển nhận môn nhân đệ tử đều phi thường thưa thớt. Mà lại khu trùng thuật từ đầu đến cuối đều không bị tu tiên đại tông thừa nhận, chỗ lấy đa số thời điểm, linh trùng tông truyền nhân đều chỉ tại trong phạm vi nhỏ hoạt động, liền càng thêm tên không nổi danh nhưng mà cái này lại cũng không biểu thị, linh trùng tông tu sĩ tu vi thấp kém. Tương phản, linh trùng tông truyền thừa công pháp rất có độc đáo chi diệu, mỗi một thời đại trùng vương, chỉ ít đều có thể ngưng kết kim đan thành công, thậm chí còn đi ra mấy vị nguyên anh tu sĩ. Trước mắt vị này đào thiên thu, chính là một vị kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, đã tiến vào giả anh cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào nguyên anh kỳ. Cũng là đào thiên thu vận khí không tốt, ngay tại hắn bế quan tu luyện, xung kích nguyên anh cảnh giới thời điểm, thiên địa dị biến phát sinh, không gian thông đạo sụp đổ, tu luyện hoàn cảnh sụp đổ, linh khí lập tức trở nên mỏng manh, tại dưới tình hình như thế, đào thiên thu tự nhiên không có khả năng xung kích nguyên anh cảnh giới thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thọ nguyên hao hết, ở đây tỏa hóa rơi. Cũng không phải là mỗi một tên cổ tu đều có biện pháp đem mình phong ấn. Không nghĩ tới ngũ lôi trưởng thế mà cũng là linh trùng tông truyền thừa. Xem ra, Yến Tây Lâu cùng Đào Thiên, thật đúng là duyên phân thiên định. Cơ khinh xa lại cảm thán nói, cho tới nay, tại miêu cương lưu truyền ngũ lôi trưởng tuyệt học, kỳ thật đứng đắn là tu chân công pháp, linh trùng tông truyền thừa. Tự nhiên, người bình thường tu tập ngũ lôi trưởng, chỉ là chân chính ngũ lôi trưởng cơ sở nhất công pháp, cao thâm hơn công pháp, bởi vì tu luyện hoàn cảnh sụp đổ, cho dù có người lĩnh ngộ được, không cách nào thu nạp đến đầy đủ thiên địa linh khí, tu luyện cũng là làm nhiều công ít, tốc độ chậm chạp vô so. Dù là như thế, Tu luyện Ngũ Lôi trưởng Yến Tây Lâu, ở thế tục giới võ thuật đã có thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ tu luyện hoàn cảnh dần dần khôi phục, Tiêu Phàm chỉ cần đem Ngũ Lôi trưởng phía sau mấy tầng công pháp truyền thụ cho Yến Tây Lâu, lại truyền thụ cho hắn một cái đem chân khí nội lực chuyển hóa thành linh lực chân nguyên quyết khiếu, Yến Tây Lâu cũng có thể đạp lên lữ trình tu chân. Nguyên bản có thể đem Ngũ Lôi trưởng tu luyện tới dạng này cao thâm cảnh giới, Yến Tây Lâu vốn là có thể xưng một cùng một thiên tài. Tu luyện qua Ngũ Lôi trưởng Yến Tây Lâu cùng đào thiên thu hậu nhân đào thiên kết làm vợ chồng, quả nhiên là 10 điểm xứng, từ nơi sâu xa, hết thảy từ có sắp xếp. Trùng vương thân phận cùng ngũ lôi trưởng truyền thừa, mặc dù để cơ khinh xa cảm thán không thôi, nhưng chân chính làm nàng hưng phấn nhất dị thường, lại là thẻ tre bên trong ghi lại khu trùng thuật cùng đào linh quyết, cùng hoa đào đại trận bày trận chi pháp. Đào linh quyết là linh trùng tông chủ tu công pháp, đến một thuộc tính, tự thành hệ thống. Chỉ có tu luyện đào linh quyết về sau, mới có thể vận dụng khu trùng thuật. So ra mà nói, tại linh trùng tông, đào linh quyết cùng khu trùng thuật, mới thật sự là chủ truyền thừa, ngũ lôi trưởng cùng hoa đào đại trận chỉ là phụ thuộc công pháp. Nếu không, cái này truyền thừa liền không gọi linh trùng tông, mà hẳn là xưng là ngũ lôi tông hoặc là hoa đào tông. Đối với một mực tại tìm kiếm bạo liệt trùng tốc thành vật cơ khinh xa đến nói, đào linh quyết cùng khu trùng thuật mới là nàng chú ý nhất trọng điểm. Theo đào thiên thu tại thẻ tre bên trong ghi chép, linh trùng tông khu trùng thuật uy lực rất mạnh, đặc biệt là đem đào linh quyết tu luyện tới kim đan kỳ về sau, phối hợp mấy loại linh trùng cùng một chỗ tác chiến, dù là tu vi chỉ ở kim đan sơ kỳ, cũng có thể đối đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, nếu như có thể bồi dưỡng được trong truyền thuyết mấy loại siêu cấp linh trùng, tỉ như lưng sắt con bọ ngựa, bạo liệt trùng, máu đào tầm, liệt hỏa trùng cùng các loại, như vậy lấy kim đan kỳ tu vi vượt cấp khiêu chiến nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí diệt sát đối thủ cũng có thể. Tại thẻ tre bên trong đã được như nguyện nhìn thấy bạo liệt trùng cùng bồi dưỡng chi pháp, cơ khinh xa cực kỳ hài lòng. Căn cứ đào thiên thu thuyết pháp, tô nam bọn hắn dùng người sống làm ký chủ đến bồi dưỡng bạo liệt trùng, chẳng những là ngộ nhập lạc lối, mà lại là điển hình bàng môn tả đạo, căn bản là không có biện pháp bồi dưỡng được chân chính bạo liệt trùng tới. Dựa theo linh trùng tông bồi dưỡng pháp môn, thành thuộc thể bạo liệt trùng uy lực to lớn, quả thực không cùng luân so, tuyệt đối là siêu cấp đại sát khí một con thành thuộc thể bạo liệt trùng là đủ diệt sát cùng mình cùng giai tu sĩ. Nhiều mấy con, so với mình một hai giai tu sĩ, đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Mà máu đào tầm, liệt hỏa trùng đám côn trùng này, có thể tại thẻ che trung hòa bạo liệt trùng đánh đồng, có thể thấy được uy lực cũng tuyệt không tiểu. Lưng sắt con bạo ngựa xếp hạng, thậm chí còn tại bạo liệt trùng phía trên, lại không biết uy lực ra sao chờ cao minh. Đào thiên thu tại thẻ tre bên trong, trịnh trọng kỳ sự nâng lên lưng sắt con bạo ngựa, đem loại này linh trùng xưng là phong hành giả. Nghe nói loại này bọ ngựa đặc điểm lớn nhất, chính là tới lui như gió, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Tăng thêm hai con có thể so sắc bén nhất pháp bảo chân trước, cận thân bác kích, cơ hồ chiếm hết tiên cơ. Thường thường đối thủ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị lưng sát con bọ ngựa tùy tiện diệt sát. Nhất là thành thuộc thể lưng sát con bọ ngựa, đang chật trội hoàn cảnh bên trong, đối bất cứ địch nhân nào mà nói, đều là trung cực ác mộng. Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa cơ hồ lập tức liền nghĩ đến những cái kia vây công trại bạo ngựa, chẳng lẽ liền cùng cái này lưng sắt con bạo ngựa có quan hệ. Trừ cái đó ra, Đào Thiên Thu thẻ che bên trong, còn ghi lại lấy rất nhiều chưa từng nghe thấy thượng cổ kỳ trùng, cái này kỳ trùng, ngay cả Đào Thiên Thu cũng chỉ là nghe nói, chưa hề thực sự tiếp xúc qua. Chương 708, Bích huyết thiên Tầm Nguyễn giáp. Cùng Cơ Khinh Sa khác biệt, Tiêu Phàm chú ý trọng điểm đặt ở thiên mục trùng phía trên. Cần biết thiên mục trùng chính là tu luyện thiên nhãn thần thông mấu chốt, tiêu phàm thiên nhãn thần thông chậm chạp không thể tiến thêm một bước, ngược lại trở thành một loại nào đó gân gà pháp thuật, cũng là bởi vì, hắn từ đoán vượng nơi đó, chỉ lấy được một đôi thiên mục trùng, luyện hóa về sau, không có càng nhiều thiên mục trùng làm thuốc, chỉ dựa vào pháp quyết tu luyện, tiến độ kỳ chậm vô so. Khoảng thời gian này, tiêu phàm bận biểu tu luyện tinh viêm quyết, còn muốn chế phù, luyện đan, bận biểu cái quên cả trời đất trên thực tế đã đem thiên nhãn thần thông tu luyện ngừng lại dù sao theo tu vi tinh tiến vào tiêu phàm thần niệm chi lực càng thêm cường đại thiên nhãn thần thông mấy có lẽ đã không có tác dụng gì ai ngờ tại đào thiên thu thẻ tre bên trong lại nhìn thấy thiên mục trùng bất quá để tiêu phàm mở rộng tầm mắt chính là tại linh trùng tông thiên mục trùng thế mà vẻn vẹn chỉ là cao cấp linh trùng đồ ăn mà thôi theo thẻ tre ghi chép thiên mục trùng ưu điểm lớn nhất chính là sinh sôi năng lực siêu cường chỉ cần có đầy đủ linh minh quả cho ăn, thiên mục trùng liền có thể đại lượng sinh sôi, là cao cấp linh trùng cung cấp đầy đủ đồ ăn. Thôn vệ thiên mục trùng về sau cao cấp linh trùng, cũng giống vậy sẽ trở nên tai thính mắt tinh, thị lực phi phàm. Đối với lưng sát con bọ ngựa loại này am hiểu nhanh chóng đánh lén linh trùng mà nói, thiên mục trùng càng là một cùng một món chính. Nhìn đến đây về sau, tiêu phàm mới chợt hiểu ra, vì cái gì sức sinh sản siêu cường thiên mục trùng tại đoán vượng trong tay không cách nào sinh sôi, một mực chính là tội nghiệp một đôi mà thôi, nguyên lai like cùng linh minh quả có quan hệ. Không có linh minh quả cho ăn, thiên mục trùng liền không cách nào sinh sôi hậu đại. Mà linh minh quả, tiêu phàm nhớ được rất rõ ràng, mình linh dược vườn bên trong. Liền có một gốc, trồng ở gấp 10 khu, là linh dược vườn bên trong bình thường nhất linh thảo, khoảng 50 năm. Liền có thể thành thục, ngắt lấy đại lượng trái cây. Trường kỳ ăn lời nói, có thể để tu sĩ giác quan càng thêm linh mẫn. Bây giờ linh dược vườn bên trong kia một gốc linh minh quả, đã chừng ngàn năm dược linh. Tiêu phàm khoảng thời gian này, không có việc gì liền hái một viên đến ăn, tươi non nhiều chất lỏng, mùi vị không tệ. Về phần giác quan phải trang càng thêm linh mẫn, tạm thời còn không có cảm giác, có thể là ăn thời gian không đủ dài. Loại linh thảo này, kỳ thật tốt nhất dược linh ngay tại khoảng trăm năm, vượt qua một trăm năm, dược tính cũng sẽ không tiến một bước tăng trưởng. Đã thiên mục trùng cần loại này linh quả cho ăn, lại là cái khác cao cấp linh trùng đồ ăn, như vậy không ngại tại gấp trăm lần khu nhiều loại thực vải cọc, dù sao gấp trăm lần khu còn có không ít đất trống, chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể đạt tới 50 năm dược linh, sau đó đại lượng phối trí dược hoàn. Nuôi nấng thiên mục trùng, chẳng những đủ rất cao cấp linh trùng dùng ăn, còn có không ít còn lại, cung cấp tiêu phàm tu luyện thiên nhãn thần thông. Xem chừng thiên mục trùng có thể dùng tới tu luyện thiên nhãn thần thông dạng này công pháp, cũng là truyền đến Nam Dương về sau mới từ một vị hàng đầu sư ngẫu nhiên phát hiện, đào thiên thu năm đó, lại là không biết chuyện như vậy, trong mắt hắn. Thiên mục trùng chỉ là cao cấp linh trùng đồ ăn, dùng ra sao linh minh quả phối trí đồ ăn, làm sao nuôi nấng thiên mục trùng cùng cái khác linh trùng. Khu trùng thuật bên trên đều ghi chép phải rõ ràng, điểm này ngược lại là không cần quan tâm. Sớm đã khắc sâu tại tiêu phàm trong óc, tiêu phàm lập tức từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái bình ngọc đến, mở ra, bên trong là ba viên xanh biếc dược hoàn, tản ra nồng đậm mộc linh khí. Tiêu phàm cầm bốc lên trong đó một viên, cẩn thận giám định một phen, nhẹ gật đầu. Dựa theo đào thiên thu ghi lại, loại này dược hoàn là dùng đến tinh tiến vào kim đan kỳ tu vi, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ phục dụng, cũng có hiệu quả nhất định. Đương nhiên, kim đan sơ kỳ phục dụng hiệu quả, xa so kim đan hậu kỳ phục dụng hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Tiêu phàm trước mắt là trong kim đan kỳ tu vi, đan dược này dược hiệu ngược lại là vừa vặn phù hợp. Còn có một loại hiệu quả cùng loại đan dược, là chuyên môn cho chúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng, tăng bồi dưỡng vì. Chữ vật vòng tay bên trong không có phát hiện, đào thiên thu tỏa hóa trước đó, đã là kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, chữ vật vòng tay bên trong không có tồn tại trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng đan dược, không có chút nào kỳ quái. Bất quá cái này khó không được tiêu phàm, thẻ tre bên trong, sớm đã ghi chép hai loại đan dược phương pháp luyện chế, luyện đan chủ yếu vật liệu hắn linh dược vườn bên trong đều rất đầy đủ đại đa số linh dược dược tính phi phàm hắn đại khái có thể vì cơ khinh sa luyện mấy lô đan dược ra đủ có thể khiến cơ khinh xa một mực phục dụng đến chúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại thành đan dược bên ngoài tiêu phàm tại chữ vật vòng tay bên trong tìm tới một kiện màu xanh biết sau lưng cái này màu xanh biết sau lưng vào tay cực kỳ nhu hòa trơn bóng vô so lóng lánh nhu hòa thúy hào quang màu xanh lục phi thường tinh xảo xinh đẹp đây chính là bích huyết thiên tầm nhuyễn giáp rồi cơ khinh sa vốt ve xanh biếc sau lưng miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ đào thiên thu tại thẻ tre bên trong tốn không ít bút mực miêu tả cái này bích huyết thiên tầm nhuyễn giáp cái này nhuyễn giáp dùng trưởng thành máu đào tầm tơ tầm hỗn hợp ô kim tia bệnh mà thành lực phòng ngự cực kỳ kinh người là linh trùng tông truyền thừa trí bảo một trong trưởng thành máu đào tầm nguyên bản là đào thiên thu cực lực tôn sùng mấy loại có thể hiệp trợ chủ nhân diệt sát càng tu sĩ cấp cao cao cấp linh trùng một trong nghe nói muốn bồi dưỡng mấy trăm năm trở lên máu đào tầm mới có thể dần dần thành thục nhả tơ trang tơ thành kén dùng trưởng thành máu đào tầm tơ tầm hỗn hợp ô kim tia đến bệnh hộ giáp tự nhiên không phải tầm thường tại linh trùng tông bích huyết thiên tầm nhuyễn giáp là gần với trùng vương bình bát chấn tông chi bảo tiêu phàm tung ra nhuyễn giáp đặt tại cơ khinh xa trên thân Mỉm cười bắt đầu đánh giá, nói, không sai, rất đẹp. Cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp, lại rất kiên định lắc đầu, nói, không, cái này Nguyễn Giáp nhất định phải xuyên trên người ngươi. Người phải biết, người an toàn, mọi người chúng ta mới an toàn. Mới từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra Nguyễn Giáp, tiêu phàm liền muốn xuyên tại trên người nàng, đã để cơ khinh xa rất thỏa mãn. Nữ hài tử chính là như vậy tâm thái, chỉ cần trong lòng nam nhân có nàng, cái khác đều không để ý tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói mặc vào tu vi của hắn ở xa cơ khinh xa phía trên luận đến năng lực tự vệ đương nhiên là cơ khinh xa so ra kém hắn cái này nguyễn giáp tại cơ khinh xa trên thân so ở trên người hắn càng thêm có thể phát huy tác dụng cơ khinh xa cười cười nói tiêu phàm nếu không dạng này nguyễn giáp ngươi mặc vào món kia bình bát cho ta mượn dùng một đoạn thời gian nói hướng hài cốt bên người màu vàng nhạt bình bát chỉ một chút căn cứ đào thiên thu miêu tả cái kia bình bát không thể nghi ngờ chính là Linh trùng tông trấn tông chi bảo Trùng Vương bình bát, là thu thập thúc đẩy linh trùng pháp bảo, Trùng Vương bình bát là đến một bảo vật, đối các loại kỳ trùng đều có nhất định khắc chế hiệu quả. Có cái này Trùng Vương bình bát, vô luận là thu thập linh trùng hay là thúc đẩy linh trùng, đều giúp Ích không tiểu. Tiêu Phàm cười nói, chỉ cần ngươi thích, đó chính là ngươi, nói cái gì có cho mượn hay không? Hắn cùng cơ khinh xa quan hệ, mặc dù chưa phát triển đến một bước cuối cùng, nhưng hai người sớm đã hứa hẹn cùng cầu trường sinh, cái này liền đầy đủ. Đối nữ nhân của mình, tiêu phàm cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn. Cơ khinh xa nhưng cũng không khách khí, nâng tay khẽ vẫy, món kia màu vàng nhà trùng vương bình bát liền bay vụt mà đến, rơi vào nàng thon thon tay ngọc bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này thật sự là cực kỳ cổ xưa một cái bình bát, không có chút nào chỗ đặc biệt, thậm chí còn băng rơi một cái nho nhỏ lỗ hồng. Cơ khinh xa đem bình bát đặt ở trước mắt của mình, mắt đẹp đảo mắt, hướng bát phu lý diện nhìn lại. Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng buồn bực hừ, gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên, vội vàng đem bình bát rời đi, tựa hồ ăn thiệt thòi nhỏ. Tiêu phàm thấy thế, lập tức đem bình bát nhận lấy, thần niệm chi lực đi đến tìm tòi, chỉ thấy nguyên bản phổ phổ thông thông bình bát dưới đáy, bỗng nhiên trở nên đen nhánh như mực phảng phất biển cả thâm thúy, thần niệm chi lực lập tức bị dẫn dắt đi vào. May mắn tiêu phàm đã sớm chuẩn bị, trên mặt bảo quang lưu chuyển, lập tức đem thần niệm chi lực chặt đứt. Cái này bình bát có thể hút nhân thần niệm, tiêu phàm trầm ngâm, có vẻ như có thể hút nhân thần niệm chi lực bảo vật, càn khôn đỉnh không gian chữ vật bên trong, còn có một cái, chính là cho tới nay chứa uy linh thượng nhân tàn hồn tụ hồn bát, cũng là linh cảm tông truyền thừa bảo vật. Xem ra những này bình bát trạng pháp bảo pháp khí, đều có loại này kỳ lạ thần thông. Cơ khinh xa lại càng cao hứng hơn, nói, nếu là chấn tông chi bảo, luôn luôn cùng mấy phân không giống bình thường. Nói đúng, cái này bình bát không sẽ chủ động hấp thụ người thần niệm chi lực, chỉ cần không đi chọc giận nó chính là. Tiêu phàm mỉm cười nói, đem bình bát giao cho cơ khinh xa. Sau đó, tiêu phàm từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một thanh dài bảy, tám tấc màu đen trủy thủ, cũng là đào thiên thu năm đó chưa từng tiến giai kim đan kỳ lúc tùy thân mang theo một kiện binh khí, chính thích hợp chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, tiêu phàm đem trủy thủ cũng giao cho cơ khinh xa. Trừ cái đó ra, chữ vật vòng tay bên trong còn có mấy chục khỏa linh thạch cấp trung cùng hơn ngàn khỏa linh thạch cấp thấp, lấy một thuộc tính linh thạch chiếm đa số. Đồng dạng đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, đào thiên thu thân gia, kém sa tít tắp Sarutobi y xương thịnh soạn như vậy. Nhìn tới vẫn là tông môn lớn có chút đừng, yêu đào tông là hùng bá đông đảo đại tông môn, Sarutobi y xương cũng không phải là tông chủ, mà là Hattori giới xử trí đệ tử. Linh trùng tông tránh cư miêu cương, nhất mạch đơn truyền, tự nhiên so ra kém yêu đao tông tu sĩ như vậy xa hoa. Xem xong chữ vật vòng tay bên trong đồ vật, tiêu phàm cùng cơ khinh xa lại bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền tại một bên tìm được một cái khác tương liên động phủ. Cái này động phủ tương đối nhỏ, hẳn là đào thiên thu năm đó trùng thất, dùng để bồi dưỡng linh trùng. Bất quá đã nhiều năm như vậy, trùng thất bên trong cũng là trống giống, không có có đồ vật gì. Tiêu phàm hai người tại trùng thất bên trong cẩn thận tìm kiếm, mới tại trùng thất một góc tìm được mấy đôi lâm vào ngủ đông bên trong thiên mục trùng. Tiêu phàm lập tức rất là mừng rỡ, liên tục không ngừng đem những này thiên mục trùng cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua linh thú điểm bên trong. Cùng lấy linh minh quả phối trí ra đồ ăn về sau, lại đại quy mô chăn nuôi những linh trùng này tốt. Lập tức tiêu phàm lại tại một góc khác bên trong tìm tới hai con đồng dạng lâm vào ngủ đông máu đào tầm ấu trùng, cũng đem nó rời nhập linh thú điểm bên trong, cùng nhau lấy đi. Cuối cùng, Hai người lại tại trùng thất một góc, tìm được hai con cự hình bọ ngựa chút bỏ xác. Rất nhiều côn trùng đều có thoát xác thói quen, bọ ngựa có phải là có dạng này tập tính, Tiêu Phàm liền không được biết. Bất quá nơi này chỉ có lột xác, nhưng không có nhìn thấy bọ ngựa bản thể, xem ra bọ ngựa là chuồn đi. Về phần bọ ngựa là như thế nào từ cái này có pháp trận phòng hộ trong sơn động chạy đi, trong lúc nhất thời, lại nơi nào tìm được nguyên nhân. Bất quá bây giờ đã có thể cơ bản khẳng định trải bên ngoài những cái kia chen chúc mà tới bạo ngựa, cùng nơi này chạy mất bạo ngựa có quan hệ rất lớn. Chương 709, hoa đào huyến trận. Tìm tòi tỉ mỉ qua trùng vương động, xác định lại không có cái khác bỏ sót, Tiêu Phàm nói, lụa mỏng, chúng ta được đem cái này tiểu đào hoa trận phá mất. Tại đào thiên thu thẻ tre bên trong, đối trùng vương động cái này phòng hộ pháp trận, cũng có nhất định miêu tả, liền gọi tiểu đào hoa trận, là gian ngoài cái kia hoa đào đại trận tinh xảo bản, không phải phiên bản đơn giản hóa hai cái phòng hộ pháp trận thiên về điểm là khác biệt. Hoa đào đại trận thiên về điểm là phòng hộ, đối hết thảy địch tới đánh, đều có cường đại lực sát thương. Tiểu đào hoa trận thì càng thêm chú trọng huyến thuật cùng không gian cấm chế vận dụng, chủ yếu là không cho phép ngoại nhân tiến vào trùng vương động. Bởi vì trùng vương động ngay tại hoa đào trong trại, nếu như cái này tiểu đào hoa trận cũng chú trọng tại đối sự mạnh mẽ của kẻ địch lực sát thương, làm không tốt liền sẽ ngộ thương đến trại bên trong người. Nhưng mà đối với làm sao bày trận, như thế nào phá trận, đào thiên thu thẻ che bên trong lại là nói không tỉ mỉ, cũng không biết là ra ngoài loại nào cân nhắc. Cơ khinh xa sau mi có chút sơ lên, mang theo trưng cầu chi ý. Đã đều đã tiến vào trùng vương động, đạt được hết thảy nghĩ muốn có được đồ vật, kia còn có cần gì phải đến phá giải cái này tiểu đào hoa trận. Tiêu phàm liền giải thích nói, cái này hoa đào huyến trận uy lực không hề tầm thường, đồng thời còn mang theo không gian cấm chế nếu như dùng để ngụy trang động phủ hoặc là cái khác chỗ khẳng định phi thường đắc lực cơ khinh xa hỏi ngươi là muốn đem pháp trận này rời đi xác thực có ý này hoa đào đại trận chuyển không đi tất cả trận cước đều nằm sâu dưới lòng đất là mãi mãi pháp trận phòng ngự nhưng cái này hoa đào huyến trận lại có thể dọn đi là lấy trận kỳ cùng trận bàn lâm thời bố trí chỉ cần phá mất pháp trận này lấy đi trận kỳ trận bàn hơi làm quen một chút liền có thể tùy thân mang theo bất luận ở nơi nào, đều có thể bố trí ra, điểm này, cơ khinh xa ngược lại là có thể lý giải. Nàng tại trên trận pháp tạo nghệ, cũng không thấp, điểm trọng yếu nhất là, chúng ta muốn đối phó những cái kia bọ ngựa, cái này hoa đảo huyến trận liền cần dùng đến. Cơ khinh xa hai mắt sáng lên, tiêu phàm nói rất có đạo lý, nếu như tại bên ngoài công kích chạy những cái kia bọ ngựa, cùng từ nơi này chạy đi bọ ngựa có quan hệ, cái này huyến trận quả thật có thể phát huy được tác dụng nếu là chúng ta phỏng đoán không sai từ nơi này chạy mất hẳn là lưng sát con bọ ngựa đương nhiên khả năng còn không có hoàn toàn thành thục loại này bọ ngựa đặc điểm lớn nhất chính là tới lui như gió tốc độ bay cực nhanh nếu như không đưa chúng nó giam cầm tại nhỏ hẹp khu vực bên trong rất khó tóm được cơ khinh xa có chút hưng phấn nói người muốn bắt sống bọn chúng đó là đương nhiên nếu thật là lưng sát con bọ ngựa cho dù là chưa thành thục cái kia cũng là đồ tốt có dạng này hai con lợi hại bọ ngựa làm giúp đỡ, nhưng là không tầm thường, sức chiến đấu chống rỗng liền gia tăng không ít. Tiêu phàm khẽ cười nói, dựa theo đào thiên thu ghi chép, hoàn toàn chín mùi thể lưng sắt con bọ ngựa, thư hùng một đôi, nhưng là có thể diệt sát nguyên anh kỳ tu sĩ hung hãn kỳ trùng. Nếu như khu làm chủ nhân của bọn chúng, cũng có nguyên anh kỳ tu vi lời nói, tăng thêm lưng sắt con bọ ngựa bản thân cũng tiến hóa đến nguyên anh kỳ, sức chiến đấu còn đem càng thêm đáng sợ. Dạng này tốt giúp đỡ, tới nơi nào để tìm. Tiêu phàm khẳng định không nỡ cứ như vậy đưa chúng nó diệt sát đi. Tiêu phàm, làm như vậy không phải quá mạo hiểm rồi. Chúng ta cũng không biết cái này hai con bọ ngựa đến cùng tiến hóa đến loại cảnh giới nào. Vạn vừa đã tiếp cận thành thục thể, chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Người cũng biết, càng là chật trội không gian, tới lui như gió thiết bối đường lang. Càng là chiếm lợi lớn, đối với chúng ta rất bất lợi. Cơ khinh xa nhíu mày nói, coi như tiêu phàm lĩnh ngộ phong độn thuật, nhưng ở phương diện này vẫn như cũng không thể cùng trời sinh liền có loại này thuấn di bản lĩnh kỳ trùng đánh đồng phải biết loại này bạo ngựa là có thể vượt cấp khiêu chiến đáng sợ linh trùng nếu rơi vào tay nó vội vàng không kịp chuẩn bị đến lên một chút tử ai cũng không chịu đựng nổi mà lại đào tiền bối cũng đã nói linh trùng một khi tiến hóa đến tam giai trở lên sẽ rất khó một lần nữa nhận chủ nguyên chủ nhân một khi tử vong linh trùng sẽ cùng theo chết hoặc là quay về sơn giã vĩnh viễn không còn bị người thúc đẩy. Cơ khinh xa tiếp tục tự thuật lấy tương quan khó khăn. Dựa theo đào thiên thu ghi chép, linh trùng tông cho tất cả linh trùng đều phân đẳng cấp, là lấy nhân loại tu sĩ cấp bậc tới làm tham khảo. Nhất giai linh trùng là thấp nhất chờ, chỉ tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ. Tỷ như thiên mục trùng, dưới đại đa số tình huống, vĩnh viễn chỉ có thể là nhất giai linh trùng. Cần đặc biệt cơ duyên xảo hợp, hoặc là lấy đại lượng linh dược thúc mới có thể tấn cấp làm nhị giai linh trùng nhưng mà một khi thiên mục trùng tiến giai thành công trở thành nhị giai linh trùng mắt sáng kỳ hiệu liền sẽ tăng lên gấp bội đối với tu luyện thiên nhãn thần thông có trợ giúp thật lớn nhị giai linh trùng thì tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ tam giai linh trùng vậy thì tương đương với kim đan kỳ tu sĩ dù coi như tại nhân loại tu sĩ quần thể bên trong kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể xưng tu sĩ cấp cao bồi dưỡng linh trùng bình thường muốn tại ấu trùng thời đại liền nhỏ máu nhận chủ gieo xuống nguyên thần cấm chế mới tính tốt nhất linh trùng một khi đột phá đến nhị giai lại muốn nhận chủ độ khó liền phải lớn hơn nhiều đến tam giai trở lên nếu như là hoang dại linh trùng kia còn có nhận chủ khả năng nếu như là trước kia liền có chủ nhân linh trùng muốn biến mất chủ nhân ban đầu lưu lại nguyên thần cấm chế đổi một cái tân chủ nhân cơ hồ chính là si tâm ảo tưởng trên cơ bản tuyệt đối không thể mà lại kia hai con bọ ngựa nếu thật là tiến hóa đến tam giai dù coi như không có chủ nhân thúc đẩy, cũng đã cực khó đối phó, tiêu phàm tự thân cũng bất quá là kim đan kỳ tu sĩ, mặc dù là trong kim đan kỳ, nhưng như thế một điểm cấp bậc bên trên ưu thế, đối kỳ trùng cơ bản không hề có tác dụng. Lấy một địch hai, tiêu phàm cho dù có kim đan hậu kỳ cảnh giới, đều chưa hẳn thấy có nắm chắc có thể vững vàng thu phục hai con tam dai bọ ngựa. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ta minh bạch lo lắng của ngươi, nhưng là cái này hai con bọ ngựa nhất định phải cầm xuống có thể bắt sống nhận chủ tốt nhất, thực tế làm không được, vậy liền diệt sát. Nếu không, hoa đào trại cũng chỉ có thể chỉnh thể di chuyển. Mà lại, lưu lại như thế hai con bọ ngựa tại miêu cương, đợi một thời gian, toàn bộ miêu cương cũng không an toàn. Cơ khinh xa sau mi nhíu chặt, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tiêu phàm lập tức lại vừa cười vừa nói, cũng không cần quá lo lắng, chúng ta bây giờ có trùng vương bình bát, còn có khu trùng thuật, chỉ cần có thể đem cái này hoa đào huyễn trận trận kỳ cùng trận bàn tùy thân mang theo, đối phó hai con linh trí chưa mở côn trùng, phần thắng vẫn còn rất cao. Cơ khinh xa cũng là cầm được thì cũng buông được tính tình, nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tốt, cần tuân tiêu chân nhân pháp chỉ. Tiêu phàm cười ha hả, lập tức cùng cơ khinh xa cùng một chỗ, nghiên cứu tiểu đào hoa trận phá giải chi đạo. Mặc dù đào thiên thu thẻ che bên trong vẫn chưa ghi chép kỹ càng bày trận cùng phá trận chi đạo, nhưng ở trong trận phá trận, tổng so tại ngoài trận phá trận muốn dễ dàng hơn nhiều. Lấy tiêu phàm cơ khinh sa tại trên trận pháp bất phàm tạo nghệ, tăng thêm hắc lân tương trợ, bài trừ cái này viễn trận, chỉ là vấn đề thời gian. Ước chừng hai canh giờ trôi qua, một mực chờ ở trùng vương động cách đó không xa yến tây lâu đào núi tuyết đào thiên bọn người, đều có chút tâm thần có chút không tập trung, lo lắng tiêu phàm cơ khinh sa tại trùng vương trong động xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chỉ là không có đạt được triệu hoán, ai cũng không dám tùy ý tới gần đang lúc đoàn người hai mặt nhìn nhau, do dự có hay không muốn đi qua xem rõ ngọn ngành lúc dưới chân đại địa, bỗng nhiên ầm ầm địa chấn vang lên, thậm chí bắt đầu không ngừng lay động, phảng phất muốn địa chấn như đào núi tuyết không khỏi quá sợ hãi, một tay nắm lấy nữ nhi tay, nhìn qua yến tây lâu, vội vã nói tây lâu, chuyện gì xảy ra a? À? yến tây lâu lắc đầu, cũng đầy mặt lo nghĩ, hai mắt gắt gao tiếp cận cách đó không xa trùng vương hang hốc nghiệt, bắp thịt cả người kéo căng, vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị tiến lên, hướng tiêu phàm cơ khinh xa cung cấp trợ giúp. Liên ở thời điểm này, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trùng vương động chỗ chỗ lõm xuống bỗng nhiên nổ tung lên, một cỗ bụi đất phóng lên tận trời. Không tốt, Yến Tây lâu hô nhỏ một tiếng, dưới chân khẽ trống, thân thể liền muốn hướng phía trước bắn ra, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy hoàng hô hô thổ long bên trong, vọt lên hai đạo nhân ảnh, chính là tiêu phàm cùng cơ khinh xa. Hai vị này, cũng không phải bị bạo tạc khí lãng nhấc lên, mà là từ lòng đất bay ra. Tiêu phàm trước mặt, bay múa vài lần nhan sắc khác nhau lá cờ nhỏ cùng mấy khối ngọc bài, tiêu phàm đánh giá những vật này, mặt mang mỉm cười, tựa hồ có chút cao hứng, tay một dương, trận kỳ cùng trận bàn quay tròn một trận xoay tròn, như vậy không thấy bóng dáng, lại là bị tiêu phàm thu tiến vào màu đen vòng tay chữ vật. Đã có chữ vật vòng tay cùng linh thú điểm, tiêu phàm rốt cuộc quyết định không còn đem càn khôn đỉnh khi không gian chữ vật sử dụng, trước mắt trên cổ tay hắn mang theo màu đen chữ vật vòng tay, là từ Sarutobi y xương nơi đó đạt được, đào thiên thu còn sót lại chữ vật vòng tay cùng linh thú điểm, đều giao cho cơ khinh xa. Hoa 2 giờ, rốt cục phá giải hoa đào huyến trận, nhất là đạt được một bộ hoàn chỉnh trận bàn trận kỳ, tiêu phàm rất là hài lòng. Đoán chừng lấy những này trận bàn trận kỳ bày ra đến huyến trận, bình thường kim đan kỳ tu sĩ, là rất khó công phá, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ thân tự xuất thủ, nếu như không có thích hợp phá trận pháp bảo đơn thuần dựa vào man lực hoa đào huyến trận cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian trừ hoa đào huyến trận bản thân mang theo cường đại công năng để tiêu phàm hài lòng bên ngoài tiêu phàm càng muốn hơn làm chính là nghiên cứu hy vọng có thể từ cái này hoa đào huyến trận trận kỳ trận bàn chi ở bên trong lấy được càng nhiều liên quan tới trận pháp bố trí linh cảm tiêu tiên sinh không sao mắt thấy tiêu phàm cùng cơ khinh xa nhẹ nhàng rơi vào đoàn người trước mặt nhất quán bất thiện ngôn từ yến tây lâu cũng nhịn không được hỏi mặt mũi tràn đầy quan tâm chi sắc tiêu phàm khoát tay áo nói không sao chỉ là không nghĩ tới bài trừ huyễn trận về sau trùng vương động lập tức liền sẽ sụp đổ xem ra hoa đào huyễn trận cùng trùng vương động là hỗ trợ lẫn nhau phía sau đoạn văn này trên cơ bản chính là lẩm bẩm cũng không có trông cậy vào yến tây lâu có thể nghe được rõ ràng bất quá nhìn thấy tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều bình yên vô sự yến tây lâu liền yên tâm Cùng ánh mắt của mọi người tại chuyển sau khi trở về, liền kinh ngạc nhìn thấy, tại trước kia trùng vương động vị trí, xuất hiện sụp đổ, đại lượng bùn đất nham thạch, đem trùng vương động bao phủ hoàn toàn. Đào núi tuyết cùng đào thiên cha con trừ ban đầu hơi kinh hãi, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Đối với bọn hắn đến nói, trùng vương động chính là cái truyền thuyết xa xưa, ai đều chưa từng đi vào qua. Bây giờ bị san thành bình địa, đối bọn hắn trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì chỗ hại, mà tiêu phàm lại thật sự là hoa đào trải toàn trải ân nhân cứu mạng, đào núi tuyết đương nhiên sẽ không lấy chi hướng tiêu phàm hưng sư vấn tội. chương 710, lưng sắt con bọ ngựa, xanh ngắt trong rừng rậm, sương mù nồng đậm, tiêu phàm bạch y tung bay, tại rừng rậm trên không chậm rãi phi hành, thần niệm chi lực đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm tình hình đều bao trùm tại hạ. Tạm thời không có phát hiện dị thường, tựa hồ vài ngày trước kia phô thiên cái địa bọ ngựa đại quân, nháy mắt liền ẩn hình tiêu phàm hoa mấy ngày đến lĩnh hội đào thiên thu lưu lại khu trùng thuật, cùng trùng vương bình bắt sử dụng phương thức, đối với mấy cái này cơ bản rõ ràng trong lòng về sau, mới rời khỏi hoa đào trại, tiến về phụ cận rừng rậm, tìm kiếm bọ ngựa tung tích. Chỉ một mình hắn, ngay cả cơ khinh xa đều vẫn chưa đi theo. Dưới mắt, ai cũng không có cách nào xác định kia hai con từ trùng vương động đào tẩu lưng sắt con bọ ngựa đến cùng đã tiến hóa đến mấy cấp. Mặc dù nói, tam dài khả năng rất nhỏ, nhưng coi như chỉ có nhị dai, một khi đến trạng thái đỉnh phong như vậy trừ tiêu phàm những người khác cơ hồ đều không có sức tự vệ lưng sát con bọ ngựa tốc độ bay như gió tiến thối như điện đặc tính tu vi đẳng cấp không sai biệt lắm nhân loại tu sĩ cơ vốn không phải là đối thủ tiêu phàm không thể để cho cơ khinh xa cùng hắn cùng một chỗ liều lĩnh chàng phiêu lưu này hắc lân tại linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o đây cũng là tiêu phàm một loại nếm thử nhìn xem cái này linh thú điểm đến cùng có gì hiệu dụng Ai ngờ Hắc Lân đối linh thú điểm phi thường yêu thích, một đi vào bên trong, liền thư thư phục phục ngủ say. Xem ra cái này chuyên môn thiết kế linh thú điểm, thật đúng là rất hợp linh thú tâm ý. Hướng đông bắc phương hướng phi hành mấy chục bên trong về sau, tiêu phàm song nghi có chút một dương. Rốt cục phát giác được bọ ngựa tung tích, ngay tại phải phía dưới cách đó không xa, có rõ ràng bọ ngựa khí tức, trong đó có mấy chục con màu nâu xanh cự bọ ngựa khí tức. Những này màu nâu xanh cự bọ ngựa khí tức cùng phổ thông bọ ngựa rõ ràng khác biệt, Tiêu Phàm đã tương đối quen thuộc. Trừ Hải Lượng phổ thông bọ ngựa và mấy chục chỉ màu nâu xanh cự bọ ngựa, Tiêu Phàm còn từ nơi đó cảm ứng được hai cỗ không giống bình thường linh lực ba động. Đơn thuần từ linh lực ba động đến xem, ước chừng tương đương với trúc cơ trung hậu kỳ dáng vẻ. Tiêu Phàm trong lòng run lên, không thể nghi ngờ, cái này hai cỗ không giống bình thường linh lực ba động chính là từ kia hai con lưng sát con bọ ngựa thân bên trên phát ra chỉ có chút cơ trung hậu kỳ cảnh giới như vậy liền còn không có tiến hóa đến tam giai linh trùng bằng không mà nói chỉ sợ ngay cả tiêu phàm chính mình cũng muốn nhượng bộ lui binh chí ít là không có chút tự tin nào có thể bắt sống hai con tam giai thiết bối đường lang tiêu phàm trong mắt lục mang lấp lánh phía bên phải phía dưới nhìn lại chỉ thấy trong một cái sơn động lít nha lít nhít chật ních bọ ngựa bóng dáng đi đến đi tụ tập mấy chục con cái đầu rõ ràng lớn hơn phổ thông bọ ngựa cự bọ ngựa, lại đi đến thì là hai con siêu cấp to lớn côn trùng. Tiêu Phàm Thiên Nhãn thần thông, tạm thời vẫn còn giai đoạn sơ cấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bóng dáng. Thấy không rõ lắm kia cự hình bọ ngựa bộ dáng, nhưng đơn thuần chiều cao cũng vượt qua hai thước. Cái này hai con bọ ngựa, thậm chí so Hắc Lân hình thể còn muốn lớn, tự nhiên, so Hắc Lân dáng người muốn tinh xảo một chút hắc lân thế nhưng là châu viên ngọc nhuận đầy đặn cô nương. Tiêu phàm không làm kinh động đám côn trùng này, nhẹ nhàng từ rừng rậm trên không bay đi. Lĩnh ngộ từ ngân rực lôi bằng phong độn thuật, mặc dù chỉ là một điểm ra mau, nhưng cũng không phải những này linh trí chưa mở côn trùng có thể tùy tiện phát giác. Lại hướng đông bắc phương hướng bay bảy tám dặm địa, tiêu phàm cái này mới chậm rãi đè xuống độn quang, nhìn chung quanh địa hình, rất hài lòng gật gật đầu. Đây là một chỗ dốc đứng vách núi, một bên là cao vút trong mây sơn phong tại trên vách núi đá hình thành một cái thoảng qua đi đến lõm thạch tổ diện tích cũng là không tiểu tiêu phàm đưa tay một dương mấy cái trận kỳ cùng mấy khối trận bàn bắn ra nhanh chóng chui vào hư giữa không trung không thấy bóng dáng một trận không gian ba động vặn vẹo qua đi cái này chỗ vách đá hình dạng đại biến biến thành một chỗ sơn cốc mây mù lượn lờ nhìn không rõ ràng trải qua mấy ngày nghiên cứu tiêu phàm cơ bản trưởng khống hoa đào huyến trận bày trận chi pháp, hiện tại sử dụng, quả nhiên thuận buồm xuôi gió. Cái này huyến trận từ bên ngoài nhìn, cơ hồ nhìn không ra nửa chút đoan nghê, cũng chỉ có giống tiêu phàm dạng này có không tầm thường trận pháp tạo nghệ người mới có thể có phát giác. Nhưng muốn muốn phá trận mà vào, trừ phi đối phương cũng có cùng loại càn khôn đỉnh không gian bảo vật, lại thêm có hắc lân kỹ năng đặc thù tương trợ, mới có mấy phần chắc chắn, nếu không cũng chỉ có thể dùng man lực phá giải. Bố trí tốt huyến trận, Tiêu Phàm không chút hoang mang, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra trùng vương bình bát, cất đặt tại trong huyễn trận trung tâm, lại lấy ra một viên mang theo mãnh liệt mùi tanh tinh hồng sắc đan dược, nhẹ nhàng thả tiến vào bình bát bên trong. Bất quá sau một lát, một cỗ cực kỳ mãnh liệt mùi tanh phiêu dương mà lên. Tiêu Phàm sau nghi có chút nhào lên, tựa hồ đối với cỗ này mùi tanh cũng có chút khó mà tiếp nhận. Viên đan dược kia cũng là tại Đào Thiên Thu chữ vật vòng tay bên trong tìm tới, đối dẫn dụ bọ ngựa loại côn trùng có hiệu quả, nhất là lưng sắt con bọ ngựa, chỉ cần nghe thấy tới cỗ này mùi tanh, vô luận như thế nào đều kìm nén không được, lập tức liền sẽ đi tìm tới. Tiêu phàm lấy ra thiên huyễn diện đeo lên, trong khoảnh khắc, liền thay đổi thành một tên sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên, khí tức cũng ẩn nấp đi, như có như không. Lại thêm ẩn thân ở huyễn trong trận, tiêu phàm tin tưởng, coi như hai con lưng sắt con bọ ngựa cảm giác lại nhạy cảm, cũng rất khó phát giác được hắn tồn tại. Về phần cái này hoa đào huyễn trận, phải chăng có thể vây khốn hai con lương sắt con bọ ngựa, tiêu phàm cũng không có có mấy phần chắc chắn. Theo lý, lương sắt con bọ ngựa linh trí chưa mở, tuyệt đối không thể có thể phá giải phức tạp như vậy huyễn trận, nhưng cái này hai con côn trùng nhưng lại có thể từ trùng vương trong động chạy đi, thực tế là để người có chút khó mà tác giải. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm ống tay áo một dương, hai tấm vàng óng ánh linh phù bay ra ngoài, ẩn vào trùng vương bình bát bên cạnh trong sương mù đây là tiêu phàm tỉ mỉ luyện chế hai tấm định thân phù. Định thân phù xác suất thành công cực thấp, thời gian dài như vậy, tiêu phàm cũng liền chế thành mấy chương mà thôi. Diệt sát Sarutobi y xương, dùng xong một chương, hiện tại một hơi thả ra hai tấm, tiêu chân nhân thật đúng là hạ đủ tiền vốn. Đương nhiên, thẳng nếu thật có thể đem hai con lưng sát con bọ ngựa bắt sống, đừng bảo là hai tấm định thân phù, chính là lại tiêu hao nhiều hơn mấy chương, cũng là rất có lời. Tiêu phàm vừa mới làm xong đây hết thảy không bao lâu, hai đạo màu xám sắt độn quang như thiểm điện bay vụt mà đến, tốc độ bay nhanh chóng, ngay cả tiêu phàm đều có chút nhìn mà than thở. Trong mắt lục mang lấp lánh, đã đem độn quang bên trong hai con bọ ngựa thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy cái này hai con bọ ngựa, thân dài hai thước trở lên, toàn thân màu xám sắt, hai mắt đỏ bừng, hai con cao cao nâng lên chân trước, đặc biệt không giống bình thường, không giống như là côn trùng chân đốt, phản cũng là hai thanh đen nhánh đại khảm đao, lóng lánh như kim loại quang trạch. Này trùng danh xương lưng sắt con bọ ngựa, cái này hai thanh đại khảm đao đồng dạng chân trước, hẳn là nó trọng yếu nhất đặc tính một trong. Bất quá Tiêu Phàm hiện tại tán thưởng có thừa, lại là cái này hai con bọ ngựa tốc độ bay. Mặc dù chỉ là nhị giai linh trùng, vẻn vẹn tương đương với trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, nhưng tốc độ bay nhanh chóng, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều chưa hẳn theo kịp. Nếu như tiến hóa đến tam giai linh trùng, chẳng phải là có thể có thể so nguyên anh kỳ tu sĩ tốc độ bay. Cũng không biết thời gian dài phi độn có hay không còn có thể bảo trì tốc độ như vậy. Đoán chừng khả năng không lớn, bằng không mà nói, loại này kỳ trùng cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên. Hai con lưng sắt con bạo ngựa trong mắt hung quang lấp lẽ, nháy mắt liền tới huyễn trận trước đó, suy suy hai tiếng, không chút nào dừng lại, một đầu liền đâm tiến vào trong sương mù. Tiêu phàm nhẹ nhàng thở phào một cái xem ra cái này hai con lưng sắt con bọ ngựa cứ việc hung hãn vô so, linh trí xác thực vẫn còn tương đối thấp, đối tiêu phàm đến nói, đây chính là chuyện tốt. Chỉ cần thành công bắt giữ lấy cái này hai con bọ ngựa, nhỏ máu nhận chủ ứng sẽ không phải quá khó. Hai con lưng sắt con bọ ngựa một đầu đâm tiến vào huyễn trong trận, lập tức liền lạc mất phương hướng, chi chi kêu loạn, nóng nảy không thôi quơ hai thanh đại đao, hung tợn hướng về đối diện huyễn hóa ra đến vách núi một trận chém lung tung chém loạn, chỉ muốn vào tới trùng vương bình bát chỗ trong huyễn trận tâm đi hoa đào huyến trận cố nhiên kỳ diệu nhưng hai con bạo ngựa chân trước bên trên bổ ra đến màu sắt xám sắc phong lưỡi đao thực tế sắc bén vô song rất nhanh liền bổ ra tầng thứ nhất cấm chế hướng tiến vào tầng thứ hai trong cấm chế giấu ở huyễn trong trận tiêu phàm nhìn thấy một màn này lập tức giật mình hoa đào huyến trận tại không người chủ trì tình huống dưới uy lực giảm nhiều cái này hai con lưng sắt con bạo ngựa tiến hóa đến nhị giai linh trùng Thế mà liền có thể cậy vào man lực phá trận. Chẳng qua hiện nay Hoa Đào huyến trận có Tiêu Phàm tự mình chủ trì, dạng này phá trận phương thức, trên thực tế đã không có khả năng có hiệu quả. Vừa mới phá vỡ tầng thứ nhất cấm chế, Tiêu Phàm nhấc tay một dương, cấm chế lập tức liền lấp đầy như lúc ban đầu. Chỉ cần trận kỳ cùng trận bàn không có lọt vào phá hư, coi như cái này hai con bạo ngựa hao hết sức lực toàn thân, cũng không có khả năng đột xuất huyễn trận đi. Thấy rõ ràng tình hình này, Tiêu Phàm hoàn toàn yên tâm xem ra cũng chưa chắc liền muốn vận dụng kia hai tấm định thân phù, chỉ cần nương tựa theo huyễn trận uy năng, liền có thể đem hai con cự trùng một mực giam ở trong đó, hao hết bọn chúng khí lực, đến lúc đó tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sau một lát, hai con thiết bối đường lang lại phá vỡ tầng thứ hai cấm chế, tiến vào tầng thứ ba trong cấm chế, khoảng cách trùng vương bình bát chỗ trong huyễn trận tâm, kém đến không xa. Tiêu phàm mỉm cười, nhấc tay một dương, huyễn trận biến động, thừa dịp côn trùng hơi một sơ sẩy, lập tức liền đem hai con thiết bối đường lang ngăn cách ra. Hai con côn trùng khẽ giật mình, lập tức càng thêm nổi giận, chân trước loạn vũ, phong nhận như đao, tấn công mạnh trước mặt cấm chế. Bóng người lóe lên, tiêu phàm bỗng nhiên xuất hiện tại huyễn trong trận, đối mặt trong đó một con khá lớn bạo ngựa, khóe miệng hiện lên một tia như có như không ý cười. Căn cứ thưởng thức phán đoán, bọ ngựa bên trong hình thể khá lớn, đều là giống cái, giống được bọ ngựa hình thể ngược lại so sánh tiểu. Tự nhiên, bọ ngựa tại giao phối về sau, vì thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng sinh sôi hậu đại, thư bọ ngựa thậm chí sẽ giết chết hùng bọ ngựa, đem mình vị hôn phu xem như mỹ vị món ngon nuốt vào bụng đi. Bên người bỗng nhiên thêm một người, nổi giận bên trong thư bọ ngựa lập tức liền sướng sờ ngơ ngác một chút, cổ bỗng nhiên quay lại, hung tợn tiếp cận tiêu phàm. Cứ việc bọ ngựa là mắt kép, tiêu phàm vẫn như cố từ con mắt của nó bên trong nhìn thấy cực kỳ mãnh liệt hung hãn địch ý. Rất hiển nhiên, cái này bọ ngựa đem bất luận cái gì xuất hiện tại nó bên người không giống loại, cũng làm thành địch nhân. Tiêu phàm tay vừa nhấc một thanh băng phách phi đao nổi lên, dự định thử một chút cái này có thụ linh trùng tông tông chủ tôn sùng kỳ trùng, đến cùng có bản lĩnh gì. Bá tiêu phàm còn không tới kịp khu động phi đao, trước mắt bóng xám lóe lên, nguyên bản còn tại ba mấy trượng bên ngoài thiết bối đường lang, trong chấp nhoáng liền đến trước mặt, một đạo gió táp hiện lên. Tiêu phàm giật nảy cả mình, dưới chân khẽ động, nháy mắt hướng bên cạnh tránh đi. Dù là như thế, hay là chậm nửa nhịp, chỉ nghe suy một chút xé vài thanh âm, hắn tuyết trắng đường trang liền bị vạch ra một đạo thật dài lỗ hồng, lộ ra bên trong xanh biếc bích huyết thiên tầm nhuyễn giáp. Thiết bối đường lang lưỡi dao, tại nhuyễn giáp bên trên xẹt qua một đạo dấu vết thật sâu. chương 711, bắt sống. Tiêu phàm lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người, không nói hai lời, khoát tay, một đạo linh phù bắn ra, hóa thành một quả cầu lửa, hướng lưng sát con bạo ngựa vọt tới, đồng thời phi thân lui lại, một mặt huyền băng tấm thuẫn tại trước mặt hiển hiện. Cho dù như thế, tiêu phàm còn lo lắng không an toàn, cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận nắm trong tay, chém ra một đao, liệt diễm bốc hơi. Sự thật chứng minh, tiêu phàm cái này liên tiếp động tác phòng ngự, cực kỳ tất yếu. Viêm linh chi nhận vừa mới chém bay mà ra, tiêu phàm liền nghe tới huyền băng thuẫn vỡ vụn thanh âm. Cái này vội vàng ngưng kết ra huyền băng thuẫn, có thể lớn bao nhiêu uy lực. Có thể thoảng qua ngăn cản một chút lưng sắt con bọ ngựa như quỷ như mị công kích, đã rất không tệ. Tít âm thanh bén nhọn bên trong, màu xám sắt trùng ảnh như thiểm điện lui về sau đi, bỗng nhiên liền đến mấy trượng bên ngoài. Cái này lưng sắt con bọ ngựa tốc độ quá nhanh, may mắn thế nào, một đầu đụng tiến vào viêm linh chi nhận chém ra lửa trong lưới, cũng ăn thiệt thòi nhỏ. Tiêu phàm quan sát mình vỡ tan đường trang, nhìn nhìn lại mấy trượng bên ngoài dương nanh múa vuốt, tràn đầy ngang ngược cùng cừu hận trị ý lưng sắt con bạo ngựa khẽ gật đầu bóng người lóe lên biến mất tại huyễn trong trận tại huyễn trận chỗ sâu tiêu phàm cẩn thận kiểm tra một phen chỉ thấy món kia bích huyết thiên tầm nguyễn giáp phía trên cho tới nay lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết nếu như không phải cơ khinh xa kiên chỉ muốn đem cái này nguyễn giáp cho hắn mặc lên người hôm nay nói không chừng liền muốn lật thuyền trong mương mặc dù nói lưng sắt con bạo ngựa một kích này chưa hẳn liền thật có thể trọng thương hắn ra thiệt chịu khổ lại là tất nhiên. Mấu chốt là, hắn dưới mắt đã là trong kim đan kỳ tu vi, cái này lưng sắt con bọ ngựa chỉ là nhị giai linh trùng, trên thân sóng linh khí, vẻn vẹn tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thậm chí đều còn chưa kịp trúc cơ hậu kỳ đại thành tu sĩ khí tức, lại có thể tại đối mặt mặt chém giết bên trong, làm bị thương hắn tên này cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ kim đan, nếu như không phải tự mình kinh lịch, tiêu phàm nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng khó trách đào thiên thu tại hắn khu trùng thuật bên trong đem lưng sắt con bọ ngựa liệt ra tại thủ vị cho rằng là trung thổ giới trước mắt còn có thể thu tập được cường hãn nhất linh trùng đương nhiên dựa theo linh trùng tông xếp hạng thượng cổ kỳ trùng bên trong còn có không ít so với sắt cóng đao lang càng muốn lợi hại hơn nhiều chỉ bất quá kia cũng là nghe đồn mà thôi cái này một giới căn bản liền không gặp được cứ như vậy tiêu phàm càng là tâm hoa nộ phóng ẩn thân ở huyễn trận trên không nhiều hứng thú nhìn xem hai đầu linh trùng tại huyễn trong trận chém lung tung sông loạn. Thỉnh thoảng vung trong tay trận kỳ, sẽ bị linh trùng phá đi cấm chế tu bổ như lúc ban đầu. Hai đầu linh trùng cuối cùng không có linh trí, chỉ lo hướng trong huyễn trận tâm xung kích, lại không biết càng là xâm nhập, huyễn trận uy lực càng mạnh. Không bao lâu, hai con lưng sắt con bọ ngựa cường độ công kích liền yếu bớt không ít. Bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, xem ra cái này hai đầu linh trùng sức chịu đựng rất không đủ, cũng hẳn là lương sắt con bạo ngựa một khuyết điểm lớn. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, bởi vì cái gọi là phiêu gió không cuối cùng chiều, mưa to không cuối cùng tịch, lương sắt con bạo ngựa nháy mắt lực công kích kinh khủng như vậy, nếu như còn sức chịu đựng kinh người, có thể đánh đánh lâu dài. Vậy liền quá nghịch thiên, để đối thủ của nó làm sao chịu nổi. Lung tung xung kích một trận, hai đầu linh trùng tựa hồ cũng ý thức được tình hình không đúng, không hẹn mà cùng ngừng lại, trùng cái ngửa đầu phát ra một tiếng bén nhọn tê minh rất nhanh, tiêu phàm liền nghe tới như thủy chiều tiếng ông ông, dương mắt xem xét, chỉ thấy một mảng lớn lục mịt mờ phi trùng. Chấn động hai cánh, chính hướng bên này chen chúc mà tới, chính là tiêu phàm đã từng thấy qua bọ ngựa biển trùng, dẫn đầu chính là kia mấy chục con màu nâu xanh cự bọ ngựa. Tiêu phàm sắc mặt hơi đổi một chút, những này bọ ngựa mặc dù đẳng cấp thấp, trừ kia mấy chục con màu nâu xanh cự bọ ngựa miễn cưỡng xem như nhất giai linh trùng còn lại đều chỉ là hình thể hơi lớn phổ thông bọ ngựa nhưng thắng ở số lượng quá nhiều dạng này liều lĩnh chen chúc mà tới không có bao nhiêu lực sát thương hoa đào huyến trận chưa hẳn liền ngăn cản được thật vất vả đem hai con lưng sát con bọ ngựa vây ở huyễn trong trận tiêu phàm tuyệt đối không cho phép bọn chúng lại chạy rơi mà lại thu phục lưng sát con bọ ngựa đồng thời còn nhất định phải đem còn lại những này bọ ngựa trước giải quyết hết nếu không coi như hắn lấy đi lưng sát con bọ ngựa cũng không thể cam đoan còn lại những này nhất giai linh trùng bên trong liền sẽ không lại xuất hiện tiến hóa đến nhị giai thậm chí là tam giai linh trùng. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, tiêu phàm liền có quyết đoán, trong tay trận kỳ vung lên, huyễn trận lập tức liền mở ra một lỗ hồng. Dẫn đầu bay đến hơn 30 con màu nâu xanh cự bọ ngựa đâm thẳng đầu vào. Lại một dương trận kỳ, lỗ hồng khép lại, lập tức liền đem nó dư xanh biết bọ ngựa chắn tại bên ngoài. Lập tức tiêu phàm cũng không để ý tới bị nhốt vào trong trận màu nâu xanh nhất dài bọ ngựa, thân hình khẽ động, từ trong xương mù dày đặc phi thân mà ra, 10 ngón ở giữa lôi hồ lấp lánh, từng đạo tinh xảo thiểm điện, phách đầu cái não hướng về màu xanh biếc biển trùng càn quét mà đi. Lập tức mùi khét lẹt nổi lên, vô số bọ ngựa tại lôi điện phía dưới hôi phi yên diệt, theo hồ quang điện càn quét, sơn cốc trước vì không còn một mống, nháy mắt liền không biết có bao nhiêu bọ ngựa mất mạng tại lôi điện phía dưới. Những này màu xanh biếc bọ ngựa, trên cơ bản đều là lưng sắt con bọ ngựa hậu đại bên trong, không có cơ hội tiến dai đến linh trùng cũng không phải là mỗi một cái lưng sắt con bọ ngựa hậu đại, đều có cơ hội tiến dài thành là chân chính lưng sắt con bọ ngựa. Thật giống như thích hợp người tu chân, tại người bình thường bầy bên trong cũng là 10.000 có một. Trải qua hoa đào trải phòng hộ đại trận đại lượng sát thương, những này phổ thông bọ ngựa vốn là số lượng giảm mạnh, 10 thành bên trong còn lại không đến hai thành, bây giờ lại bị tiêu phàm như thế quét qua đáng, liền càng thêm không có còn lại nhiều ít, thưa thớt, khí thế vì đó một tự. Tiêu phàm cất đặt tại trùng vương bình bát bên trong dược hoàn, đối chân chính lưng sát con bọ ngựa có hiệu quả, đối phổ thông bọ ngựa lực hấp dẫn, liền muốn kém quá nhiều, mắt thấy trước phương thành lôi điện hải dương, còn lại cái này vì số không nhiều bọ ngựa cảm thấy e ngại, nhao nhao lui tiến vào trong rừng rậm, không dám tiếp tục thò đầu ra. Huyễn trong trận, truyền đến lưng sát con bọ ngựa phẫn nộ vô so bén nhọn tê minh. Tiêu phàm mỉm cười, trở lại huyễn trong trận, vùng vẩy trận kỳ, thanh ba mười mấy con màu nâu xanh nhất dài bọ ngựa ngăn cách ra, thi triển ngũ hành cấm chế chi lực, gần nửa canh giờ, liền đem những này nhất dài bọ ngựa tóm đến sạch sẽ, đều đều thu nhập đến linh thú điểm bên trong. Những này màu nâu xanh nhất dài bọ ngựa, bất quá tương đương với luyện khí kỳ năm sáu tầng tu vi, mặc dù cũng kế thừa lưng sắt con bọ ngựa tiến thối như điện thiên phú thần thông, nhưng là cùng tiêu phàm tranh lệch hai cái đại cảnh giới, tự nhiên là không có chút nào kháng cự chi lực bị tiêu phàm dễ như trở bàn tay hai đầu lưng sát con bọ ngựa không hẹn mà cùng đồng thời an yên tĩnh, tựa hồ cũng cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm, muốn khôi phục một chút thể lực, lại nghĩ biện pháp xông ra cái này huyễn trận đi. Bất quá tiêu phàm chắc chắn sẽ không cho chúng nó cơ hội như vậy, lúc này hướng trùng vương bình bát bên trong rót vào pháp lực, mùi tanh nổi lên, lập tức liền đem hai con mỏi mệt không chịu nổi lưng sát con bọ ngựa kích thích lần nữa bạo giận lên. Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, trải qua tiêu phàm lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc, hai đầu nhị giai kỳ trùng đều bị mệt mỏi gục ở chỗ này mặc kệ tiêu phàm như thế nào lấy trùng vương bình bát cùng dược vật dẫn dụ đều lại không một chút phản ứng chỉ có đỉnh đầu xúc tu ngẫu nhiên rung động động một cái biểu thị bọn chúng còn là vật sống tiêu phàm lúc này mới khẽ vuốt cằm tay cầm trùng vương bình bát chậm rãi tiến vào huyến trận tại hùng bọ ngựa cách đó không xa hiện thân mà ra mặc dù nhìn qua hùng bọ ngựa đã hao hết cuối cùng một phân thể lực tiêu phàm hay là không dám xem thường âm thầm trao đổi dấu ở huyễn trong trận định thân phù. Côn trùng sinh mệnh lực cực nó cường hãn, ai cũng khó có thể đoán trước tại cực kỳ nguy hiểm dưới tình hình, những này kỳ tình hình sâu bệnh gấp liều mạng, sẽ bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào tới. Quả nhiên, tiêu phàm vừa vừa hiện thân, nguyên bản gục ở chỗ này không nhúc nhích hùng bọ ngựa, bỗng nhiên rất đứng thẳng người, dơ lên màu xám sát chân trước, hung tợn tiếp cận tiêu phàm. Tiêu phàm mỉm cười, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, chỉ về phía trước, một đạo ngũ hành cấm chế chi lực, bắn ra. Kia hùng bọ ngựa trong mắt hung quang đại phóng, sắt thân ảnh màu xám lóe lên, hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Bất quá thời khắc này bọ ngựa, xác thực đã đến cường nỗ chi kết thúc, mặc dù tại thường trong mắt người, thân pháp của nó vẫn như cũng nhanh như thiểm điện, nhưng so sánh với mấy canh giờ trước đó, thử bọ ngựa cho tiêu phàm lôi đình một kích, lại là tranh lệch rất xa, thậm chí so sánh với tiêu phàm mình thi triển phong độn thuật cũng còn muốn hơi kém một chút, liên tục mấy đạo ngũ hành cấm chế chi lực đánh ra hùng bọ ngựa phảng phất đột nhiên sông tiến vào sền sệt vô so trong vùng đầm lầy động tác lập tức trở nên kỳ chậm vô so nếu như hùng bọ ngựa vừa mới bị vây ở huyễn trong trận lúc tiêu phàm lấy ngũ hành cấm chế chi lực đi đối phó hắn tự nhiên là tuyệt đối hành động tìm chết nhưng bây giờ nha tình huống đã hoàn toàn không giống định tiêu phàm quát khẽ một tiếng lại là một đạo ngũ hành cấm chế chi lực đánh ra còn đang không ngừng giấy rụa hùng bỏ ngựa thân thể bỗng nhiên dừng lại, như vậy ngưng kết tại giữa không chung, lại cũng khó có thể động đầy. Giờ khắc này, tiêu phàm rõ ràng tại nó phục trong mắt nhìn thấy một loại nào đó nhân cách hóa hoảng sợ vẻ sợ hãi. Tiêu phàm dương một tay lên bên trong trùng vương bình bát, siêu một tiếng, kia đã bị hoàn toàn giam cầm hùng bọ ngựa thân thể bỗng nhiên biến nhỏ, bị thu tiến vào bình bát bên trong. Dẹp xong hùng bỏ ngựa, tiêu phàm nhẹ nhàng thở vào một cái bị huyến trận ngăn cách tại cách đó không xa thư bọ ngựa, hiển nhưng đã cảm ứng được hùng bọ ngựa bị bắt, lập tức trở nên táo bạo bất an, chi chi kêu loạn. Đào thiên thu khu trùng thuật bên trong ghi lại rất rõ ràng, lưng sắt con bọ ngựa là lấy thư bọ ngựa làm chủ, cùng các loại cảnh giới, thư bọ ngựa năng lực so sánh với hùng bọ ngựa hơi mạnh. Quả nhiên, tiêu phàm tiếp xuống thu lấy thư bọ ngựa quá trình, liền kém xa thu lấy hùng bọ ngựa dễ dàng như vậy. Cũng đã là cường nỗ chi kết thúc thư bọ ngựa, tình thế cấp bách liều mạng, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, làm cho tiêu phàm vận dụng một chương định thân phù, phối hợp băng phách phi đao huyền băng thần thông, phi sức chín châu hai hổ, mới rốt cục đem đầu này thư bọ ngựa chế phục, cũng thu nhập trùng vương bình bát bên trong. Tiêu phàm nhìn xem bình bát bên trong hai đầu linh trùng, đưa tay bay sượt mồ hôi chán châu, hài lòng gật gật đầu, nhấc tay một dương, vài mặt trận kỳ cùng trận bàn bay lên, rầm rầm một thanh âm vang lên, sơn cốc lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Chuyến này mặc dù vất vả, lại thành công bắt được hai đầu nhị giai linh trùng cùng ba mười mấy con nhất giai bọ ngựa, tính được thắng lợi trở về. Trở lại hoa đào trại, tiêu phàm không chút do dự, tại trong trại một cái sơn động nhỏ bên trong bầy ra pháp trận, lâm thời đổi thành động phủ, dựa theo đào thiên thu ghi chép tại thẻ tre bên trong khu trùng thuật, đối tất cả bọ ngựa tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Kia ba mười mấy con nhất giai bọ ngựa nhận chủ nghi thức, tiến hành phải có chút thuận lợi. Hai đầu nhị giai linh trùng nhận chủ nghi thức, liền có phần phí một phen công phu, chọn vẹn hoa một ngày một đêm thời gian, mới rốt cục nhận chủ thành công. Mấy ngày sau, tiêu phàm cùng cơ khinh xa song song rời đi hoa đào trại. chương 712, Chiêu Hồn Ngay tại tiêu phàm thu phục lưng sát con bọ ngựa thời điểm, xa xôi Tây Phương, xa xôi Trung Á nơi nào đó, trong sa mạc một chỗ ốc đảo. Nơi này, đã từng là Tây Ly giáo tổng đàn, toàn bộ sa mạc giàu có nhất sinh cơ, cũng phồn hoa nhất ốc đảo, đã tương đương với một cái quy mô nhỏ thành trấn Nhưng là, mấy năm trước, nơi này lại trong vòng một đêm thành một cái thành không. Mấy năm trôi qua, ốc đảo vẫn như cũ xanh ngắt, lại hiện ra thất bại chi thế. Bởi vì không có người ở, nơi này cỏ dại rậm rạp, nhìn qua 10 điểm hoang vu. Cư dân phụ cận, ai cũng không dám đến nơi đây định cư, thậm chí trong sa mạc ghé qua, đều sẽ tránh ra thật xa chỗ này ốc đảo. Tại Tây Á địa khu, Tây Ly giáo là cực có danh vọng giáo phái, giáo chủ dung thiên tổ sư càng là rất nhiều người phụng làm thiên thần một đời đại vu. Lại không biết nguyên nhân gì, Tây Ly giáo bỗng nhiên xuống dốc, ngay cả tổng đàn đều không còn tồn tại, tất cả giáo phái bên trong trọng yếu nhân viên, trong vòng một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có một chút chi nhánh lưu phái nhân viên, đang khổ cực chống đỡ lấy tàn cuộc. Nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như trong tương lai mấy năm, Tây Ly giáo đại tư tế nhóm, còn không xuất hiện, cái này đã từng cực thịnh một thời giáo phái, liền muốn chân chính bị xóa tên. Hiện tại, đã có không ít cái khác giáo phái, tại xâm chiếm Tây Ly giáo truyền thống địa bàn, loại này xâm chiếm, từ ngay từ đầu bí mật tiến hành, đến dưới mắt nửa công khai hóa, đều không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Qua một đoạn thời gian nữa, Tây Ly giáo cao tầng còn không ra mặt ngăn cản, xâm chiếm liền lại biến thành hoàn toàn công khai hóa, thậm chí là hợp pháp hóa. Tông giáo quốc gia, giáo phái thế lực chi lớn là người ngoài hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá tạm thời còn không có bất kỳ cái gì một cái giáo phái có can đảm công nhiên xâm chiếm Tây Ly giáo tổng đàn. Nhưng mà trên ốc đảo lại không phải không có một ai, tại mấy tòa nhà ngày xưa kim bích huy hoàng lớn trong phòng, trong mỗi ngày dâng lên lượn lờ khói bếp, đã có người ở đây đặt chân mọc rễ. Ở tại ốc đảo bên trong số ít người, đến từ ba cái khác biệt giáo phái, đều đã từng là Tây Ly giáo phụ thuộc. Mắt thấy Tây Ly giáo xuống dốc, cái này ba cái giáo phái cũng là đoạt địa bàn biểu hiện tích cực nhất. Bọn hắn phái người ở đến Tây Ly giáo ngày xưa tổng đàn tới. Không vì cái gì khác, liền vì biểu thị công khai bọn hắn chủ quyền. Một khi mọi người công nhiên tuyên bố Tây Ly giáo triệt để xóa tên, chỗ này vì nhiều ốc đảo, nhất định phải nghinh đón nó chủ nhân mới. Hiện tại không nói trước phái người tiến vào chiếm giữ, lâm thời ôm chân Phật, vậy liền không kịp căn cứ cái này ba cái giáo phái người chủ trì an bài, đến tiếp sau còn lại không ngừng có giáo phái thành viên bị phái đến nơi đây ở lâu. Chỉ là dưới mắt cái này vì số không nhiều nhân viên. Thực tế không có cách nào chống lên như thế lớn một cái ốc đảo, toàn bộ ốc đảo nhìn qua vẫn như cũ vô cùng hoang vu. Những này ốc đảo tân chủ nhân, ai cũng không nghĩ đến, ngay tại dưới chân của bọn hắn, lòng đất không biết bao nhiêu mét chỗ sâu, toàn bộ Tây Ly giáo tổng đàn. Vẫn tại đều đâu vào đấy vận chuyển những cái kia ngày xưa đã từng uy chấn tứ phương tây ly giáo đại tư tế nhóm đều tránh ở sâu dưới lòng đất nghỉ ngơi lấy lại sức bọn hắn thật giống như ngồi tại một cái núi lửa hoạt động sơn khẩu lúc nào cũng có thể bị phun trào núi lửa bao phủ hoàn toàn mà sâu trong lòng đất xác thực cũng có một loại như miệng núi lửa chỗ tây ly giáo dưới mặt đất tổng đàn vị trí trung tâm một cái cự đại động đá vôi bất quá cái này động đá vôi mang theo rõ ràng diều đục vết tích tại vách động cùng bốn phía, đều lắp đặt chiếu sáng dùng ánh đèn. Tại cái này động đá vô chính trung tâm, có một cái mã não sắc thủy tinh đài cao, trong đài cao phía trên, thì đứng thẳng một bộ trắng hiếu khung xương. Đây là một bộ mãnh thú khung xương. Nhìn qua, cái này mãnh thú thân thể cũng không phải đặc biệt lớn lên, nếu như không tính xương cùng bộ phân. Khung xương ước chừng có dài hơn 2 mét, cao hơn 1 mét, cùng một đầu tây barrier hổ khung xương đại khái tương đương cỗ này mãnh thú khung xương cứ như vậy đứng ở thủy tinh trên đài cao bị đèn chiếu chiếu lộ ra quỷ dị không nói lên lời toàn bộ trong động đá vôi cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt viễn cổ man hoang khí tức động đá vôi một bên rời nước tinh đài cao nơi không xa có một cái khán đài khán đài lan can lấy trắng muốt đẹp ngọc điêu thành trên khán đài một vị lão nhân áo bảo trắng đứng bình tĩnh ở nơi đó vị lão nhân này tóc quăn xoắn sợi dâu hoa dâm trên trán nếp nhăn hãm sâu khe rãnh tung hoành lộ ra cực kỳ giải dạ yếu chính là tây ly giáo khi thay mặt giáo chủ dung thiên tổ sư năm đó dung thiên tổ sư bị thương rất nặng trải qua mấy năm tĩnh dưỡng hiện tại xem ra cũng chưa hoàn toàn khôi phục mấy tên khác người áo bào trắng chen trúc tại dung thiên tổ sư bên người chính là dung thiên tổ sư đệ tử sa bia a ba tư bọn người sa bia sắc mặt âm trầm cho thấy phải trong lòng có chút phẫn nộ hắn vừa mới tiếp vào báo cáo trên mặt đất mấy cái kia giáo phái lại tăng thêm rất nhiều nhân viên tiến vào chiếm giữ ốc đảo. Cái này làm cho Sabir vô cùng khó chịu, lúc nào, ngay cả những này Amiu A cầu A đều có thể khi dễ tây ly giáo rồi. Nếu không phải trở ngại sư phụ nghiêm lệnh, Sabir thật nghĩ vọt thẳng ra ngoài, đem mấy tên khốn kiếp này toàn bộ giết đến sạch sẽ. Đương nhiên, Sabir cũng biết là làm như vậy không được, một khi tin tức lan truyền ra ngoài, bị ở xa đông phương kia tên sát tinh biết được, tiêu phàm lập tức liền sẽ giết trở lại đến, đến lúc đó, liền coi như bọn họ trốn ở thật sâu dưới mặt đất, cũng nhất định không chỗ che thân. Đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Xa bia, cuối cùng một cây linh cốt, tế luyện tốt sao. Dung thiên tổ sư nhìn chăm chú lên thủy tinh trên đài cao cố kia mãnh thú hải cốt, cũng không quay đầu lại hỏi. Sa bia liền vội vàng đem lửa giận trong lòng cưỡng ép kiềm chế xuống dưới, không người một chút, kính cẩn đáp, sư phụ, đã nhanh tế luyện song xong rồi. Cuối cùng này một cây linh cốt, là sư phụ chỉ tên để ngũ sư muội tế luyện. Hẳn là cũng nhanh đưa tới đi. Rất tốt, Dung Thiên Tổ Sư khẽ gật đầu, mắt nhìn mãnh thú hải cốt, ánh mắt lóe lên một vòng lửa nóng thần sắc. Sư phụ, Sa Bia trần chờ mở miệng hỏi, cái này viễn cổ thánh thú phân thân, thật sự có thể triệu hoán được đi ra sao? Ngữ khí rất không nhất định, Dung Thiên Tổ Sư liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, nếu là triệu hoán không ra, vậy chúng ta Tây Ly giáo chính là diệt giáo hạ tràng là, Sa Bia dọa đến rụt cổ lại, lại không dám lên tiếng. Mặc dù như thế, hắn đối triệu hoán viễn cổ thánh thú phân thân, thật đúng là không có chút tự tin nào. Nghe nói cái này thánh thú hài cốt, tại cái này thế giới dưới lòng đất đã vùi lấp hơn một ngàn năm, ai biết là cái nào thời đại lưu lại một bộ mãnh thú hài cốt. Đến cùng phải hay không bọn hắn tây ly giáo thánh thú hài cốt, đây chính là ai cũng nói không rõ ràng sự tình. Hiện tại, sư phụ lại còn nói, có thể để cỗ này khung xương phục sinh, một lần nữa ủng có sinh mệnh. Dạng này sự tình, Sabia đừng bảo là trước kia chưa từng gặp qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Không khỏi quá thần kỳ đi, chỉ chốc lát, một tên dáng người thướt tha cô gái áo bảo trắng, tại mấy tên đồng dạng thân mặc áo bảo trắng tùy tùng dưới hộ vệ, hai tay dâng một đoạn trắng hiếu xương cốt, bước nhanh hướng bên này đi tới. Nữ tử này che mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo, bất quá từ nàng cái này tùy tùng chen chúc tư thế đến xem, nàng không thể nghi ngờ chính là Sabia sư muội, Tây Ly giáo năm đại tế sư một trong. Sư phụ, cô gái áo bảo trắng bước nhanh đi tới Dung Thiên tổ sư trước mặt, cúi người chào. Dung Thiên tổ sư nhìn cũng không nhìn nàng một chút, ánh mắt rơi thẳng vào trong tay nàng đầu kia hải cốt phía trên. Nhìn ra được, đây là một đầu xương sườn, trắng hiếu màu sắc bên trong, lóng lánh nhàn nhạt thanh quang. Chốc lát, Dung Thiên tổ sư hài lòng gật gật đầu, từ cô gái áo bảo trắng trong tay tiếp nhận hải cốt, đối xa bia bên người một vị bạch bào nam tử hỏi, thì đấu nghĩa đức, huyết tế vật phẩm, đều chuẩn bị xong chưa? Tên này bạch bào nam tử chính là Dung Thiên Tổ Sư Nhị Đệ Tử, một mực lưu tại tổng đàn chỗ lý giáo vụ thi đấu nghĩa đức, nghe vậy vội vàng đáp, mời sư phụ yên tâm, tất cả huyết tế vật phẩm, đều chuẩn bị kỹ càng. Tất cả đều là tự nguyện, Dung Thiên Tổ Sư khẽ vuốt cằm, nói cái này liền rất tốt. Nếu như không phải tự nguyện, thánh thú cảm thấy lòng của chúng ta không đủ thành, chỉ sợ liền không nguyện ý giáng lâm thế giới của chúng ta. Đây là bản giáo phải chăng có thể vượt qua trước mắt nan quan mấu chốt lớn nhất, 10 triệu không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Vâng, bốn tên đệ tử cùng một chỗ kho người đáp, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Dung thiên tổ sư ánh mắt tại thi đấu nghĩa đức trên mặt dừng lại vài giây đồng hồ, cái này mới chậm rãi nói. Lập tức, dung thiên tổ sư hai tay dâng hài cốt, đi ở phía trước, xa bia, thi đấu nghĩa đức, A34 à, cùng cô gái áo bảo trắng sư huynh muội bốn người theo sát ở phía sau. Lại sau này thì là tám tên đồng dạng thanh niên mặc áo bảo trắng nam nữ, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, tuổi tác lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi, từng cái hưng phấn không thôi, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi, tựa hồ đang tiến hành nào đó hạng cực kỳ thần thánh sự nghiệp. Ép căn bản không hề bởi vì vì thân phận của mình chỉ là một chút tế sống phẩm mà cảm thấy sợ hãi cùng uể oải. Rất nhanh Sa bia bọn bốn người ngay tại thủy tinh đài cao bốn cái sừng khoanh chân ngồi xuống, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Dung thiên tổ sư hai tay dâng đầu kia xương sườn, tại mãnh thú khung xương trước đó thật sâu bái, sau đó chậm rãi tiến lên, hai tay dơ lên xương sườn, nhẹ nhàng sắp đặt tại mãnh thú khung xương bên trái ngực. Nhắc tới cũng kỳ, cái này xương sườn phía trên, cũng không có bôi lên nhựa cao su loại hình chất kết dính, vừa mới đụng một cái đến khung xương cột sống phía trên, một trận thanh quang hiện lên, liền một mực dính chặt, giống như bị keo cường lực dính trụ, không có nửa điểm lay động. Nhìn kỹ lại, cả cỗ mãnh thú hài cốt đều không có sử dụng bất luận cái gì dây kẽm dây băng, cứ như vậy tự động tổ hợp lại với nhau, kiên cố vô so. Cuối cùng này một cây xương sườn lắp đặt đúng chỗ, mãnh thú không xương bên ngoài đồng hồ mặc dù không có phát sinh biến hóa gì, toàn bộ khí thế đều lập tức liền trở nên càng thêm quỷ dị, kia cỗ hồng hoang khí tức đập vào mặt xếp bằng ở mãnh thú bên trái đằng trước xa bia trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc tựa hồ đối với mãnh thú hải cốt biến hóa cảm thấy giật mình cảm giác bên trên cái này mãnh thú hải cốt tựa hồ có sinh mệnh khí tức lắp đặt tốt đầu này xương sườn dùng thiên tổ sư lại hướng mãnh thú khung xương bái chậm rãi đi đến xương đầu chính đối diện một chỗ vòng tròn bên trong đưa tay từ một bên giáo chúng trong tay tiếp nhận một hiện hình dạng cổ quái pháp khí mà kia tám tên nam nữ trẻ tuổi thì có đôi có cặp tại đài cao bốn góc đứng vững, liền đứng tại mấy tên đại tư thế bên người, từng người trợn to hai mắt, tò mò nhìn qua cách đó không xa tản ra man hoang khí tức mãnh thú khung xương. Dung thiên tổ sư tay phải, dần dần dương lên, đem món kia cổ quái pháp khí, sơ lên cao cao, một trận trầm thấp chú ngữ thanh âm, tại thế giới dưới lòng đất quanh quẩn không thôi. chương 713, 10 năm một cái búng tay. Thời gian thấm thoát, 10 năm thời gian, nhoáng một cái liền qua. Đối với người bình thường mà nói, 10 năm thời gian, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, phát sinh rất nhiều biến hóa. Nhưng đối với người tu chân mà nói, 10 năm thời gian, quả nhiên là một cái búng tay. Mao Sơn Thanh Hư Quan, Linh Quan Điện trước, hai tên nam tử ngồi đối diện đánh cờ. Ba người ở một bên quan sát, một nam hai nữ. Ngồi tại bàn đá tay trái nam tử, người mặc đạo bào màu xám, ba tròm dâu dài, ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, dung mạo gầy gò, mặt mũi tràn đầy bảo quang lưu truyền, phiêu nhiên có tiên phong đạo cốt. Vị đạo trưởng này chính là mượn thể trọng sinh tuyên minh chân quân. Nhìn thật kỹ, tiên phong đạo cốt bên trong lộ ra từng tia từng tia kiên nghị chi khí. Tuyên minh chân quân vốn là tính tình bên trong người. Mười năm trôi qua, tuyên minh chân quân đã hồi phục đến trong kim đan kỳ cảnh giới. Ngồi tại tuyên minh chân quân đối diện thì là tiêu phàm. Mười năm tuế nguyệt, không có tại tiêu phàm trên thân lưu dưới bất cứ dấu vết gì, vẫn là như vậy trẻ tuổi tuấn lãng, chỉ bất quá trong lúc phất tay, càng thêm trầm ổn nặng nề, khí độ ung dung. Mười năm thời gian, tiêu phàm Tu Vi lại tinh tiến không ít, xa không phải lúc trước vừa mới đặt chân trong kim đan kỳ có thể so sánh. Cứ như vậy tiến độ, chỉ cần tiếp qua mấy năm, liền có thể đạt đến tại trong kim đan kỳ trạng thái đỉnh phong, nếm thử sau khi đột phá kỳ bình cảnh. Tuyên minh Trần Quân nhặt lên một viên hắc tử, nhưng lại chưa vội vã rơi xuống trên bàn cờ, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm. Thở dài nói, Tiêu tiểu Hữu, 10 năm không gặp, người công lực tinh tiến vào như đây, thật là khiến người ta khó có thể tin a. À. Kim đan kỳ cũng không so chúc cơ kỳ, càng không so luyện khí kỳ, pháp lực tăng trưởng, cảnh giới tăng lên, tốc độ kỳ chậm vô so. Bình thường người tu luyện, 30 tuổi trước đó có thể chúc cơ thành công, có thể xưng thiên tài, 80 tuổi trước có thể ngưng kết kim đan, cũng có thể xưng thiên tài, 200 tuổi trước ngưng kết nguyên anh, kia càng là thiên tài trong thiên tài. Đơn giản đến nói từ Kim Đan Kỳ đến Nguyên Anh Kỳ, dù coi như là thiên tài tu luyện, cũng chỉ ít cần 120 năm trở lên. Mảnh phân đến Kim Đan Kỳ, coi như dựa theo thiên tài nhất tiến độ, từ ngưng kết Kim Đan bắt đầu, đặt chân trong Kim Đan Kỳ, ít nhất phải 20 năm, tại trong Kim Đan Kỳ tốn hào 40 năm thời gian, đột phá bình cảnh, đặt chân Kim Đan Hậu Kỳ, bình thường đến nói. Là 4 chừng 10 năm, Kim Đan Hậu kỳ đạt đến tại Đại Thành, ngưng kết nguyên anh thành công, không có 60 năm quang cảnh, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm chỉ phí 10 năm thời gian, cũng nhanh muốn đặt chân Kim Đan hậu kỳ. Mặc dù còn cần thời gian mấy năm đến tiến hành nhất định chuẩn bị, lại đi sau khi đột phá kỳ bình cảnh, nhưng dạng này tiến độ vẫn như cũ là xưa nay chưa từng có. Ngàn năm trước kia, Tuyên Minh Trần Quân có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ, vốn là chứng minh hắn là một cái thiên tài tu luyện. 100 cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, có lẽ chỉ có như vậy một hai cái có cơ hội đột phá bình cảnh. Ngưng kết Nguyên Anh thành công, cái khác, phần lớn tại kim đan hậu kỳ cảnh giới bồi hồi cả đời, cho đến tỏa hóa, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Thiên tài tu luyện, tuyên minh chân quân thấy không ít. Lại tựa hồ như không có người nào, có thể cùng tiêu phàm đánh đồng. Tiêu phàm mỉm cười nói, tiền bối, ngày đây là trò cười ta a. À. Mười năm không gặp, tiền bối liền đã hồi phục đến trong kim đan kỳ tu vi. Lúc này mới thật là thật đáng mừng. Tuyên minh chân quân đại diêu kỳ đầu, nói, không đúng không đúng, cái này là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Ta vốn chính là nguyên anh tu sĩ, dưới mắt chỉ là ở vào thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói, chỉ có tại lần nữa ngưng kết nguyên anh thời điểm mới sẽ gặp phải chân chính bình cảnh. Nhưng ngươi liền không giống, giống như ngươi tiến độ tu luyện, lão phu thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Thế nhưng là cũng kỳ quái, ta cẩn thận từng điều tra linh thể của ngươi, lại là tam linh căn. Mặc dù là lấy thổ thuộc tính làm chủ, cái khác phong linh căn cùng hắc hỏa linh căn đều là ám thuộc tính, nhưng mà tam linh căn chính là tam linh căn. Loại này linh thể, thực tế chưa nói tới tốt bao nhiêu. Người tiến độ tu luyện lại so thuần linh thể còn nhanh hơn, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu phàm cười mà không nói, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Đừng bảo là tuyên minh chân quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả chính hắn đều cảm thấy khó mà tác giải. Bởi vì chính hắn cũng từng lấy thần niệm nội thị chi pháp, điều tra mình linh căn. Như là tuyên minh chân quân lời nói, hắn điều tra ra kết quả cũng là tam linh căn linh thể. Loại này linh thể chỉ so tứ linh căn linh thể hơi tốt một chút. Bình thường đến nói, có thể chúc cơ thành công, cuối cùng cả đời tu luyện tới chúc cơ hậu kỳ đại thành giả đan cảnh giới, chính là tam linh căn tu sĩ cực hạn. Đột phá kết đan bình cảnh, trăm bên trong vô một, cần phải có cơ duyên lớn lao. Bất quá để tiêu phàm giật mình là chính hắn điều tra kết quả Tam linh căn thuộc tính, lại cùng Tuyên Minh chân quân nói hoàn toàn khác biệt, trừ thổ linh căn bên ngoài, còn có hai loại là lôi linh căn cùng thủy linh căn, mà không phải Tuyên Minh chân quân nói phong linh căn cùng hắc hỏa linh căn. Truy cứu chi tiết, lôi linh căn cùng phong linh căn còn hơi có chỗ giống nhau, hắc hỏa linh căn cùng thủy linh căn lại là xung khắc như nước với lửa, không phải nói cả hai hoàn toàn không thể xuất hiện tại cùng trên người một người, mà là hai loại linh căn thuộc tính quả thực chính là hoàn toàn trái ngược lấy tuyên minh chân quân kiến thức ánh mắt cùng nguyên anh kỳ tu sĩ thần niệm chi lực, như thế nào lại nhìn lầm. Nhưng là muốn tiêu phàm cũng rất xác định, mình cũng không có nhìn lầm. Loại này cả hai tất sai nó một tình hình, theo lý tuyệt không nên nên phát sinh ở hắn cùng tuyên minh chân quân trên thân mới đúng. Chỉ có thể nói, tiêu phàm linh thể, thực tế là quá quỷ dị. Tỷ như nhà đầu này, nàng là thuần kim loại tính linh thể, nàng tiến cảnh nhanh như vậy, lão phu liền có thể tiếp nhận tuyên minh Trần quân lời nói xoay chuyển, nhìn về phía ở một bên xem cờ Trần Dương. Trần Dương một thân đồ thể thao, vẫn như cũng như là 10 năm trước như vậy thanh xuân kiều diễm, từng ăn chú nhan đan về sau, dung mạo của nàng trên cơ bản không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là bộ ngực tựa hồ càng cao hơn đứng thẳng mấy phân, dù coi như là rộng rãi đồ thể thao, cũng mảy may không che giấu được cái này tuyệt thế song phong. 10 năm trước, Trần Dương còn là vừa vặn bước vào tu chân giới thái điểu, tại tiêu phàm cùng đàm hiên đốc xúc phía dưới, trong mỗi ngày tu luyện kia buồn tẻ vô vị hạo nhiên chính khí ngày qua ngày năm qua năm năm đó thái điểu bây giờ trên thân linh lực ba động nhiễm nhưng đã tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ tướng so đàm hiên trúc cơ hậu kỳ tu vi chỉ kém một tuyến sau so sớm có cơ sở đem cao cường nội lực chuyển hóa thành chân nguyên tân lâm uyển thiên thiên cơ khinh xa cũng chỉ kém nhất sai lão gia tử ngài quá khen trần dương nở nụ cười xinh đẹp nói không phải quá khen người tiểu nha đầu này đúng là một thiên tài, coi như trước kia tại toa ma giới, thuần linh thể cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần vừa xuất hiện, bất kỳ cái gì một cái tông môn hoặc là gia tộc, đều sẽ làm là quan trọng nhất bồi dưỡng đối tượng thêm để bảo vệ, đem tốt nhất tài nguyên tu luyện đều ưu tiên cung ứng cho bọn hắn. Chỉ là 10 năm thời gian, ngươi liền có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn, xem ra tiêu tiểu hữu trên người ngươi, cũng tốn không ít tâm huyết cùng tinh lực. Trần Dương liếc tiêu phàm một chút, khóe miệng cực nhanh hiện lên một vòng ý cười. Không nói những cái khác, nàng tu luyện cần thiết đan dược, cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu thốn qua. Mặc dù nàng là thuần linh thể, nhưng nếu không có Tiêu Phàm cung cấp liên tục không ngừng tăng bồi dưỡng vì đan dược, nàng tiến cảnh cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, 10 năm thời gian có thể chúc cơ thành công, đã vô cùng ghê gớm. Đàm Hiên liền rèn sắt khi còn nóng, nói, "Lão gia tử, nếu không, ngài cho chỉ điểm một chút." Lúc trước, nàng cùng Tiêu Phàm Phan Thiên tại tuyên minh Trần quân nơi này nghe hơn một tháng tọa đàm, đó là thật được ích lợi không nhỏ. Phan Thiên đã tại năm trước xung kích kim đan kỳ thành công, trước mắt ngay tại chỉ thủy xem bế quan đả tọa, củng cố kim đan kỳ cảnh giới. Bây giờ Trần Dương nếu là có thể đạt được tuyên minh chân quân chính miệng chỉ điểm, vậy dĩ nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại hảo sự. Tuyên minh chân quân sảng khoái nói tốt, chỉ cần tiêu tiểu hữu không có ý kiến, liền để tiểu nha đầu tại cái này thanh hư quan ở một đoạn thời gian, Ta rảnh rỗi có thể chỉ điểm một chút nàng. Ngàn năm trước kia, vô cực môn cùng phái Mao Sơn mặc dù cùng thuộc liên minh chính đạo, quan hệ cũng còn chưa từng thân mật đến tình trạng như vậy. Dưới mắt tình thế cùng ngàn năm trước khác nhau rất lớn, lại là không cần có quá nhiều thiên kiến bẻ phái. Tiêu phàm cười ha ha một tiếng, nói tiền bối nói đùa, ta làm sao lại có ý kiến. Có thể có được tiền bối chính miệng chỉ điểm, cho dù ai đều là cầu còn không được. Tô tố, người hẳn là có thời gian a Trần Dương cười nói, có phải là có thời gian hay không, còn không phải liễu chủ nhiệm một câu. Liễu chủ nhiệm, ta hướng ngài mời một tháng giả, ngài phê chuẩn A. Ngồi ở chỗ này xem cờ người thứ ba, chính là uy nghiêm nặng nề liễu chính, 717 chủ nhiệm phòng làm việc. Để cho tiện Trần Dương tu luyện, Đàm Hiên đã sớm đem Trần Dương điều nhập 717 văn phòng, trực tiếp hướng liễu chính phụ trách. 10 năm đến nay, trên cơ bản không có người nào cho Trần Dương phân phối qua làm việc nhiệm vụ đến đây thanh hư quan tiếp tuyên minh chân quân hay là tiêu phàm mang theo nàng ra giải sầu một chút thuận tiện đến nơi đây nhìn xem tiêu thiên mười năm trôi qua tiêu gia tình huống cũng phát sinh biến hóa rất lớn tiêu lão gia tử đã ở năm năm trước vô tật mà chấm dứt cưới hạc đi tây phương tiêu gia cũng không vì lão gia tử qua đời mà trở nên suy bại ngược lại thu hoạch được tiến một bước phát triển ba năm trước đây tiêu trạm có thể nhập các trở thành nhất hạch tâm lãnh đạo tầng một viên một mực cùng lão tiêu nhà không hợp nhau uông ra, khai thác cùng tiêu ra toàn diện hợp tác thái độ. Lão tiêu ra danh vọng, như mặt trời ban trưa, mà tiêu thiên, từ lâu rời hồng sơn chấn, hoạn lộ bên trên thuận buồm xuôi gió, trước đó không lâu điều đến mau sơn chỗ thành thị, đảm nhiệm người đứng đầu. Trần tục ở giữa sự tình, trên cơ bản đã không cần tiêu phàm nhọc lòng. Liễu chính thần sắc, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, song nghi có chút nhân lại, nói tố tố, chỉ sợ khoảng thời gian này, chúng ta không có như vậy nhàn nhã. Dưới mắt liễu chính, trên thân linh lực ba động, không giống bình thường, cũng có kim đan sơ kỳ tu vi. Hắn tiến dài kim đan sơ kỳ thời gian, thậm chí so văn thiên còn phải sớm hơn một năm. Đây cũng khó trách, có một vị nguyên anh tu sĩ ngày đêm đề điểm, tiến cảnh tự nhiên phải nhanh một chút. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào trên mặt của hắn. Liễu chính ngồi thẳng người, chậm rãi nói, tổ sư, tiêu chân nhân, ta trước đó không lâu tiếp vào tin tức, Mạc bắc bên kia phát hiện một ngôi mộ lớn một ngôi mộ lớn tuyên minh chân quân vuốt vuốt sợi dâu thần sắc có chút xem thường ngôi mộ lớn này có gì đó cổ quái a à? có phải là có gì đó quái lạ tạm thời không được biết bất quá nghe nói ngôi mộ lớn này có khả năng cùng tạp mã tổ vu có quan hệ cái gì đây không có khả năng nghe lời này ngay cả tuyên minh chân quân đều ngơ ngẩn vuốt sợi dâu tay đậu ở chỗ đó mở to hai mắt nhìn tạp mã tổ vu Khuyển Nhung tộc đời thứ nhất tổ vu, một vị trong truyền thuyết phu thần. chương 714, 13 cấp yêu tu. Người có biết hay không, coi như tại chúng ta niên đại đó, tạp mã tổ vu cũng vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết. Tuyên Minh Trần Quân lập tức rất xem thường nói, mang theo vẻ không vui. Dù coi như dựa theo bảo thủ nhất truyền thuyết, tạp mã tổ vu tồn tại, cũng là năm 6.000 năm chuyện lúc trước. Tương đối ngàn năm trước kia Tuyên Minh Trần Quân đến nói, Tạp Mã Tổ Vu cũng là một cái không phải thường phi thường truyền thuyết xa xưa. Tiên bối, tại các ngươi niên đại đó, Tạp Mã Tổ Vu truyền thuyết là như thế nào? Tiêu Phàm rất cẩn thận mà hỏi thăm, hắn biết rõ Liễu Chính tính cách, đã trịnh trọng kỳ sự tại Tuyên Minh chân quân trước mặt nói ra tin tức này, vậy liền tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Tuyên Minh chân quân nhìn Tiêu Phàm một chút, lạnh nhạt nói, cùng các ngươi truyền thuyết có chỗ khác biệt, Tạp Mã Tổ Vu xác thực có người như vậy là huyền vu môn khai phái tổ sư, cũng là thời kỳ viễn cổ, huyền nhung tộc thủ hộ đại thần. Nghe nói là linh huyền tu luyện ngàn năm đắc đạo, hóa là thân người, một tay sáng lập huyền vu môn, huyền nhung tộc chính là tại hắn che chở phía dưới, mới dần dần lớn mạnh. Tiêu phàm bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tình huống này, đâu chỉ là cùng truyền thuyết có chỗ khác biệt mà thôi. Quả thực chính là phá vỡ. Cùng bọn hắn hiểu rõ khuyển nhung tộc cùng khuyển nhung vu sư lai lịch truyền thừa, tranh lệch rất xa. Cho tới nay, tiêu phàm bọn hắn coi là khuyển nhung chính là cái phổ thông tái ngoại dân tộc, phu sư thì là trình độ văn hóa thấp lúc, đối trong tộc tế sư cùng thầy thuốc gọi chung thôi. Mà bây giờ, tuyên minh Trần quân lại nói cho bọn hắn, những này vu sư thật một người khác, đồng thời lệ thuộc vào một cái tu chân môn phái, gọi khuyển vu môn. Cái này khuyển vu môn khai phái tổ sư, là một đầu linh khuyển. Lão gia tử, tạp mã tổ vu thật là một đầu linh khuyển. Trần Dương ăn một chút mà hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy nửa tin nửa ngờ thần sắc. Tuyên Minh Trần Quân cười hắc hắc, nói: Tiểu nha đầu, người chưa thấy qua thành tình yêu quái a? À. Yêu thú tu luyện tới nhất định cấp bậc, liền có thể hóa thành hình người, hóa hình yêu thú thần thông chi lớn, ngay cả lão nhân gia ta thời kỳ toàn thịnh đều muốn nhượng bộ lui binh. Vị này tạp mã tổ vu xuất từ yêu tu, tại thời kỳ viễn cổ lấy sức một mình khai sáng môn phái, đồng thời che chở một phàm nhân dân tộc, có thể thấy được thực lực mạnh hoàn toàn không phải phổ thông hóa hình yêu tu có thể so. Có khả năng là cấp 12 thậm chí là 13 cấp yêu tu. Lão gia tử, cái gì gọi là cấp 12-13 cấp yêu tu? Trần Dương mắt to chừng phải tròn trịa, tràn đầy ý tò mò. Đừng nhìn Trần Dương trên thân linh lực ba động đã tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng cái này hơn 10 năm qua, nàng cơ hồ vẫn luôn tại bế quan tu luyện, lấy kinh nghiệm giang hồ mà nói, chính là mạnh mẽ thái điểu, đối một chút tu chân giới thưởng thức cơ hồ đều là hoàn toàn không biết gì. tuyên minh trần quân tựa hồ đối với trần dương tương đối yêu thích cũng không chê phiền phức cười giải thích nói đây là nhân loại chúng ta tu sĩ cho yêu tu một loại đơn giản phân cấp yêu thú mình cũng có được rất tu luyện nghiêm khắc hệ thống tỷ như nhân loại chúng ta tu sĩ là luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh ngộ linh dạng này cấp bậc yêu tu cũng kém không nhiều là mở linh trúc cơ kim đan hóa hình nguyên linh loại hình cấp bậc khu phân, nhân loại tu sĩ để cho tiện, liền trực tiếp lấy số lượng đi khu phân yêu tu cấp bậc. Một tới cấp 3 là mở linh kỳ yêu thú, bất quá là vừa mới khai linh trí mà thôi, tương đương với nhân loại luyện khí kỳ tu sĩ, trừ thiên phú thần thông bên ngoài, cái khác thần thông đều khinh thường nhất lên. Bốn bề giáp giới cấp 6 là trúc cơ kỳ yêu thú, cùng nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ không sai biệt lắm, 7 đến cấp 9 thì là kim đan kỳ yêu thú. Lúc này yêu thú, Mặc dù còn không thể hóa thành nhân hình, cũng đã ngưng kết yêu đan, trừ bản mệnh thần thông bên ngoài, còn có thể tu luyện ra nó sự lợi hại của hắn thần thông. Đến kim đan kỳ yêu thú, linh trí đã mở, tăng thêm nhục thân cực kỳ cường hoành, thiên phú thần thông lợi hại, tương đối mà nói, muốn so cùng giai nhân loại tu sĩ lợi hại một chút. Hóa hình kỳ yêu tu, vậy liền khó lường, tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ, thường thường so cùng giai nguyên anh kỳ tu sĩ muốn lợi hại hơn nhiều, có đôi khi thậm chí có thể lấy một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phong. Kia 13 cấp yêu thú chẳng lẽ là tương đương với Ngộ Linh Kỳ tu sĩ yêu thú? Trần Dương cực kỳ thông minh, lập tức liền đem đẳng cấp này làm cho nhất thanh nhị sở. Đúng, 13 cấp yêu thú, được xưng là yêu tu nguyên linh cảnh giới, tương đương với nhân loại tu sĩ Ngộ Linh Kỳ. Đến cảnh giới này yêu thú có thể thúc đẩy thiên địa nguyên khí, thần thông quảng đại cực kỳ. Mỗi một tên 13 cấp yêu thú xuất thế Đều sẽ tại thu chân giới nhắc lên một trận cuồng phong bạo vũ Tuyên minh chân quân nói Bắp thịt trên mặt nhẹ nhàng run rẩy một chút Hiện tại Các người biết tạp mã tổ vu đáng sợ rồi sao Tiêu phàm trầm ngâm nói Tiền bối Tạp mã tổ vu cũng không nhất định chính là 13 cấp yêu tu A Tuyên minh chân quân nói Xác thực không nhất định Thời kỳ thượng cổ Khuyển vu môn đã từng cực thịnh một thời Chân chính có cơ hội tận mắt chứng kiến qua tạp mã tổ vu năng lực tu sĩ rất ít Bất quá coi như tạp mã tổ vu không phải 13 cấp yêu tu, chỉ là cấp 12, đó cũng là tương đương với nhân loại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đại thành cảnh giới. Mà lại, lấy yêu tu cường hãn, tạp mã tổ vu tu vi khẳng định xa tại người bình thường loại Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ phía trên. Đàm Hiên nghĩ nghĩ, nói, mặc dù như thế, nhưng tạp mã tổ vu dù sao tỏa hóa nhiều năm như vậy, coi như năm đó tu vi của hắn lại cao, cũng không đủ gây sợ. Tuyên Minh Trân Quân nói, người cho rằng giống tạp mã tổ vu dạng này khai phái tổ sư hắn tỏa hóa chỗ sẽ không có bất kỳ cái gì cấm chế a à. lại nói có quan hệ tạp mã tổ vu trôn xương chỗ năm đó liền đã từng tại tu chân giới nhắc lên qua một trận sóng to gió lớn vì tranh đoạt cái gọi là tạp mã tổ vu lăng mộ tầm bảo đồ rất nhiều tu sĩ ra tay đánh nhau thương vong thảm trọng về sau được chứng thực chỉ là một trận âm mưu khuyển vu môn càng là ra mặt bác bỏ tin đồn nói tạp mã tổ vu năm đó vẫn chưa tỏa hóa mà là phi thăng huyền linh thượng giới đi. Hiện tại, các ngươi lại nói tìm được hắn mộ địa, cái này hơn phân nửa không lớn đáng tin. Thật có như thế một chỗ mộ địa, năm đó liền bị những cái kia cổ tu nhóm trăm phương ngàn kế móc ra, còn có thể lưu cho tới hôm nay cho các ngươi nhặt cái này tiện nghi. Liễu chính tựa hồ nghe ra tuyên minh chân quân ý ở ngoài lời, trầm giọng nói, tổ sư nói là, cái này khả năng là cái nào đó cái bẫy. Tuyên minh chân quân lạnh cười nói, rất có khả năng. Cái này 10 năm, thế nhưng là có không ít lão bất tử ra hỏa lục tục ngo ngoe đều ló đầu ra đến. Liễu chính song nghi có chút nhau, tuyên minh chân quân nói điểm này, làm 717 văn phòng người phụ trách, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Trong 10 năm, các nơi trên thế giới phát sinh sự kiện linh dị tăng lên gấp bội, cứ việc không ít sự kiện linh dị cũng không phải là phát sinh ở châu Á cảnh nội, liễu chính cũng có thể thông qua nước ngoài đồng hành cho hiểu rõ. Đa số sự kiện linh dị không giải quyết được gì, nhưng liễu chính vững tin, trong đó chỉ ít có tám lên cái gọi là sự kiện linh dị, nhưng thật ra là bởi vì phong ấn bên trên của tu sĩ tỉnh lại dẫn dắt. Bất quá những này tỉnh lại của tu, tuyệt đại đa số đều rất điệu thấp, vẫn chưa châm đối với người bình thường lung tung xuất thủ, mà là lập tức liền tìm kiếm địa phương ẩn cư, trốn đi khôi phục tu vi. 10 năm thời gian, đối với người tu chân đến nói, không hề dài, nhưng cũng đầy đủ khiến cái này thần thông quảng đại của tu khôi phục cảnh giới nhất định. Năm đó có năng lực đem mình phong ấn vượt qua dài rằng giặc thời gian ngàn năm mà không mục nát, khẳng định không phải cấp thấp tu sĩ, chỉ ít nguyên bản tu vi đều là kim đan hậu kỳ trở lên, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không phải số ít. Tiền bối ý tứ, là lời đồn đại này có khả năng là một vị nào đó của tu tiền bối cố ý phóng suốt tin tức, dẫn dụ mọi người tiến đến mắc lừa. Tuyên Minh Trần Quân vuốt vuốt sợi dâu, nói tình huống bây giờ không rõ, loại này khả năng tính không thể loại trừ. Bất quá, dù coi như như thế, chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi yên không lý đến. lúc đầu dự định cùng đi với người uy linh lão ma bảo khố đi một chuyến, đã ra như thế cái tin tức, kia đi trước mặt bác nhìn kỹ hãng nói, thật có âm mưu quỷ kế gì cũng không sợ hắn. nói đến đây, tuyên minh chân quân trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. bất kể nói thế nào, hắn năm đó cũng là một vị nguyên anh tu sĩ, bây giờ cũng đã khôi phục lại trong kim đan kỳ tu vi. còn lại mấy cái bên kia phong ấn lại lão ma coi như khôi phục tốc độ nhanh hơn hắn một chút, nhiều nhất cũng chính là kim đan hậu kỳ cảnh giới. chỉ cần không có một lần nữa ngưng kết nguyên anh, tuyên minh chân quân liền cũng không thế nào e ngại. ngang hàng kim đan kỳ cảnh giới, đánh không lại còn có thể tránh không khỏi sao? lấy trung thổ giới dưới mắt linh khí tốc độ khôi phục, bất kể là ai muốn một lần nữa ngưng kết nguyên anh, chỉ ít còn phải lại chờ thêm hai ba mười năm tu luyện hoàn cảnh mới có thể cơ bản khôi phục lại ban đầu trình độ. tiêu phàm mỉm cười. Nói tiền bối chi ngôn, ta hoàn toàn tán thành, đi xem một chút không sao. Vừa mới liếu chính một nói đến đây chuyện gì, Tiêu Phàm liền chiếm bài học, mặc dù là vội vàng lên quẻ, cũng không thể thôi diễn phải 10 điểm tinh chuẩn, quẻ tượng nhưng cũng biểu hiện, cực bắc chi địa xác thực phát sinh đại sự. Về phần cắt hung như thế nào, quẻ tượng vẫn chưa chỉ rõ. Trời cơ chi lực che đậy rất nặng, càng như vậy, càng biểu thị có tiến về tìm tòi tất yếu tuyên minh Trần quân vừa mới khôi phục lại trong kim đan kỳ, đều không sợ hãi chút nào, tiêu phàm đã nhanh muốn tiến dài đến trong kim đan kỳ trạng thái đỉnh phong, liền càng thêm không có gì đáng sợ. Tốt, vậy thì đi thôi, tuyên minh Trần quân cũng là cực người quyết đoán, tiện tay cầm trong tay hắc tử ném nước cờ đi lại hộp, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, đứng dậy. Trần Dương nói khẽ với tiêu phàm nói, nếu là cổ mộ, muốn hay không thông chi thiên thiên tỷ tỷ một tiếng. Luận đến đối cổ mộ quen thuộc, đang ngồi đám người, nhưng không ai sánh nổi uyển thiên thiên. Nhiều năm như vậy đến, mấy nữ hài tử đều tại chỉ thủy xem tu luyện, ngược lại là trung đụng được cực kỳ hữu hảo. Tân Lâm rất có đại tỷ phong phạm, cái khác mấy nữ hài, tựa hồ cũng thừa nhận nàng cái địa vị này. Yên tâm, khỏi phải ta thông chi nàng, tại phương diện này, nàng so với chúng ta tin tức linh thông. Tiêu Phàm cười một tiếng, nói, lời còn chưa dứt, điện thoại của hắn liền chấn vang lên. Mặc dù tuyên minh chân quân đã sớm đem truyền âm phù cùng nghìn dặm phù phương pháp chế luyện truyền thụ cho bọn hắn, nhưng ở văn minh khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt trung thổ giới, điện thoại di động tựa hồ so truyền âm phù càng thêm thuận tiện. Mà lại, chế tác truyền âm phù cũng giống vậy muốn hao phí linh lực cùng vật liệu. Vẫn là dùng điện thoại di động tương đối có lời. Tiêu phạm ấn nút tiếp nghe khóa, quả nhiên là uyển thiên thiên đánh tới, cùng hắn nói mạc bắc cổ mộ suốt thế tình huống. Những năm này, uyển thiên thiên quá bận rộn mình tu luyện, Yên Chi xã trên cơ bản giao cho Đường Huyên cùng Tống Hoàn đi quản lý, nhưng là trọng yếu tin tức, Đường Huyên Tống Hoàn hai người vẫn là sẽ hướng Uyển Thiên Thiên báo cáo. Lập tức Tiêu Phàm liền cùng Uyển Thiên Thiên hẹn xong, trên đường tụ họp, cùng đi Mạc Bắc. Chương 715, Mạc Bắc Thảo Nguyên. Tháng 8, trời cao mây nhạt, chính là Mạc Bắc Đại Thảo Nguyên mùa tuyệt vời nhất. Dưới bóng đêm, vào ban ngày minh mông vô bờ xanh ngắt, bị ôm màn đêm đen tối màn bao phủ, trên thảo nguyên giấy lên đống lửa, một đám thịnh trang thảo nguyên nam nữ trẻ tuổi, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, hoan nghênh khách quý đến. Mạc Bắc Thảo Nguyên truyền kỳ anh hùng, Thảo Nguyên Lang Vương bột nhi thiếp đỏ kia ngay tại thiết yến khoản đãi phương xa đến khách quý. Hồng hồng đống lửa, liếm láp lấy khối lớn màu mỡ dê bò thịt, trong không khí tràn ngập thịt nướng tiêu hương cùng rượu sữa ngựa vị chua. Uy trấn Thảo Nguyên 13 phiêu kỵ, có 6 vị cùng Bạch Lang cùng một chỗ đang bồi khách. Bạch Lang Sơn Thảo Nguyên, đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Đối với rất nhiều thảo nguyên dân chăn nuôi mà nói, Bạch Lang Sơn thảo nguyên là mạc bắc đại thảo nguyên thần thánh nhất địa phương, truyền kỳ anh hùng Bạch Lang liền ở lại đây. Bạch Lang Sơn phát ra tới đầu sói lệnh bài, tại rất nhiều du mục bộ lạc, so sánh với chính phủ mệnh lệnh còn đều hữu hiệu hơn. Vô số thảo nguyên dũng sĩ, lấy có thể bị Bạch Lang Sơn điều động làm suốt đời lớn nhất vinh quang. Bởi vì một khi bị Bạch Lang Sơn điều động, liền mang ý nghĩa ngươi là chỗ bộ lạc cường tráng nhất dũng sĩ. Này bằng với là thu hoạch được quan phương chính thức tán thành, từ nay về sau, tại trong bộ lạc địa vị sẽ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, toàn cả gia tộc đều lại bởi vậy mà thu được rất cao vinh dự. Có thể có được bạch lang như thế thịnh tình khoản đãi quý khách, chính là tiêu phàm, tuyên minh chân quân một nhóm. Lần này đi mạc bắc, tiêu phàm bọn hắn tổ một cái đại đoàn, thành viên không ít. Vô cực môn bên này, tiêu phàm, đàm hiên, tân lâm, cơ khinh xa, Uyển Thiên Thiên, Trần Dương đều đến, Văn Thiên còn đang bế quan vững chắc cảnh giới, liền lưu thủ chỉ thủy xem. Văn Tư Viễn ở sâu trong nội tâm, tự nhiên là muốn cùng trưởng giáo sư thúc cùng một chỗ, đi Mạc Bắc Đại thảo nguyên mở mang kiến thức một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết tạp mã tổ Vu Lăng mộ. Nếu thật là tìm được, chỗ tốt khẳng định thiếu không được. Bất quá sư phụ đang lúc bế quan, Văn Tư Viễn chỉ có thể lưu lại cho sư phụ hộ pháp. Cái này 10 năm bên trong mỗi người đều thu hoạch được bước tiến dài. tại tiêu phàm cuồn cuộn không dứt đan dược phụ trợ phía dưới, tân lâm, cơ khinh sa, uyển thiên thiên đều tại trước đó không lâu bước vào chúc cơ hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần tiếp qua mấy năm liền có thể đạt tới chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nếm thử sung kích kim đan kỳ. theo lý, trần dương thuần linh thể so tân lâm bọn người càng thêm thích hợp tu luyện, tiến cảnh hẳn là so với các nàng càng mau một chút. mấu chốt là lúc đầu cơ sở, tân lâm, uyển thiên thiên cơ khinh xa ba người, đều đều là nội gia cao thủ, tại tiêu phàm chỉ điểm, đem chân khí nội lực chuyển đổi thành pháp lực chân nguyên. Cất bước sau Trần Dương muốn cao hơn nhiều, có thể tại trong vòng 10 năm đuổi theo đến chỉ thua kém nhất giai tình trạng, Trần Dương đã rất cố gắng. Dù sao, Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, cơ khinh xa ba người linh thể thuộc tính. Cũng phi thường kiệt xuất, vẹn vẹn chỉ thua kém thuần linh thể một tuyến. Tiêu phàm luyện chế đại lượng tinh tiến vào công lực đan dược, lại đem loại này linh thể ở giữa khác biệt tiến một bước co lại tiểu. Biết được tạp mã tổ vu lăng mộ khả năng tại mạc bắc xuất hiện, mọi người đều không hẹn mà cùng chạy tới. Đối với người tu chân mà nói, đây tuyệt đối thuộc về đáng giá mạo hiểm lớn tạo hóa. Một tên cấp 12 thậm chí có thể là 13 cấp yêu tu lăng mộ, bên trong tùy tiện một kiện bảo vật, đối với trước mắt hay là trúc cơ kỳ kim đan kỳ bọn hắn đến nói. Giá trị chi lớn, quả thực không thể đánh giá mặc dù tiêu phàm có liên tục không ngừng đan dược cung ứng có thể tiết kiệm rất nhiều đả tỏa điều tức thời gian để mỗi người tiến cảnh đại đại tăng tốc nhưng tại đột phá bình cảnh thời điểm lại còn cần mỗi người dựa vào cơ duyên đơn thuần dựa vào đan dược công hiệu là còn thiếu rất nhiều nhất là đột phá kim đan kỳ đại bình cảnh cơ duyên càng là cực kỳ quan trọng tỷ như lôi bằng nội đan chi tại tiêu phàm có lẽ tại tạp mã tổ vu trong lăng mộ liền có thể tìm tới thuộc tại cơ duyên của các nàng phái Mao Sơn bên kia, người tới cũng không ít, tuyên minh chân quân, liễu chính hai vị này kim đan kỳ tu sĩ cầm đầu. Còn có bốn tên trúc cơ kỳ đạo nhân đi theo, trong đó trúc cơ hậu kỳ hai người, trúc cơ trung kỳ hai người, cũng coi là trước mắt phái Mao Sơn chủ lực. Mọi người trong lòng đánh đều là đồng dạng chủ ý, cái gọi là cơ duyên, vốn chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhìn chung bọn hắn chi này liên quân, có trong kim đan kỳ tu sĩ một tên, kim đan sơ kỳ tu sĩ hai tên, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ 6 người, chúc cơ trung kỳ tu sĩ 3 người, thực lực tính được có chút hùng hậu. Nếu như lại thêm tại tiêu phàm linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o hắc lân cùng hai đầu lưng sắt con bọ ngựa, cùng ba mười mấy con nhất sai cho bọ ngựa, thực lực liền càng thêm không thể khinh thường. Trải qua 10 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, tiêu phàm mấy có lẽ đã thực hiện thiên mục trùng sản xuất hàng loạt, đại lượng linh quả luyện thành con mồi, thúc đẩy sinh trưởng ra liên tục không ngừng thiên mục trùng, lưng sắt con bọ ngựa cùng cho bọ ngựa có sung túc đồ ăn, cảnh giới đều tại vững bước tăng lên bên trong. Bất quá linh trùng tiến dài tốc độ, xa xa so tu sĩ tiến dài tốc độ muốn chậm nhiều. Cái này cùng linh trùng cực kỳ kéo dài sinh mệnh có quan hệ, căn cứ linh trùng tông khu trùng thuật ghi chép, giống lưng sắt con bọ ngựa loại này linh trùng, sinh mệnh dài đến 10.000 năm lâu. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, dựa vào thời gian tích lũy chậm rãi tiến hóa, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới tiến dài một lần, 10 điểm bình thường. Dù sao cũng không phải là ai cũng có thể giống tiêu phàm như thế thổ hào, thiên mục trùng cơ hồ là vô hạn lượng rộng mở cung ứng. Liền xem như ngàn năm trước linh trùng tông, không có nam cực tiên ông lưu lại linh dược vườn, cũng tuyệt đối làm không được xa xỉ như vậy, chỉ có thể lấy chút ít thiên mục trùng làm linh trùng món chính, lại hợp với cái khác đồ ăn, linh trùng tiến dài tốc độ, tự nhiên chậm chạp đến khiến người giận sôi. Tại vô hạn lượng thiên mục trùng nuôi nấng phía dưới, Hai đầu lưng sắt con bọ ngựa đã tiến hóa đến nhị giai linh trùng trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp 3. Đồ ăn sung túc, cơ khinh sa chăn nuôi máu đào tầm cùng bạo liệt trùng cũng được ích lợi không nhỏ. Máu đào tầm tiến giai tốc độ cực kỳ chậm chạp, không so với sắt cõng đao lang nhanh bao nhiêu. Nhưng bạo liệt trùng tiến hóa lại không giống bình thường. Dựa theo linh trùng tông khu trùng thuật ghi chép, bạo liệt trùng là dựa vào tương hỗ thôn vệ để hoàn thành tiến hóa. Cơ khinh xa có hơn 10 đối bạo liệt trùng ấu trùng nơi tay, đại lượng thiên mục trùng cho ăn về sau, bạo liệt trùng trưởng thành phi thường cấp tốc, tương hỗ sau khi thôn phệ, cuối cùng dưỡng dục ra hai con tương đối thành thục bạo liệt trùng, giao phối đẻ trứng, lập tức liền dưỡng dục ra mấy trăm bạo liệt trùng ấu trùng tới. Như thế tuần hoàn qua lại, bây giờ cơ khinh xa trong tay, đã có hơn vạn bạo liệt trùng, mặc dù hay là ấu trùng, cơ khinh xa tin tưởng, chỉ cần lại trải qua một vòng thôn phệ, linh trùng liền có thể tiến dai nhị giai bạo liệt trùng, coi như còn không đuổi kịp nhị giai lưng sắt con bạo ngựa, uy lực cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Hơn 10 con thậm chí 20 con nhị giai bạo liệt trùng đồng loạt bạo tạc, đừng bảo là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, bị một kích diệt sát khả năng rất cao. Trừ cái đó ra, mỗi cách một đoạn thời gian luyện hóa một đôi thiên mục trùng, tiêu phàm thiên nhãn thần thông cũng tiến cảnh cực nhanh. Chẳng những mắt lực đại tăng, có thể tại cực kỳ hắc ám hoàn cảnh bên trong vận dụng tự nhiên, thậm chí còn bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng đưa ra hắn thần thông bất khả tư nghị tới. Vì thế, tiêu phàm đối linh dược vườn quản lý càng ngày càng để bụng. Đem một chút nhiều nhất chỉ có ngàn năm dược tính linh thảo linh dược toàn diện thu hoạch, bào chế về sau, cất giữ tại linh dược vườn bên trong dự bị, sau đó đem những linh dược này hạt giống tiếp tục trồng xuống. Trải qua 10 năm thời gian siêu tập, tiêu phàm lại vì linh dược vườn gia tăng hơn mấy chục vị linh dược, trước mắt linh dược vườn linh dược linh thảo đã gia tăng đến gần 300 gốc. Mặc dù cùng nam cực dược biển bên trong ghi lại hơn 20.000 vị linh dược tranh lệch rất xa, bất quả đối với một cái tư gia dược viên đến nói, dạng này quy mô đã đầy đủ kinh người. Tiêu phàm cẩn thận tính toán qua, lấy linh dược vườn quy mô, coi như mỗi dạng linh dược linh thảo chỉ trồng một gốc, trước mắt hắn có thể sử dụng thứ nhất tiến vào thứ hai tiến vào linh dược vườn tối đa cũng chỉ có thể trồng ngàn dư gốc linh dược, cũng may linh dược vườn có tăng gấp bội công hiệu, hắn có thể thay phiên trồng khác biệt linh dược. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải tìm tới nhiều như vậy linh dược hạt giống. Lần này trước phó Mạc Bắc, tiêu phàm ngay từ đầu cũng không định kinh động Bạch lang Dù sao người tu chân cùng người bình thường thế giới, đã có khác nhau rất lớn. Tuyên minh Trần Quân nói cho hắn, càng là tu sĩ cấp cao, càng là sẽ không dễ dàng cùng phàm nhân ở giữa phát sinh cái gì gặp nhau. Nhưng ra ngoài ý định chính là, bọn hắn chưa đuổi tới Mạc Bắc, cái kia hướng Liễu Chính cung cấp tin tức Thảo Nguyên đồng hành, liền mất tích bí ẩn. Liễu Chính dùng tất cả biện pháp cũng liên lạc không được hắn. Bất quá trước đó, hắn đã đem tạp mã tổ vu lăng mộ khả năng tồn tại vị trí, phát cho Liễu Chính một phần. Dựa theo vị kia đồng hành cung cấp tư liệu, tạp mã tổ vu lăng mộ xuất hiện chỗ, cách Bạch Lang Sơn Thảo Nguyên ước chừng có hơn 200 cây em xa, ở vào một cái hồ phía dưới. Cái gọi là hồ, là người trong Thảo Nguyên đối hồ nước xưng hô. Nhưng mà bọn hắn đuổi tới cái chỗ kia, lại là minh mông vô bờ đại thảo nguyên, đừng bảo là khói trên sông minh mông hồ, liền xem như vũng nước nhỏ cũng không thấy một cái. Quỷ dị chính là, nơi đó trừ không có hồ bên ngoài, còn lại hình dạng mặt đất hoàn cảnh, ngược lại là cùng người kia cung cấp tư liệu giống nhau như đúc. Trong mắt người ngoài, khắp nơi đều không khác mấy đại thảo nguyên, ngay tại chỗ mắt người bên trong, lại là rất có khác biệt. Kinh nghiệm phong phú dân chăn nuôi, có thể tùy tiện phân biệt thảm thực vật tình huống khác biệt. Hai cái không đáng chú ý sườn núi nhỏ, có cái gì khác biệt, bọn hắn cũng là liếc qua thấy ngay. Nói cách khác, nếu như vị kia đồng hành không có nói láo lời nói, tại bọn hắn chạy đến cái chỗ kia, theo lý hẳn là có một cái không nhỏ hồ nước. Mà bây giờ, cái này hồ lại không giải thích được không thấy bóng dáng. Đối loại tình huống này, Tiêu Phàm ngược lại là cho ra một cái giải thích hợp lý, đại thảo nguyên chỗ sâu, xác thực có một loại biết di động hồ. Loại này hồ, đại đa số thời điểm thâm tàng dưới mặt đất chỉ có tại cực đặc biệt dưới tình hình mới sẽ lộ ra mặt nước. Sau đó trong vòng một đêm, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rốt cuộc không có dấu vết mà tìm kiếm. Trên thảo nguyên thỉnh thoảng sẽ có dân chăn nuôi cả nhà cùng cả đám trâu dê không giải thích được mất tích, chính là trong giấc mộng bị những này biết di động hồ thôn phệ hết, trở thành vĩnh viễn mê án. Đã vì kia đồng hành nói, tạp mã tổ Vu Lăng mộ có thể là tồn tại ở hồ phía dưới, hiện tại hồ không gặp tổ vu lăng mộ cũng liền thành hoa trong gương trăng trong nước, khó mà nắm lấy. Mắt thấy lâm vào khốn cảnh, cơ khinh xa liền đề nghị đi tìm Bạch lang Vị này đại thảo nguyên địa đầu xa, hẳn là so với bọn hắn càng rõ ràng hơn nơi đó địa hình địa vật, đối biết di động hồ, tổng cũng biết cái đại khái tình hình. chương 716, nó một cách. Cái này một lớn nhóm người bỗng nhiên tại thảo nguyên xuất hiện, để Bạch lang lấy làm kinh hãi. Tình hình như vậy, trước kia nhưng chưa hề phát sinh qua khách nhân đã đến Bạch Lan Sơn, Thảo Nguyên Lang Vương vậy mà hoàn toàn không biết gì. Mà lại đến còn không phải một người, là một đám người, hơn 10 cái. Bạch Lang tại trên Thảo Nguyên cường đại hệ thống tình báo, hoàn toàn mất linh. Làm một tên tung hoành nghìn dạm Thảo Nguyên kiêu hùng, hơn 20 năm qua, một mực hùng bá mạc bắc, Bạch Lang có mình sinh tồn chi đạo, hoàn toàn không phải dũng mãnh thiện chiến liền có thể làm được. Chủ yếu chính là thành lập được mình đầy đủ hệ thống tình báo, nhìn dặm trên đại thảo nguyên vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền có người ngay lập tức đem tin tức phản hồi cho Bạch Lan Sơn, sớm làm tốt hết thảy ứng đối chuẩn bị. Nếu không, chỉ sợ nhiều năm trước kia, liền bị mạc bắc quan phương tiêu diệt rất nhiều về. Mặc kệ Bạch Lan cỡ nào thủ thảo nguyên dân chăn nuôi sùng bái. Mạc Bắc Quan Phương đều rất khó khoan dung một cái ngoài vòng pháp luật chỉ quyền xuất hiện tại mình quốc gia phía trên. Đương nhiên, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, Bạch Lang đã sớm tại Mạc Bắc Quan Phương có được mình người phát ngôn, đem ngoài vòng pháp luật trị quyền thiết thiết thực thực thành lập. Nhưng mà lần này, Tiêu Phàm cơ khinh xa bọn người cứ như vậy xuất hiện tại Bạch Lang Sơn Thảo Nguyên, đứng trước mặt của hắn, đánh hắn trở tay không kịp. Bất quá Bạch Lang đến cùng không hổ là Bạch Lang, là cầm được thì cũng buông được hảo hắn tử, lúc này đem hệ thống tình báo mất linh sự tình vứt qua một bên, tổ chức thịnh đại nhất yến hội, hoan nghênh khách quý đến. Nhiều năm trước kia, tiêu phàm bọn người đã tiến vào tích cốc trạng thái, bất quá cũng đều bị bạch lang nhiệt tình cảm động, nhao nhao ở trên đại thảo nguyên khoanh chân ngồi xuống, ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn, cùng những này hào sảng thảo nguyên nhi nữ nâng ly cạn chén. Nhất là tuyên minh chân quân, đối bạch lang tính tình rất là tán thưởng, cảm thấy rất đối khẩu vị của hắn, bưng lên bát nước lớn, liên tiếp cùng bạch lang làm ba bát rượu sữa ngựa. Đáng tiếc bạch lang thể nội cũng không có phát hiện linh căn. Bằng không mà nói, vị này ngàn năm lão quái vật nói không chừng thật sẽ động tâm thu bạch lang làm đồ đệ bất quá hào sảng thảo nguyên lang vương thỉnh thoảng sẽ hiển lộ ra một chút xíu không yên lòng ánh mắt thỉnh thoảng hướng nơi xa một cái độc lập lều nhỏ trông đi qua tựa hồ đối với tòa kia lều nhỏ đặc biệt chú ý tiêu phàm bọn người gì cùng cơ cảnh bạch lang loại này dị thường tự nhiên không gạt được ánh mắt của bọn hắn chỉ là dưới mắt chính náo nhiệt ai cũng không tiện mở miệng tường tuân bóng đêm dần sâu Tiêu Phàm bưng một chén rượu sữa ngựa, chậm rãi thưởng thức, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, ngồi tại cách đó không xa Tuyên Minh chân quân cũng đồng thời ngẩng đầu. Thanh lãnh trong bầu trời đêm, một đạo độn quang từ trên trời lướt qua, tốc độ bay cực nhanh. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng Vừa rồi có người lấy thần niệm chi lực hướng nơi này điều tra, không hề nghi ngờ, đây là một người tu chân. Mà lại thần niệm chi lực cực kỳ cường đại, không tại tuyên minh chân quân phía dưới, cho tiêu phàm không nhỏ cảm giác áp bách. Riêng lấy thần niệm chi lực để phán đoán, người này rất có thể là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Chí ít trước kia đúng thế, những này ngàn năm trước tự hành phong ấn lão quái vật, tỉnh lại về sau cứ việc còn phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục trước kia tu vi cảnh giới. Nhưng thần niệm chi lực cường đại, lại là không bị hạn chế. Đây cũng là phán đoán bọn hắn năm đó tu vi trọng yếu nhất tiêu chí một trong. Thấy tiêu phàm cơ hồ cùng mình đồng thời phát giác được dị thường, tuyên minh chân quân âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là vô cực truyền nhân, mặc dù chỉ là lệch chi truyền thừa, thần niệm chi lực cũng xa so cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Đây cũng là vô cực môn công pháp đặc điểm, hoặc là nói, là bộ phân tu tập thuật pháp tu chân truyền thừa cộng đồng đặc điểm. Xem bói quẻ tưởng, thôi diễn trời cơ, đều cùng cường đại qua người lực lượng thần thức cùng một nhịp thở, lực lượng thần thức càng mạnh, tại thuật pháp bên trên tạo nghệ mới có thể nâng cao một bước. Cái gọi là xem bói thôi diễn, kỳ thật chính là cưỡng ép nhìn trộm trời cơ, bắt giữ lĩnh ngộ trong cõi u minh kia một tia tiết lộ cơ mật. Loại này huyễn hoặc khó hiểu suy tính, không có cường đại lực lượng thần thức, lại làm sao có thể lĩnh ngộ được chính xác gợi ý. Vì vậy, ngàn năm trước kia, mấy cái tinh thông xem bói thôi diễn môn phái tu chân, nó chủ tu công pháp cơ hồ đều có cường hóa lực lượng thần thức kỳ hiệu, nhất là vô cực môn chủ tu công pháp, càng là chú trọng đối thần niệm chi lực bồi dưỡng. Cùng cấp bậc tu sĩ, Vô cực truyền nhân có lẽ không phải thần thông tối cao, nhưng bình thường đều là thần niệm chi lực mạnh nhất. Đồng thời loại này tăng phúc, theo tu vi tăng trưởng, sẽ kéo dài mở rộng. Năm đó vô cực môn trưởng giáo Thái Hưng chân Nhân, liền lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi, thần niệm chi lực thẳng bức ngộ linh kỳ tu sĩ. Tiền bối, ngài thấy thế nào? Chốc lát, tuyên minh chân quân trong lỗ tai vang lên tiêu phàm truyền âm thanh âm. Tuyên minh chân quân mỉm cười, nói, nhận được tin tức, khẳng định không chỉ chúng ta. Những người khác muốn tới thì tới đi, loại chuyện này, giảng cứu cái cơ duyên. Nhiều người người ít không phải mấu chốt, mấu chốt là phải trước tìm tới chỗ kia lăng mộ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, Tuyên Minh Trần Quân cách nhìn, ngược lại là cùng hắn cơ bản nhất trí. Chưa chắc có ai một mình tiến vào lăng mộ, liền nhất định có thể có thu hoạch. Tiểu Hữu, bên kia trong lều vải có chút khác thường. Tuyên Minh Trần Quân lập tức lại nhắc nhở Tiêu Phàm một câu. Luận thần niệm chi lực tuyên minh chân quân tự nhiên là người liên can bên trong cường đại nhất vô cực môn truyền thừa công pháp lại thần diệu vạn đoan cảnh giới bên trên tuyệt đối tranh lệch cũng vô pháp vì tiện lấp đầy tiêu phàm có thể phát giác bên kia trong lều vải dị dạng tuyên minh chân quân càng là thấy rõ bất quá bạch lang là tiêu phàm bằng hiếu tuyên minh chân quân đối bạch lang ấn tượng cũng tốt vô cùng đương nhiên phải cho bạch lang lưu mấy phần mặt mũi từ tiêu phàm đi cùng bạch lang câu thông tương đối thỏa đáng ta biết tiêu phàm nhẹ giọng đáp Trăng lên giữa trời, đống lửa tiệc tối cuối cùng kết thúc, nhiệt tình hiếu khách thảo nguyên nhi nữ dẫn lĩnh quý khách đi kim bích huy hoàng lều vải lớn bên trong nghỉ ngơi. Mặc dù thời đại sớm đã tiến bộ, không ít dân chăn nuôi đều đã ở lại mãi mãi xi si măng kết cấu phòng ốc, bột nhi thiếp đỏ kia nhưng như cũ duy trì cổ phát dân tộc du mục tập tục ở tại lều vải lớn bên trong thu xếp tốt khách nhân, bột nhi thiếp đỏ kia nhanh chân từ trong lều vải đi tới, đứng tại thanh lãnh dưới ánh trăng, mắt nhìn bên kia lều nhỏ thở thật dài một cái trên mặt hiện ra vẻ sầu lo lang vương có gì cần ta hỗ trợ sao một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên tại vang lên bên tai bột nhi thiếp đỏ kia giật mình quay đầu không biết lúc nào tiêu phàm đã đứng tại bên cạnh hắn vô thanh vô tức thật giống như hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này xưa nay không từng di động qua tiêu tiên sinh bột nhi thiếp đỏ kia lại kinh lại đeo vội vàng ôm quyền lang vương phía trước cái kia trong lều vải ở người đối ngươi nhất định rất trọng yếu a đối mặt bạch lang dạng này hào sảng hán tử tiêu phàm cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi bạch lang cương nghị khuôn mặt hơi đỏ lên khó được lộ ra một chút ngượng ngùng chi ý trầm ngâm một lúc giống như là hạ quyết tâm như nói tiêu tiên sinh không phải ta không tin được ngươi thực tế là tình huống phi thường đặc thù ngài là quý khách vị này sát phạt quả quyết thảo nguyên kiêu hùng thế mà nói quanh co tiêu phàm sắc mặt dần dần ngưng trọng lên chậm rãi nói, lang vương, trong lều vải vị kia, khí tức 10 điểm cổ quái. Ta cho rằng vẫn là phải kịp thời xử lý, vạn nhất gây nên quái bệnh gì lưu hành, phiền phức liền lớn, các người toàn bộ bộ lạc, thậm chí toàn bộ thảo nguyên đều lại bởi vậy thụ hại. Bạch lang toàn thân chấn động, giật mình nói, tiêu tiên sinh, nó một cách tình huống, người đều biết rồi. Tiêu phàm lắc đầu, nói, đều biết chưa chắc, nhưng nó một cách cổ khí tức này, ta có thể cảm ứng được. Cổ khí tức này, thực tế không nên vì nhân gian tất cả. Chỉ là câu nói này, tiêu phàm không có nói rõ, miễn cho quá kích thích Bạch lang Nhìn ra được, Bạch lang đối vị này nó một cách phi thường để ý. Nó một cách vì Thảo Nguyên ngữ nhụy hoa chi ý, là Thảo Nguyên cô nương thường dùng danh tự. Tốt kha à, tiêu tiên sinh, mời đi theo ta. Bạch lang cũng là vô cùng có quyết đoán tính cách, đối tiêu phàm năng lực lại cực kỳ kính phục, rốt cục cắn răng một cái, nói, lập tức hướng na bên cạnh lều nhỏ xài bước đi đi bột nhi thiếp đỏ kia. Hai người vừa mới đến gần lều vải, bên trong liền truyền tới một nhu nhu nữ tử thanh âm, mang theo ba phân thảm thiết trị ý. Ta đã nói với người rồi, không nên tới gần nơi này, sẽ đối người rất bất lợi. Nó một cách, ta mang tiêu tiên sinh tới thăm ngươi. Bạch lang thanh âm, khó được ôn nhu, tiêu tiên sinh, lang vương lời còn chưa dứt, trong lều vải liền vang lên nữ tử kia tiếng kinh hô. Người còn mang những người khác đến nơi đây, ta tại sao không có một điểm phát giác, Bạch lang không khỏi sướng sờ, quay đầu nhìn một chút bên người tiêu phàm một chút. Nó một cách cái này là ý gì? Tiêu phàm mỉm cười, chậm rãi đem thu liếm khí thức phóng xuất ra một điểm, nói, nó một cách cô nương, ta là bạch lang bằng hiếu, cố ý qua đến giúp đỡ các ngươi, mời không cần khẩn trương. Tiêu phàm mặc dù không thể tu luyện yêu đao tông chủ công pháp, nhưng che giấu khí thức công pháp, lại là có thể tu luyện, hiệu quả rất không tệ. A, à, trong lều vải lại là một tiếng kinh hô, lập tức lâm vào trong trầm mặc, nửa ngày không có tiếng động. Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi, ta được rất nặng bệnh, không thích hợp gặp người ngoài. Tạ ơn hảo ý của ngươi, xin tha thứ ta không thể cùng ngươi gặp mặt. Quang nghe thanh âm, liền biết nữ tử này cực kỳ dịu dàng, khó trách bạch lang như thế hảo hán tử, cũng đều vì nó khuynh đảo. Nó một cách cô nương, có bệnh không quan hệ, có thể trị hết. Tiêu phàm trầm giọng nói, thân thể nhoáng một cái, liền đến lều trại trước đó, đưa tay vén lên lều trại rèm vải cửa. Bạch lang lấy làm kinh hãi, vội vàng nhanh chân đi theo. Dạng này hành vân như nước chảy khinh thân công phu, bạch lang tung hoành giang hồ hơn 30 năm, hay là lần đầu kiến thức, cùng mười mấy năm trước tướng so, tiêu tiên sinh võ công, lại tinh tiến vào. Nho nhỏ trong lều vải, ánh đèn như đậu, một tên toàn thân áo đen nữ tử, chính nhưng đầu lại, giật mình nhìn qua xuất hiện tại cửa ra vào tiêu phàm. Mờ nhạt dưới ánh đèn, chỉ thấy nữ tử này khuôn mặt như vẽ, thanh tú mềm mại đáng yêu, hai đầu lông mày mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt u buồn, để người gặp một lần phía dưới liền kìm lòng không đặng sinh lòng thương tiếc chi ý. nó một cách người không cần phải sợ, tiêu tiên sinh là bằng hữu của ta, hắn không có ác ý. bạch lang tựa hồ sợ nữ tử áo đen bị kinh sợ, vội vàng ở một bên vội vàng giải thích, mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương chi sắc. tiêu phàm song nghi lại nhẹ nhàng nhíu lên, nữ hài tử này. Thực tế quá mộng ảo, nhìn một cái, hoàn toàn không giống như là trần tục người, phảng phất đến từ một cái thế giới khác. Chương 717, Lăng mộ cùng tế phẩm. Vượt quá Bạch Lang dự kiến, nó một cách vẫn chưa bị Tiêu Phàm hù dọa, trên mặt vẻ giật mình lóe lên liền biến mất. Mà lại, nàng đối Tiêu Phàm nhận biết, rõ ràng cùng Bạch Lang khác biệt. Đứng dậy, hướng Tiêu Phàm vén áo thi lễ, đây là một loại phi thường cổ lão lễ tiết. Nhưng nó một cách rất tự nhiên liền đi ra ngoài không có chút nào làm bộ làm tịch. Nguyên lai like, tiêu tiên sinh là tiên sư, tiểu nữ tử na nhân nó một cách, tham kiến tiên sư đại nhân. Tiên sư, nó một cách, người nói cái gì? Tiêu tiên sinh là tiên sư, tiêu phàm chưa trả lời, bạch lang trước liền choáng, đầy mắt tiểu tinh tinh loạn bốc lên. Rất hiển nhiên, hắn đã từng từ na nhân nó một cách miệng bên trong nghe nói qua cái gọi là tiên sư, vẫn luôn là xem như thần thoại tới nghe, cũng không phải đặc biệt để ý. Không nghĩ tới, na nhân nó một cách sẽ gọi thẳng tiêu phàm tiên sư đại nhân. Càng thêm vượt quá Bạch lang dự kiến chính là, tiêu phàm thế mà cũng cũng không phủ nhận cái này danh hiệu, nhếch miệng mỉm cười, nói, nó một cách tiểu thư, không cần đa lễ. Ta cùng lang vương là bằng hữu tiên sư đại nhân, không thể, là tiên sư, bột nhi thiếp đỏ kia là phàm nhân, các ngươi làm sao có thể là bằng hữu Cùng cùng chờ chút, Bạch lang bỗng nhiên vươn tay ra, liên tục lay động, gấp rút kêu lên. Tiêu tiên sinh, thật là tiên sư, nói đến tiên sư hai chữ thời điểm, Bạch lang rất chướng tay gai mắt nuốt nước miếng một cái, nói đến có phần gian nan. Thực tế cái này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm trù. Tiêu phàm cười cười, nói, lang vương, ta cũng không rõ ràng nó một cách lời nói tiên sư là dạng gì nhân vật, bất quá ta nghĩ, nhưng có thể nói là người tu chân. Nó một cách tiểu thư, người trước kia trải qua thường gặp được tiên sư sao. Nó một cách thoảng qua do dự một chút, liền là gật đầu đáp đúng thế. Tiểu nữ từ trước kia trải qua thường gặp được tiên sư đại nhân. Bất quá, kia là rất sớm sự tình trước kia, từ khi ta tại tòa kia trong mộ lớn ngủ về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua tiên sư đại nhân. Đại mộ, tiêu phàm song nghi bỗng nhiên dơ lên, cái gì đại mộ, tạp mã tổ vu lăng mộ, nó một cách lắc đầu, nói ta không biết đó là ai đại mộ, hẳn là một vị tiên sư đại nhân lăng mộ. Rất rất lớn, ta ở bên trong ngủ cực kỳ lâu ta không nghĩ lại trở về ở trong đó tối quá nói nó một cách ánh mắt trở nên mê ly lên mang theo nói không nên lời vẻ sợ hãi tiêu phàm nghĩ nghĩ nói nó một cách tiểu thư người có thể đem tình huống cặn kẽ cùng ta hảo hảo nói một chút không đúng hảo hảo nói một chút lão nhân gia ta cũng rất muốn nghe một chút không biết lúc nào tuyên minh chân quân đã đến lều trại bên ngoài cao giọng nói tiêu phàm có thể phát hiện tòa này lều vải dị thường hắn cũng giống vậy có thể phát giác cái này liền cùng đi qua a à, lại một vị tiên sư đại nhân tiểu nữ tử na nhân nó một cách tham kiến tiên sư đại nhân na nhân nó một cách lấy làm kinh hãi lập tức quy củ hướng tuyên minh chân quân chỉnh đốn trang phục lễ tuyên minh chân quân mắt sáng như đuốc tại na nhân nó một cách thân bên trên qua lại dò xét chốc lát nhẹ gật đầu nói ngươi là cổ khuyển nhung tộc nhân na nhân nó một cách vội vàng đáp hồi bẩm tiên sư đại nhân tiểu nữ tử đúng là nhung tộc nhân Tuyên Minh Trần Quân khẽ vuốt cầm, nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Còn có thể nơi này nhìn thấy cổ nhung tộc nhân. Ngươi nói một chút đi, tòa kia đại mộ là chuyện gì xảy ra? Bạch Lang nhìn Tuyên Minh Trần Quân một chút, tựa hồ đối với Tuyên Minh Trần Quân ông cụ non. Có chút bất mãn, chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ, Tuyên Minh Trần Quân cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Bạch Lang niên kỳ so hắn còn muốn lớn hơn một chút. Mà lại nơi này là Bạch Lang Sơn Thảo Nguyên, ai là chủ ai là khách cần phải phân rõ ràng mới được. Tuyên minh Trần quân loại này sống mấy trăm năm lão yêu quái, tinh mắt cỡ nào, bạch lang tâm tư, xem xét liền biết, lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nói tiểu hoa nhi, đừng không phục. Đối ngươi, lão nhân gia ta xem như khách khí, tính tình của ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Bạch lang xương cung mày thoảng qua nhắc lên, liền muốn mở miệng, na nhân nó một cách lập tức đoạt tại đằng trước, vội vã nói, bột nhi thiếp đỏ kia, không thể đối tiên sư đại nhân vô lễ tiên sư đại nhân, hắn không hiểu quy củ, mời hai vị tiên sư đại nhân nhiều hơn tha thứ. Bạch lang lập tức giở khóc giở cười, làm sao nó một cách nói lời, hắn càng ngày càng nghe không rõ rồi. Tuyên Minh Trần Quân khoát tay chặn lại, rộng lượng nói thế đạo thay đổi, người không biết không tội. Người hay là mau nói tòa kia đại mộ tình huống đi. Nếu như tại năm đó, người bình thường nào dám tại người tu chân trước mặt vô lễ như vậy. Cơ phía trên đối người tu chân thời điểm, không dám thở mạnh một cái. Đối với người bình thường đến nói, thấp nhất đẳng cấp tu tiên giả, đều là không thể cùng kháng. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải truy cứu loại chuyện này thời điểm. Nặng nhẹ, tuyên minh chân quân làm sao có thể không phân biệt được. Vâng, hai vị tiên sư đại nhân mời ngồi. Na nhân nó một cách thấy tuyên minh chân quân không truy cứu bạch lang mạo phạm, lập tức thở vào một hơi, vội vàng 12 người tiến vào lều vải an vị, sau đó bắt đầu tự nói thân thế của mình cùng tao ngộ. Như là tuyên minh chân quân suy đoán như thế, na nhân nó một cách là rất sớm trước kia cổ nhung tộc nhân, sinh hoạt tại trên thảo nguyên một cái cổ nhung tộc trong bộ lạc, là cái kia bộ lạc công chúa, bởi vì dáng dấp rất xinh đẹp, được xưng trên thảo nguyên xinh đẹp nhất đóa hoa. Bất quá na nhân nó một cách xinh đẹp kinh người, vẫn chưa cho nàng mang đến hảo vận, ngược lại cho nàng mang đến ác mộng. Nàng bị bộ lạc phụng tiên sư đại nhân, chọn chúng cống phẩm, tiến vào hiến cho khuyển vu môn cao giai tiên sư đại nhân đối với cổ nhung tộc nhân mà nói, cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là rất đáng được ăn mừng đại hỷ sự. Người bình thường có thể phụng dưỡng tiên sư đại nhân, đây chính là thiên đại phúc phân, chỉ cần tiên sư đại nhân một cao hứng, chẳng những chính nàng, khả năng toàn bộ bộ lạc đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Song lần này tiến cống, đối với na nhân nó một cách đến nói, tuyệt không phải chuyện tốt, mà là mạnh mẽ ác mộng. Nàng còn không có được đến phụng dưỡng tiên sư đại nhân, liền bị làm tế phẩm, Người sống xua đuổi tiến vào một tòa siêu cấp đại mộ, mặc nàng cùng cái khác làm tế phẩm nam nữ trẻ tuổi tại trong mộ lớn tự sinh tự diệt. Nghe đến đó, tuyên minh chân quân vuốt dâu, liên tục gật đầu, đối tiêu phàm nói, ngược lại là có chuyện như vậy, cổ khuyển nhung tộc là có dạng này tập tục, thích cầm người sống hiến tế. Tiêu phàm lông mày nhào lên, thần sắc có phần không vui. Đối bất luận cái gì lấy người sống hiến tế tập tục, tiêu phàm cũng không thể tiếp nhận. Làm một cái tại xã hội văn minh sinh sống nhiều năm người hiện đại, tiêu phàm liền xem như đạp lên lữ trình tu chân, kia tư duy cũng vẫn như cũ là hiện đại suy tư của người, cùng cổ đại chân chính tiên sư đại nhân, có chất khác nhau. Na nhân nó một cách nguyên lấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ tại trong mộ lớn chạy loạn khắp nơi, lại được một điểm cơ duyên, tại thực tế đói khó nhịn thời điểm, tìm tới vài cọng sinh trưởng tại trong huyệt mộ cây nấm, mặc kệ 3721, liền nuốt xuống. Sau đó liền lâm vào thật sâu ngủ say bên trong, sau đó, mỗi qua một đoạn thời gian na nhân nó một cách sẽ tỉnh lại một lần bất quá thanh tỉnh thời gian không dài nhiều nhất chính là một tháng một tháng trôi qua lập tức lại sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say kỳ quái là nuốt ăn trong huyệt mộ cây nấm về sau na nhân nó một cách lại cũng không cảm thấy được bụng đói mà lại tại thanh tỉnh thời điểm tinh lực coi như dồi dào thế là na nhân nó một cách tại trong huyệt mộ bốn phía thăm dò nhưng tòa kia đại mộ thực tế quá lớn mặc dù nàng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tỉnh lại một tháng, cái này chút thời gian lại còn thiếu rất nhiều nàng thăm dò đại mộ bí mật. Cũng không biết đạo kinh lịch bao nhiêu lần thăm dò, na nhân nó một cách thông qua một lần cực vô tình, tìm được một đầu thông hướng đại mộ bên ngoài thông đạo. Thông đạo, cái dạng gì thông đạo? Tuyên minh chân quân lập tức nhìn chằm chằm hỏi một câu, ánh mắt sáng ngời. Không thể nghi ngờ, hắn cũng biết, đây mới thực sự là trọng điểm. Dưới nước, hồ phía dưới. Na nhân nó một cách lấy cực kỳ mộng ảo ngữ khi nói, rất không nhất định. Căn cứ sự miêu tả của nàng, kia cái lối đi là tại dưới nước, nàng từ trong thông đạo ra, chính là hồ dưới đáy, cần đi qua bơi, mới có thể đến tới mặt đất. May mắn thế nào, một lần kia hồ liền xuất hiện tại Bạch Lang Sơn Thảo Nguyên cách đó không xa, na nhân nó một cách từ đáy nước ra, nhìn thấy Bạch Lang. Bạch Lang gặp một lần phía dưới, lập tức kinh thiên người. Có lẽ là ra vì loại nào đó duyên phân, Na nhân nó một cách vậy mà cũng đối Bạch Lang vừa thấy đã yêu, hai tên cách xa nhau vô số thời không nam nữ, liền quỷ dị như vậy vô cùng rơi vào bể tình bên trong. Gia Cát Ánh Huy trộm đi cái ngọc bội kia, chính là na nhân nó một cách giao cho Bạch Lang tín vật đính ước, cũng là một tháng sau, na nhân nó một cách bỗng nhiên mất tích, chỗ còn sót lại duy nhất vật kỷ niệm. Khó trách Bạch Lang không tiếc trần trọng nghìn dặm, cũng nhất định phải truy sát Gia Cát Ánh Huy. Cái gì lại đột nhiên mất tích đâu? Tiêu phàm có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Không biết, na nhân nó một cách tú mỹ nhíu chặt, khe khẽ lắc đầu. Nàng biết mình mỗi lần tỉnh lại thời gian không dài, nhất nhiều sau một tháng, liền sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng hai lần tỉnh dậy khe hở đến cùng bao dài, nàng lại không rõ ràng. Bởi vì nàng căn bản không hề tính toán thời gian công cụ. Bất quá bây giờ, nàng rốt cuộc biết mình mỗi lần ngủ say thời gian dài bao nhiêu. 20 năm, Bạch Lang đau khổ cùng nàng 20 năm, trước đó vài ngày, nàng mới lần nữa quỷ dị vạn phần xuất hiện tại Bạch Lang Sơn Thảo Nguyên Đông Bắc phương hướng hơn 200 km địa phương, bị dân chăn nuôi phát hiện, đưa nàng đưa đến Bạch Lang bên người. Nhưng lần nữa hiện thân na nhân nó một cách, cùng lần trước có chỗ khác biệt, lên biến hóa rất lớn. Trên người nàng tựa hồ mang theo một loại nào đó virus, đồng thời phi thường chí mạng, cái thứ nhất tiếp xúc nàng đồng thời đưa nàng chuyên hộ tống đến Bạch Lang bên người dân chăn nuôi ngày kế tiếp liền bạo bệnh bỏ mình. Bất quá loại virus này, tựa hồ đối với Bạch Lang không hiệu quả gì, Bạch Lang có thể tiếp tục tiếp cận nàng. Nhưng thận trọng lý do, Bạch Lang đưa nàng chuyên môn an trí tại căn này đơn độc lều nhỏ bên trong, cùng cái khác lều vải xa xa ngăn cách, để phòng tạo thành càng nhiều lây nhiễm cùng thương vong. Người lần trước làm sao trở lại trong mộ lớn đi, tuyên minh chân quân đối cái khác đều không hứng thú, gấp nhìn chằm chằm điểm trọng yếu nhất. Na nhân nó một cách nói đến rất rõ ràng, lần trước nàng cùng Bạch Lang vừa thấy đã yêu, cùng một chỗ sinh sống một tháng, sau đó, nàng lại trở lại trong mộ lớn ngủ say đi nàng có thể trở về, như vậy đi theo nàng, những người khác hẳn là cũng có thể tiến vào trong mộ lớn. Cái này tiến vào đại mộ phương pháp, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. chương 718, âm linh nấm. Na nhân nó một cách song mi nhào lên, có chút không xác định nói, tiên sư đại nhân, ta không rõ ràng lắm ta làm sao trở lại đại mộ đi. Giống như, vừa đến nên thời gian ngủ, ta liền sẽ tự mình trở lại hồ bên cạnh, lại trở lại đại mộ. Tuyên minh chân quân cùng tiêu phàm liếc nhau một cái, na nhân nó một cách nói tình huống này, có điểm giống là mộng du lịch. Nàng tại trong mộ lớn ăn vài cọng không biết tên cây nấm, lúc này mới có được một mực ngủ say, trường sinh bất tử thể chất đặc thù, vừa đến nên lúc ngủ, liền tự nhiên mà vậy nhận đại mộ triệu hoán, trở lại trong huyệt mộ đi rất là hợp lý. Nó một cách tiểu thư, ta cho người tay cầm mạch. Tiêu phàm chậm rãi nói, tuyên minh chân quân có chút kinh ngạc, hỏi tiêu tiểu hiếu, người hay là cái lang chung. Hơi thông kỳ hoàng chi thuật mà thôi, tuyên minh Trần quân cười một tiếng, nói, ha ha, cái này cũng không cần khiêm tốn. Người người này đâu, hoặc là liền không học y, một khi học, khẳng định không phải hơi thông đơn giản như vậy. Các ngươi loại này tính nết người, không có bỏ dở nửa chừng thói quen tiền bối quá khen, quá khen không quá khen, chúng ta không nói trước, có chuyện người khả năng không rõ ràng. trước kia tu chân giới, lang trung thế nhưng là rất được người tôn trọng nghề nghiệp, bởi vì có rất ít người nguyện ý tốn hao bó lớn thời gian đi nghiên cứu y thuật, chỉ là cho người khác xem bệnh. tiêu phàm nhẹ nhàng đem ngón tay khoác lên na nhân nó một cách trên cổ tay, hỏi tiền bối, tu chân chi sĩ cũng sẽ sinh bệnh a? À? kia là tự nhiên, người tu chân thân thể cường tráng, mặc dù sẽ không phải phàm nhân bệnh lại không có nghĩa là bọn hắn sẽ không phải nó bệnh của hắn tỷ như nói lầm phục đan dược luyện công tẩu hỏa nhập ma bản thân bị trọng thương cùng các loại đều là tu sĩ bệnh còn có không ít người muốn cải thiện thể chất của mình cũng cần hướng lang trung xin giúp đỡ cho nên tu chân giới lang trung cố nhiên số không nhiều lại phi thường bị người kính trọng chỉ cần không phải người quá kém nhân duyên đều rất không tệ một chút đặc biệt có tên thần y Thậm chí có thể cùng cao một cái đại cảnh giới tu sĩ Bình khởi bình tọa Tuyên minh chân quân vuốt sâu nói Thế nhưng là tiền bối cũng nói Có rất ít người nguyện ý tốn hao bó lớn thời gian đi nghiên cứu y thuật Bất kể nói thế nào Người tu chân hay là lấy thăng cảnh giới Gia tăng tự thân thọ nguyên mục tiêu chủ yếu Nghiên cứu y thuật chậm chế quá nhiều thời gian tu luyện Cho nên ảnh hưởng cảnh giới thăng Vậy liền được không bù mất Tuyên minh chân quân gật gật đầu Nói lời tuy như thế bất quá một khi thành tu chân giới danh y, chỗ tốt cũng vẫn là không ít. Riêng là xuất thủ một lần thù lao, liền không thể coi thường. Nếu là có thể đổi lấy một chút hiếm thấy linh dược hoặc là uy lực pháp bảo cường đại, cũng là rất không tệ. Mà lại tu sĩ bình thường, ai đều sẽ không tùy ý đắc tội lang chung, ngược lại sẽ cực lực cùng lang chung giao hảo. Dù sao ai cũng không thể cam đoan mình tuyệt đối không bị thương, luyện công tuyệt đối không xảy ra sự cố. Nếu như tiểu hữu đã tinh thông y thuật, kia liền đừng từ bỏ, có lẽ tương lai có thể có tác dụng lớn cũng cũng chưa biết. Tiêu phàm cười cười, nói, danh y là không dám nhận, bất quá đã học y thuật. Ngược lại cũng không đến nỗi vứt bỏ. Nam cực y kinh cùng nam cực dược điển khắc sâu vào trong đầu của hắn, mặc dù rất nhiều phương thuốc đều vẫn chỉ là ăn tươi nuốt sống, còn chờ tiến một bước tiêu hóa cùng nghiên cứu. Dung hội quán thông, vẹn vẹn chỉ bằng suy nghĩ dưới đã nắm giữ những này kỳ hoàng chi thuật tiêu phàm đều đã tính được là một cùng một danh y lập tức tiêu phàm ngưng thần cho na nhân nó một cách bắt mạch sau một lát liền khẽ vuốt cằm bạch lang khẩn cấp hỏi tiêu tiên sinh nó một cách tình huống thế nào nàng nàng sau một tháng sẽ còn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say a à. nói nhẹ nhàng phủ một chút mình thái dương mặt mũi tràn đầy lo được lo mất thần sắc vị này uy chấn nghìn dặm thảo nguyên lớn kiêu hùng cũng đã không còn trẻ nữa thái dương có nhẹ nhẹ tóc trắng cái kia có thể lại đợi thêm 20 năm. Mà lại, coi như lại cùng 20 năm, cũng chỉ có thể cùng tới một tháng đoàn tụ. Loại này bất đắc dĩ, thật là làm anh hùng khí đoạn Tiêu phàm trầm ngâm nói, Lang Vương, nó một cách tiểu thư tình huống, mặc dù chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng cũng không tính quá tệ. Nàng hiện tại nhiễm trong mộ lớn một loại oán khí, loại này oán khí, người bình thường là không chịu đựng nổi cho nên cái kia trước hết nhất cùng nó một cách tiểu thư tiếp xúc dân chăn nuôi, bất hạnh mất mạng. Thân thể người cường tráng, tu luyện lại là trí dương trí cương công phu nội gia, cái này oán khí đối ngươi sẽ không tạo thành tổn thương gì, muốn loại trừ rơi cũng không khó. Đây chỉ là tiêm giới chi tật thôi, không đủ lo. Bạch lang không quá vui, luôn miệng nói, hảo hảo, vậy liền mời tiêu tiên sinh xuất thủ giải cứu, bạch lang vô cùng cảm kích. Tiêu phàm mỉm cười, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết bỗng nhiên bắn ra, đánh tiến vào na nhân nó một cách thể nội. Na nhân nó một cách toàn thân chấn động, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc thống khổ, lập tức một cỗ hắc vụ từ trên người nàng bay lên, tại na nhân nó một cách đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái đầu lâu lớn nhỏ mặt quỷ, có chút kinh hoàng nhìn tiêu phàm một chút, hét lên một tiếng, một cái xoay quanh, liền hướng lều vải bên ngoài kích xạ mà đi. Loại này oán khí là nó một cách lần trước trở lại mộ huyệt về sau không cẩn thận nhiễm phải, bị hạo nhiên chính khí ép một cái, tự nhiên lại cũng khó có thể tại nó một cách thể nội tiếp tục chờ đợi, liền là hóa thành mặt quỷ ý đồ đào tẩu. Tiêu phàm nhẹ nhàng hư một tiếng, ngón trò tay phải lại bắn ra, một đạo màu bạc trắng tinh xảo hồ quang điện bắn ra, chính giữa mặt quỷ, xì 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 tiếng vang bên trong, mặt quỷ hóa một sợi khói xanh, tiêu tán tại không trung. Nhìn xem đây hết thảy, bạch lang lập tức trợn mắt hốc mồm. Hắn có thể tiếp nhận tiêu phàm thần công cái thế, nhưng trong ngón tay bắn ra lôi điện, thực tế quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, quá quỷ dị. Ngược lại là nó một cách không chút nào lấy ý, mừng dỡ hướng tiêu phàm lần nữa chỉnh đốn trang phục lễ, ôn nhu nói, đa tạ tiên sư đại nhân cứu ta. Trước mắt nó một cách, mặc dù hay là vừa rồi dáng vẻ, không có chút nào cải biến, nhưng trên người nàng kia cô âm u tĩnh mịch quỷ khí, lại đã biến mất không thấy gì nữa, như là đột nhiên từ trong ảo cảnh đi tới thế giới hiện thực, trở nên có máu có thịt. Tiêu phàm lại không có cái gì ý mừng rỡ, khe khẽ lắc đầu, nói, loại trừ oán khí, chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng nó một cách tiểu thư thể nội âm linh nấm chi độc, liền muốn hơi phiền toái một chút. Âm linh nấm, xin hỏi tiên sư đại nhân, chính là ta từng tại trong mộ lớn nếm qua kia mấy quả cây nấm A. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói, vâng, loại này âm linh nấm cũng coi là khó gặp linh dược, chỉ có tại đã ngoài ngàn năm trong huyệt mộ mới có thể ngẫu nhiên mọc ra. Người bình thường ăn nhầm về sau, liền sẽ là ngươi loại tình huống này, sẽ thời gian dài lâm vào trong mê ngủ. Mỗi cách một đoạn thời gian liền thức tỉnh một lần, bất quá mê man thời gian dài ngắn, tùy từng người mà khác nhau, cũng không nhất định chính là 20 năm, có thể là 10 năm, cũng có thể là là 30 năm. Loại này âm linh nấm kỳ thật cũng không thể kéo dài ngươi thọ nguyên, chỉ là để ngươi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Rất nhiều năm về sau, chờ ngươi thọ nguyên hao hết, đồng dạng sẽ giải yếu mà chết. Na nhân nó một cách tình hình dưới mắt chính là như vậy, mỗi qua 20 năm, liền thức tỉnh một tháng. Cũng liền nói, mỗi qua 240 năm, na nhân nó một cách sẽ già bên trên một tuổi. 2.400 năm trôi qua, nàng sẽ già bên trên 10 tuổi. 10.000 năm về sau, nàng cũng liền thành một tên gần đất xa trời lão thái thái. Đương nhiên, trước là tòa kia đại mộ có thể an an ổn ổn một mực đợi tại dưới nước, vĩnh viễn không bị những người khác phát hiện, na nhân nó một cách cũng không gặp nó hắn bất ngờ. Nếu không, đồng dạng sẽ mất mạng chỉ là dạng này 10.000 năm nhân sinh, không khỏi quá khủng bố chút. Dựa theo Nam Cực Dược Biển ghi chép, âm linh nấm là trị liệu điên chứng thuốc hay. Một chút tu luyện lớn uy lực công pháp tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo, tính công kích 10 phần, cùng loại người bình thường bên trong người điên vì võ, địch ta không phân, đụng phải ai liền đối với người nào xuất thủ. Lấy âm linh nấm chủ dược, lại phối chế cái khác mấy thứ linh dược, trị liệu loại này tẩu hỏa nhập ma, cực kỳ đối chứng, thường thường có thể thuốc đến bệnh trừ. Giống nó một cách loại này ăn nhầm âm linh nấm tình huống, có thể coi là là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Tiêu tiên sinh, xin, xin ngươi nhất định phải mau cứu nó một cách. Cầu, bạch lang hai tay ôm quyền, hướng về tiêu phàm vái trào tới đất, thanh âm cũng không khỏi run rẩy lên. Chỉ cần nghĩ đến đây 20 năm nỗi khổ tương tư, bạch lang liền không rét mà run, dù coi như là hắn dạng này kiên nghị vô so kẻ kiên cường, cũng tuyệt đối không nguyện ý lại trải qua một lần dạng này vô cùng vô tận thống khổ tra tấn. Tiêu phàm đã sáng tỏ nó một cách nguyên nhân bệnh, vậy liền nhất định có biện pháp triệt để giải cứu nó một cách. Đối tiêu phàm lính, Bạch Lang sớm đã 10 điểm kính phục. Tiêu phàm cười cười, nói, Lang Vương yên tâm, nó một cách bệnh của tiểu thư, ta sẽ cho nàng chữa khỏi, để các người hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tại cửa sắt thành phố, hắn đã từng ở trước mặt hứa hẹn qua, chỉ cần Bạch Lang không truy cứu ra cắt ánh huy, Hắn liền sẽ bạch lang giúp một lần bận bịu, xem như còn bạch lang một cái nhân tình. Bây giờ bạch lang chính miệng muốn nhờ, ân tình này tự nhiên nhất định phải trả. Vậy quá tốt, tạ tạ Tiêu tiên sinh. Bạch lang lập tức vui mừng quá đỗi, kim lòng không đặng cầm na nhân nó một cách tay nhỏ bé lạnh như băng, mặt mũi tràn đầy vừa mừng vừa sợ lại là yêu thương hơn người thần sắc. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói: "Lang vương, có chuyện ta nhất định phải nói rõ trước đây." Hai ngày này ta sẽ lưu tại nơi này cho nó một cách tiểu thư phối chế âm linh nấm giải dược. nhưng những này giải dược không thể lập tức cho nó một cách tiểu thư phục dụng. a, à, đây là cái gì? bạch lang không lớn không hiểu. tiêu phàm chậm rãi nói, là như vậy. chúng ta hôm nay tới đây mạc bắc kỳ thật liền là muốn tìm kiếm nó một cách tiểu thư nói tòa kia đại mộ. đã nó một cách tiểu thư sẽ tại sau một tháng nhận đại mộ triệu hoán trở về, đó chính là chúng ta tìm tới đại mộ thời cơ tốt nhất ta lo lắng cho nó một cách tiểu thư ăn vào giải dược về sau, nàng liền không cảm ứng được đại mộ triệu hoán. Cho nên điểm này, mời lang vương nhất định phải lý giải. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta một tìm tới đại mộ, ta liền sẽ thanh giải dược giao cho các ngươi, ngươi cùng nó một cách tiểu thư không cần cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào trong mộ địa đi. Bạch lang sắc mặt biến đổi một chút, cẩn thận mà hỏi thăm, tiêu tiên sinh, dạng này có thể hay không đối nó một cách tạo thành tổn thương gì? Sẽ không. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cần đối nó một cách không có chỗ hại, vậy ta liền không có ý kiến. Bạch lang nhất thời thở vào một hơi, cao hứng nói, mặt mũi tràn đầy vui mừng chi ý. chương 719, yêu đao tông chủ. Hơn 20 ngày nhoáng một cái liền qua, dù là tiêu phàm bọn người tính được kiến thức rộng rãi, thật nhìn thấy trước mắt một mảnh uông dương thời điểm, vẫn nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Bạch lang sơn phủ cận địa hình, cái này hai mươi mấy ngày đến, bọn hắn thế nhưng là quá quen thuộc phạm vi ngàn dặm bên trong đều đều là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên ở trên trời thời điểm nhất là thấy rõ ràng trên đại thảo nguyên ngẫu nhiên có nhô ra sườn núi nhỏ nhưng tuyệt không có hồ nước chớ đừng nói chi là khổng lồ như vậy hồ nước không thể nhìn thấy phần cuối cách bạch lang ổ sói tử vẻn vẹn chỉ có cách xa mấy chục dặm cái này cái cửa hồ nước lớn tựa như là trong vòng một đêm từ lòng đất xuất hiện đây chính là biết di động hồ. Tiêu phàm quay đầu hỏi bên người bạch lang, ánh mắt ở bên cạnh hắn nữ tử áo đen na nhân nó một cách trên mặt đảo qua. Chỉ thấy lúc này na nhân nó một cách, hai mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc, rất rõ ràng tiến vào mộng du trạng thái. Mọi người chính là tại nó một cách dẫn đạo dưới, mới ngay lập tức đuổi tới cái hồ này bên cạnh đi lên. Bạch lang cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói biết di động hồ. Ta trước kia cũng nghe lão bối người nói qua, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này hồ làm sao tới cái này nếu là lại hướng tây mấy chục bên trong không liền đem chúng ta toàn chìm rồi sao bên cạnh hắn na nhân nó một cách bỗng nhiên không rên một tiếng cất bước liền hướng trong hồ đi đến hai mắt thẳng tắp nhìn hướng về phía trước bạch lang giật nảy cả mình vội vàng vừa nhấc cánh tay giữ chặt nó một cách tay ai ngờ thường ngày ôn nhu kiều uyển đối bạch lang ngoan ngoãn phục tùng na nhân nó một cách lại bỗng nhiên thoáng dãy ruộng khí lực lớn đến lạ thường bạch lang vội vàng không kịp chuẩn bị vậy mà thoáng cái liền bị nàng tránh thoát tiếp tục hướng về uông dương trong hồ lớn đi đến tiêu phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng khoát tay một đạo pháp quyết bắn ra na nhân nó một cách toàn thân chấn động lập tức liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích bất quá trên cổ nháy mắt gân xanh nổi lên tựa hồ ngay tại dốc hết toàn lực muốn tránh thoát ngũ hành cấm chế chi lực trói buộc lang vương đã đến nơi này người đem viên thuốc này cho nó một cách phục đi. Còn lại sự tình, chính chúng ta đến giải quyết. Tiêu phàm nói, cổ tay khẽ đảo, đem một cái màu trắng bình ngọc nhỏ đưa cho bạch lang. Trong bình ngọc, chính là hắn chuyên môn vì na nhân nó một cách luyện chế giải dược. Bạch lang vội vàng tiếp tới. Tuyên minh Trần quân sau nghi có chút nhân lại, nói tiêu tiểu hữu Ta nhìn hay là chờ thêm chút nữa đi, để nó một cách xuống đến trong nước đi, tìm tới kia lăng mộ lối vào lại nói đã nàng đã từng từ bên trong ra qua cũng trở về qua đối với nàng mà nói hẳn là không có cái gì chỗ hại tiêu phàm cười cười nói tiền bối không sao tả hữu cái này cũng không phải chân chính biển cả diện tích sẽ không quá lớn đã đến nơi này tổng là có thể tìm được cửa vào nhìn qua bộ dáng 10 điểm chắc chắn tuyên minh chân quân có chút nửa tin nửa ngờ nhìn qua hắn một chút cũng liền không lại nói cái gì mặc dù hắn đã từng là nguyên anh tu sĩ cảnh giới so tiêu phàm muốn cao hơn nhiều. Nhưng trước mắt mà nói, tiêu phàm mới là bọn hắn đoàn người này bên trong tu vi cao nhất. Mà lại Bạch lang cũng là tiêu phàm bằng hiếu, đã như vậy, chuyến này tự nhiên là lấy tiêu phàm làm chủ. Tuyên minh Trần Quân cũng biết tiêu phàm tính cách, không có tám thành trở lên nắm chắc, hắn sẽ không nói phải chắc chắn như thế. Tiêu phàm xác thực tương đối có nắm chắc, vừa mới vừa đến bên hồ, trong cơ thể hắn càn khôn đỉnh cũng đã cảm ứng được không gian ba động cái này khiến tiêu phàm trong đầu có chút bồn chồn không phải nói có thể là tạp mã tổ vu lăng mộ sao làm sao lại có kịch liệt như vậy không gian ba động xuất hiện chẳng lẽ nơi này không phải cái gì tổ vu lăng mộ ngược lại là một chỗ sụp đổ không gian thông đạo di trì bất quá na nhân nó một cách không chút nào do dự liền lĩnh lấy bọn hắn đi tới chỗ này bên hồ chắc hẳn cũng là có nguyên nhân có lẽ tạp mã tổ vu lăng mộ bản thân liền bổ sung lấy không gian cấm chế như thế rất có thể Na nhân nó một cách đã từng nói, lăng mộ rất rất lớn, qua nhiều năm như vậy, nàng ở bên trong tìm kiếm qua vô số lần, ngay cả một cái góc đều chưa từng lục soát xong. Nhưng tuyên minh chân quân đối này lại có khác cái nhìn, na nhân nó một cách chỉ là một tên phàm nhân nữ tử, nếu như nàng vị trí lăng mộ thật là tạp mã tổ vu năm đó tỏa hóa chỗ, cấm chế trong đó pháp trận, không biết có bao nhiêu. Na nhân nó một cách lại có thể nào xông qua những cấm chế kia khả năng mãi mãi cũng là tại một cái góc vắng vẻ bên trong đảo quanh ở trong mắt nàng tự nhiên là cảm thấy lăng mộ lớn đến lạ thường bất kể nói thế nào càn khôn đỉnh có dạng này minh bạch cảm ứng muốn tìm tới chỗ kia lăng mộ cũng sẽ không quá khó lại là không cần thiết lại để cho na nhân nó một cách đi mạo hiểm bạch lang đã không kịp chờ đợi đem đan dược cho na nhân nó một cách ăn vào sau một lát na nhân nó một cách ánh mắt liền bắt đầu trở nên trong suốt trên mặt vẻ mờ mịt cũng dần dần tiêu tán phảng phất đại mộng mới tỉnh, nhìn trước mắt vuông dương cự thấm, lập tức thét lên một tiếng, nhào vào bạch lang trong ngực, nhẹ nhàng run rẩy lên, lộ ra vô cùng sợ hãi. Bạch lang vội vàng vuốt sống lưng của nàng, không ngừng thấp giọng an ủi. Lang vương, chuyện kế tiếp, sẽ tương đối nguy hiểm, người hay là mang theo nó một cách tiểu thư về trước bạch lang sơn đi. Tiêu phàm quan tâm nói, đồng thời ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Xa xa chân trời, một đạo cầu vồng chính phi tốc hướng bên này phóng tới. Mặc dù bởi vì cách xa nhau quá xa, thần niệm chi lực tạm thời không cách nào cảm ứng, nhưng tại thiên nhãn thần thông phía dưới, đã rất rõ ràng nhìn thấy, đó là một tu sĩ tại không chút kiêng kỵ thi triển phi độn chi thuật. Theo thời gian chuyển rời, một chút phong ấn của tu dần dần xuất thế, loại tình hình này sau này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, trung thổ thế giới, sắp sửa biến trở về chân chính tu chân thế giới. Bạch lang giật mình, nói tiêu tiên sinh, nếu có nguy hiểm lời nói, ta không thể đi đây chính là bạch lang tư duy theo quán tính, ngươi là bằng hữu của ta, ngươi gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể chạy trước rơi. Ngươi đây là đánh mặt ta đâu, cơ khinh sa mỉm cười, thấp giọng nói, lang vương, chúng ta đều biết ngươi là giảng nghĩa khí người. Bất quá nó một cách tiểu thư quá hư nhược, người trước đưa nàng về lại nói. Cái này ngay miệng, cũng không tốt cho bạch lang giải thích người tu chân cùng người bình thường khác nhau. Bên này còn không có giải nói rõ, trói mắt màu đen độn quang, đã đến mọi người trên không, bỗng nhiên đậu ở chỗ đó, giữa không chung, hắc vụ cuồn cuộn, tà khí bức người. Tất cả mọi người có chút biến sắc, tuyên minh chân quân lạnh hừ một tiếng, nói đến là vị đạo hữu nào. Có thể hiện thân, như thế lén lén lút lút, tính chuyện gì xảy ra. Cũng không trách tuyên minh chân quân không vui, lấy hắn nguyên anh kỳ tu sĩ thần niệm chi lực, quét qua quá khứ, lại bị tầng kia lăn lộn hắc vụ không khách khí chút nào hấp thu hết. Đã không có bắn ngược mà quay về, cũng không có đẩy ra, thật giống như một quyền đánh trúng một đoàn bọt biển, vô chỗ gắng sức chỗ. Loại tình hình này, liền xem như tuyên minh chân quân cũng đụng phải phải không nhiều. Bất quá có một chút lại là có thể khẳng định, đó chính là người tới thần niệm mạnh, tuyệt không kém hắn. Nói cách khác, người này chân thực cảnh giới, tối thiểu cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ không rõ ràng mắt xuống đến cùng khôi phục lại gì cùng tạo nghệ. Tiêu phàm trong mắt lục mang lấp lóe vận khởi thiên nhãn thần thông, trực tiếp xuyên thấu qua hắc phụ nhìn thấy một cái loáng thoáng bóng người sắc mặt không khỏi hơi đổi hắc phụ bên trong người này tựa hồ cùng sarutobi y xương là đồng dạng cách ăn mặc đông đảo võ sĩ bộ dáng bên hông cắm một dài một ngắn hai thanh đao về phần tướng mạo như thế nào lại là thấy không rõ lắm nhưng tiêu phàm có thể khẳng định người này tu vi chỉ ở sarutobi y xương phía trên tuyệt không tại sarutobi y xương phía dưới ha ha tuyên minh đạo hữu biệt lai like vô dạng a không nghĩ tới ngàn năm về sau, còn có thể gặp lại đạo hiếu, thật sự là không thắng niềm vui. Chốc lát, trong hắc vụ truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Tuyên minh chân quân lấy làm kinh hãi, đối phương thế mà một ngụm liền gọi ra hắn mượn xác hoàn hồn sau thân phận mình nhưng vẫn là đối nó hoàn toàn không biết gì, cái này nhưng rơi hạ phong. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói cắt xuống đến cùng là ai? Nếu là lão bằng hiếu, cần gì phải giấu đầu lộ diện? Chẳng lẽ là xem thường tại hạ A? Không dám, Mao Sơn tuyên minh chân quân uy chấn một phương, ai dám xem thường đạo hiếu. Chỉ bất quá đạo hiếu hiểu lầm, tại hạ đây chính là diện mục thật sự, cũng không có tận lực giấu giếm cái gì. Hắc vụ bên trong người lại là cười nhạt một tiếng, mang theo một tia trào phúng chi ý. Nhìn qua, tuyên minh đạo hiếu tình hình không phải quá tốt, hẳn là thi triển đoạt xá chi pháp. Làm sao đã nhiều năm như vậy, đạo hiếu tu vi mới đưa đem bước vào trong kim đan kỳ cảnh giới, muốn khôi phục nguyên anh kỳ tu vi, xem ra thật đúng là xa xa khó vời tuyên minh chân quân không khỏi giận dữ cổ tay khẽ đảo vàng óng ánh roi lôi điện nổi lên trong mắt sắc mặt giận dữ ẩn hiện hung hăng tiếp cận kia một đoàn không ngừng lăn lộn hắc phụ tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ hắc phụ bên trong tu sĩ khẽ cười một tiếng không thèm để ý chút nào ánh mắt chuyển tới tiêu phàm trên mặt từ tốn nói vị đạo hữu này rất trẻ trung a chẳng lẽ không phải năm đó cùng một chỗ lưu lại cái đám kia lão gia hỏa hoặc là người cũng là đoạt xá trùng sinh, xin thứ cho tại hạ mắt phụng về, nhận không ra. Bất quá, đạo hữu khí thức trên thân, ta ngược lại là rất quen thuộc. Mười năm trước, tiểu đồ Sarutobi y xương viễn phó hoa hạ làm việc, lại như vậy mất tích, không còn có trở về. Chẳng lẽ việc này cùng đạo hữu có quan hệ a? À? Nói đến đây, thanh âm đã kinh biến đến mức lạnh như băng, cho dù cách một tầng thật dày hắc vụ, tiêu phàm cũng có thể cảm nhận được hắc vụ bên trong tu sĩ thân bên trên phát ra kia cỗ sát khí. Hattori giới xử trí, ngươi là Hattori đạo hiếu. Không đợi tiêu phàm mở miệng, tuyên minh chân quân lên tiếng kinh hô. Cái này toàn thân hắc vụ quấn ra hỏa, vậy mà là đông đảo yêu đao tông tông chủ Hattori giới xử trí, Sarutobi y sương sư phụ. Hắc vụ bên trong người nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tuyên minh đạo hữu rốt cuộc nhận ra ta đến. Ta còn tưởng rằng ngàn năm không gặp, đạo hữu không nhận ra lão bằng hữu nữa nha. Tuyên minh chân quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hư lạnh một tiếng, nói, không dám nhận, tại hạ cũng không dám có người dạng này hảo bằng hiếu. Hattori giới xử trí cười nói, xem ra tuyên minh đạo hữu đối với chúng ta yêu đao tông hay là có rất sâu hiểu lầm. Mặc dù nói, quý phái thuộc về liên minh chính đạo, nhưng cùng chúng ta yêu đao tông cũng chưa từng có quá nhiều xung đột, linh cảm tông mới là các người phái Mao sơn tử địch. Về phần tại hạ, càng thích cùng vô cực môn đạo hữu nhóm liên hệ. Điểm này, chắc hẳn tuyên minh đạo hữu cũng là biết đến tuyên minh chân quân lại là một tiếng nhẹ hư, lại cũng không tiếp tục phản bác Hattori giới xử trí, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tựa hồ đối với vị này yêu đao tông tông chủ có chút kiêng kỵ. chương 720, yêu tà cố nhân. Tiêu tiểu hữu người muốn coi chừng, người này đối các ngươi vô cực môn phi thường phản cảm. Năm đó, hắn nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nghe nói đã từng cùng Thái Hưng chân nhân giao thủ qua, bị Thái Hưng chân nhân đánh phải trọng thương mà chạy hiện tại hẳn là còn không có khôi phục lại nguyên anh kỳ tu vi, bất quá cũng vẫn là phải đặc biệt coi chừng. Tiêu phàm bên tai, lập tức vang lên tuyên minh chân quân cảnh cáo thanh âm. Vãn bối hiểu được, kỳ thật khỏi phải tuyên minh chân quân nhắc nhở, tiêu phàm sớm đã đối hắc vụ bên trong người đề cao 12 phân cảnh giác chi tình. Bất kể nói thế nào, Sarutobi y xương đúng là chết ở trong tay của hắn. Hattori giới xử trí là Sarutobi y xương sư phụ, nếu là biết sarutobi y sương vẫn lạc chân tướng lẫn nhau ở giữa chỉ sợ cũng hoàn toàn không có chung sống hòa bình khả năng dù là như thế nghe nói hattori giới xử trí năm đó đã từng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiêu phàm hay là kinh hãi mặc dù hắn cho tới nay chưa từng cùng nguyên anh tu sĩ giao thủ qua nhưng từ tuyên minh chân quân nơi đó có thể thực học đến không ít thứ dù coi như tiêu phàm tu luyện thiên phú lại cao cũng không thể không thừa nhận tranh lệch một cái đại cảnh giới nguyên anh tu sĩ trong tu luyện lĩnh ngộ được đồ vật, hoàn toàn không phải kim đan kỳ tu sĩ có thể tưởng tượng cảnh giới. Tu luyện đã là như thế, đối chiến thời điểm, nguyên anh tu sĩ cảnh giới cùng thủ đoạn, khẳng định càng thêm lợi hại. Vị đạo hữu này, người còn chưa từng trả lời vấn đề của ta đâu. Hattori giới xử trí cùng tuyên minh chân quân trò chuyện vài câu, ánh mắt lại gấp nhìn chăm chú ở tiêu phàm trên mặt. Không có ý tứ, chỉ sợ làm Hattori tông chủ thất vọng, tại hạ tiêu phàm, vô cực môn đương đại truyền nhân, cũng không phải là vì tiền bối nào chuyển thế chi thân. Tiêu phàm hướng về hắc vụ hơi vừa chắp tay, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Vô luận như thế nào, dưới mắt Hattori dưới xử trí cũng còn chưa hồi phục đến nguyên anh kỳ tu vi, chỉ cần không có tranh lệch một cái đại cảnh giới. Như vậy coi như đánh không lại, toàn thân trở ra cơ hội vẫn phải có. Này người đã minh bạch biểu thị đối vô cực môn phản cảm, tiêu phàm đối với hắn cũng liền không có quá khách khí. Vô Cực môn, nguyên vốn đã dần dần bình tĩnh hắc phục, bỗng nhiên một trận bốc lên. Đạo Hữu quả nhiên là vô cực truyền nhân, này khí tức cũng không tệ. Bất quá, ta nếu là không có nhìn lầm, Đạo Hữu niên kỳ quá nhỏ, số tuổi thật sự bất quá chừng 40 tuổi, tuổi tác như vậy, liền tu luyện tới trong Kim Đan kỳ cảnh giới, mà lại đã tiếp cận trong Kim Đan kỳ đỉnh phong. Vô Cực môn năm đó mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng Đạo Hữu thiên phú chi tốt, cũng không tránh khỏi quá ngoài dự liệu. Cứ việc cách một tầng hắc phụ tiêu phàm cũng có thể cảm giác được Hattori dưới xử trí ánh mắt, trên người mình trên dưới dò xét không ngừng. Chật chật, mấy cái này cô nương, càng là một cái so một cái tuổi trẻ, thế mà cũng đều có không tầm thường tu vi. Tiêu đạo hiếu, những cô nương này đều là vô cực đệ tử A. À? Hoặc là, là tiêu đạo hiếu nội quyến. Chốc lát, Hattori giới xử trí ánh mắt lại rơi xuống tân lâm đám người trên thân. Không khỏi chật chật tán thưởng, tân lâm bọn người, đều là chúc cơ kỳ tu vi, mặc dù ra trần dương bên ngoài, nó số dư nữ đều đã đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nhưng ở Hattori giới xử trí loại này nguyên anh lão quái trong mắt. Tự nhiên khinh thường nhấc lên, Hattori giới xử trí chỉ là kinh ngạc cho các nàng tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới dạng này cảnh giới. Một cái tiêu phàm, chừng 40 tuổi liền đột phá đến trong kim đan kỳ, đã đầy đủ khiến người kinh ngạc, hiện ở bên cạnh hắn đi theo mấy nữ hài, đồng dạng trẻ tuổi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu cũng đều có cơ hội nếm thử ngưng kết kim đan. Một môn phái bên trong, đồng thời xuất hiện nhiều như vậy thiên tài người tu luyện, dù là Hattori giới sử trí kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hattori giới sử trí đương nhiên không biết, mấy cái này nữ hài, trừ đàm hiên trần dương mẫu nữ bên ngoài, mấy vị khác, căn bản liền không thể xem như vô cực truyền nhân, chỉ có thể coi là tiêu chân nhân nội quyến. Đều đều là các từ trong truyền thừa, tài năng xuất chúng nhất có thể xưng thiên tài cô nương, chỉ bất quá dưới mắt tụ tập tại tiêu phàm bên người mà thôi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Hattori giới sử trí chưa từng nghe nói qua nam cực linh dược vườn nghịch thiên như vậy bảo vật. Nhìn chung toàn bộ tu chân giới, cũng có rất ít người có thể đem tinh bồi dưỡng vì đan dược cho nữ nhân của mình khi cơm ăn. Như thế thổ hào hành vi, cũng chỉ có tiêu chân nhân làm ra được. Tiêu phàm cười cười, không có lên tiếng, tuyên minh chân quân khẽ nói, Hattori đạo hiếu. Ngươi nhìn dặm xa xôi chạy đến mạc bắc đến, không phải vì muốn cùng chúng ta nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ A. À. Hattori giới sử trí cười nói, đây cũng không phải, lão phu còn không đến mức như thế nhàm chán. Mấy vị đạo hữu cho nên mà đến, lão phu cũng là bởi vì gì mà đến. Nói thật, ta còn thực sự có chút chờ mong, cái này dưới nước nếu thật là tạp mã tổ vô tỏa hóa chỗ, có lẽ quả thật có thể có thu hoạch đâu. Dưới mắt trung thổ giới linh khí vẫn là không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, muốn một lần nữa trở lại nguyên anh kỳ tu vi, độ khó không tiểu. Chỉ có thể đến nơi đây thử thời vật, tuyên minh đạo hữu chỉ sợ cũng là tâm tư giống nhau ha. Kia là tự nhiên, nghe Hattori giới sử trí tự nhận chưa khôi phục lại nguyên anh kỳ tu vi, tuyên minh chân quân âm thầm thở phào một cái. Cũng may cái này cũng có thể suy đoán được đi ra, lão quái này vật nếu như đã khôi phục lại nguyên anh kỳ cảnh giới, dù chỉ là sơ kỳ cảnh giới, lấy hắn đối vô cực môn chán ghét cùng phản cảm chỉ sợ cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn, ở đây cùng tiêu phàm nói nhảm, đã sớm xuất thủ. Lấy nguyên anh cảnh giới, diệt sát một cái trong kim đan kỳ cùng mấy tên trúc cơ kỳ tiểu bối, tự nhiên chỉ là một cái nhấc tay. Bất quá, tuyên minh đạo hữu tình hình, giống như cùng ta không giống nhau lắm. Đạo hữu nhục thân đã sớm hủy đi, đây là đoạt xá sau nhục thân, muốn khôi phục lại nguyên anh kỳ cảnh giới, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, còn cần một lần nữa ngưng kết nguyên anh mới được. Bình cảnh này, không phải tốt như vậy đột phá ha về phần mượn xác hoàn hồn chi thuật rất ít gặp người thi triển Hattori giới xử trí căn bản liền không có hướng phương diện kia đi cân nhắc. Tạ ơn Hattori đạo hữu quan tâm lão đạo tử có chừng mực. Tuyên Minh chân quân lãnh đạm nói như không tất yếu hắn cũng không nguyện ý vì tiện đắc tội Hattori giới xử trí lão quái này vật coi như còn không có khôi phục lại nguyên anh kỳ cảnh giới chỉ ít cũng nên là kim đan hậu kỳ tu vi mười năm trước hắn đồ đệ sarutobi y sương đều đã có trong kim đan kỳ đỉnh phong cảnh giới hattori giới xử trí lại chuyển hướng tiêu phàm cười lạnh nói tiêu đạo hiếu nghe lão phu một lời khuyên ngươi hay là mang theo thê thiếp của ngươi nhóm trở về đi tốt nhất đừng lội cái này tranh vào vũng nước đục không dối gạt đạo hiếu ta năm đó cùng quý môn lý trưởng giáo có chút nghỉ lễ lão phu nhưng không dám hứa chắc đến trong lang mộ về sau ta còn có thể khắc chế tốt tính tình của mình Y uy hiếp, lộ rõ. Nghe xong lời này, Tân Lâm cùng cơ khinh xa cũng vẫn có thể nhẫn nại, Uyển Thiên Thiên cùng Trần Dương sớm đã gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, hướng về không trung hắc vụ trợn mắt nhìn. Cái này đông đảo đến lão quỷ tử, là dự định một mình tiến vào tạp mã tổ vu lăng mộ, độc chiếm bên trong chỗ tốt. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói Hattori Tông chủ đối với chúng ta vô cực môn có thành kiến, nói thật, ta đối quý Tông cũng không có hảo cảm gì. Đạo hữu nếu là cảm thấy có hoàn toàn chắc chắn đánh bại chúng ta, cứ việc xuất thủ tốt." Tiêu Mỗ không ngại lĩnh giáo tông chủ thủ đoạn, một cỗ nghiêm nghị chi khí, thấu thể mà ra. "Ha ha, tốt, rất tốt, người trẻ tuổi, can đảm lắm, chỉ hy vọng bản lãnh của ngươi có thể xứng với ngươi ngạo khí." "Tuyên minh đạo hữu, các ngươi liên minh chính đạo người, chắc là đứng chung một chỗ đúng không?" Hattori giới sử trí vẫn chưa nổi trận lôi đình, chỉ là lạnh lùng nói. Tuyên Minh Trân Quân cười nói, Hattori đạo hiếu, không nên uổng phí tâm cơ. Người đã còn không có khôi phục nguyên anh kỳ tu vi, nghĩ dựa vào một câu, liền đem chúng ta dọa chạy, tuyệt đối không thể. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, Hattori giới sử trí chân chính kiên kỵ, vẫn là hắn vị này đã từng nguyên anh tu sĩ. Muốn đem tiêu phàm hù sợ, cứ như vậy, Tuyên Minh Trân Quân cùng phái Mao Sơn mấy tên đệ tử, liền tương đối thế đơn lực cô, Hiện tại vô cực môn cùng phái Mao Sơn hợp lại cùng nhau, tu sĩ Kim Đan có hơn ba người, Hattori giới xử trí chỉ có một người, coi như hắn có Kim Đan hậu kỳ tu vi, một khi động thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng, sao ra mà nói, bọn hắn bên này hay là chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế. Hắc vụ chậm rãi cuồn cuộn, lâm vào trong yên lặng. liền ở thời điểm này, lại một đạo độn quang bay vụt mà đến, lại là đến từ Tây Phương, cùng Hattori giới xử trí xa xa tương đối, đồng dạng hắc vụ lăn lộn, tràn ngập yêu tả chi khí. Tiêu phàm cùng tuyên minh chân quân liếc nhau, trên mặt đều đều hiện lên một vòng vẻ sầu lo. Kia hắc vụ tốc độ bay, mảy may cũng không tại Hattori giới xử trí phía dưới, trong nháy mắt, liền đi tới mọi người trên không, không ngừng lăn lộn, yêu tả chi khí càng sâu, còn mang theo mơ hồ mùi huyết tinh. Thần niệm tìm kiếm, tất cả mọi người hơi biến sắc, đúng là không dưới kim đan hậu kỳ tu sĩ linh lực ba động. Tiêu phàm càng là tại trong hắc vụ phát giác được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, đến lại là vị đạo hữu nào? Hiện ra bản tướng đi, tuyên minh chân quân hừ lạnh một tiếng, nói, hắc phụ lăn lộn, chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong một chương thương già khuôn mặt, thân mặc áo bào trắng, sợi dâu cùng tóc đều quan xoắn, khiết bạch như tuyết, chỉ có một đôi mắt, thì là đỏ bừng, lóng lánh huyết sắc quang mang, khiến người vừa nhìn xuống, liền là toàn thân hàn khí đại mạo, vô cùng không thoải mái. Ánh mắt như vậy, thực tế không phải là nhân loại nên có, tựa như một đầu man hoang mãnh thú, Tùy Thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Cái này xong huyết hồng con mắt, chỉ ở Tuyên Minh chân quân trên mặt dừng lại một chút, liền yên lặng rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi nói: "Tiêu chân nhân, biệt lai vô dạng." Giống như cùng Tiêu Phàm rất quen thuộc dáng vẻ. Tiêu Phàm song mi khẽ híp một cái, cũng yên lặng tiếp cận giữa không trung lão nhân áo bảo trắng, lạnh lùng nói: "Đều nhờ Dung Thiên giáo chủ quải niệm, ta rất tốt." Người này vậy mà là tiêu phàm tử địch, Tây Ly giáo giáo chủ Dung Thiên Tổ Sư. Mặc dù từ đầu đến cuối, tiêu phàm đều chưa từng cùng Dung Thiên Tổ Sư mặt đối mặt giữa bọn hắn, nhưng lại có hai lần sinh tử quyết đấu. Đối khí tức của nhau, thực tế không thể quen thuộc hơn được. Từ uông vĩ thành miệng bên trong, tiêu phàm từ lâu hiểu rõ đến Dung Thiên Tổ Sư cùng Tây Ly giáo hết thảy. Chỉ là, mười mấy năm trước, Dung Thiên Tổ Sư rõ ràng thân chịu trọng thương, vì tránh họa, toàn bộ Tây Ly giáo tổng đàn trong vòng một đêm biến thành thành không. Nguyên lai like tưởng rằng cái này mười mấy năm trôi qua, dùng thiên tổ sư coi như không có thương tổn nặng mà chết, từ lâu là gần đất xa trời, cách cái chết không xa. Ai biết hắn chợt đứng tại đoàn người trước mặt, cũng trở thành một tên người tu chân, cũng mà còn có kim đan hậu kỳ đáng sợ tu vi. Cái này ảo thuật đến cùng làm sao biến, dù coi như cơ chí như tiêu phàm, trong lúc nhất thời cũng có chút lĩnh hội không thấu, audio điện tử võ tấn bền hết tập 48